hộ hoa cao thủ tại đô thị, Hạ Thiên. chương 981, tôi sẽ nhảy. Triệu Vũ Cơ quyết định không quan tâm vì sao Hạ Thiên lại xuất hiện ở đây, cũng không muốn quan tâm căn nhà gỗ có phải do hắn dựng lên hay không, nàng dứt khoát không nói câu nào và tiếp tục đi lên. Vợ đại yêu tinh, chị muốn đi đâu? Hạ Thiên ngẩn người, hắn vội vàng chạy theo. Leo núi. Triệu Vũ Cơ cũng không quay đầu lại. Vợ đại yêu tinh, chị đã leo nửa ngày rồi, còn leo gì nữa. Đi vào nhà nghỉ ngơi một chút. Hạ Thiên bắt đầu đầu độc Triệu Vũ Cơ. Tôi muốn leo đến đỉnh núi mới nghỉ. Triệu Vũ Cơ tất nhiên sẽ không rút lui, đi vào nhà nghỉ ngơi sao. Cũng không biết lưu manh kia có ý gì. Nhưng, vợ đại yêu tinh, chỉ căn bản không thể leo đến đỉnh núi được. Hạ Thiên mở miệng nói. Tôi cũng đã nghe qua những lời đồn đãi như vậy, vì vậy tôi cần phải thử. Triệu Vũ Cơ thản nhiên nói nếu cậu có hứng thì cùng leo núi nếu không thì đừng quấy dày được rồi vợ đại yêu tinh chị cứ leo núi đi tôi chờ chị hạ thiên suy nghĩ một lúc rồi đi vào nhà gỗ khi thấy hành động của hạ thiên thì triệu vũ cơ chợt ngây người nàng tưởng rằng hạ thiên sẽ cùng mình leo núi nào ngờ người này không muốn cùng đi với nàng hơn nữa còn nói sẽ ở đây đợi nàng ý của hắn là đứng đó chờ nàng xuống sao tuy triệu vũ cơ có chút mê hoặc nhưng vẫn quyết định tạm thời không quan tâm Nàng tiếp tục đi về phía trước. Audio điện tử võ tấn bền. Thời gian vô tình trôi qua, Triệu Vũ Cơ không biết mình đã đi được bao lâu, nhưng nàng chưa thể đến tận cùng. Kỳ quái, chẳng lẽ núi này không thể leo đến đỉnh được? Hay mình đi lầm đường? Triệu Vũ Cơ thầm nghĩ, nàng ngẩng đầu nhìn bốn phía, sau đó nàng chợt choáng váng, vì nàng phát hiện ra một căn nhà gỗ, căn nhà rất quen mắt. Tình cảnh quen thuộc lại xuất hiện. Có một người từ trong nhà gỗ đi ra, đối phương nói với nàng một câu. Vợ Đại yêu tinh, chị lại đến chậm. Gặp quỷ. Triệu Vũ Cơ chợt nghi ngờ mình xuất hiện ảo giác, nếu không thì sao lại xuất hiện sự kiện khó tưởng thế này? Vợ Đại yêu tinh, chị không thấy quỷ, trên đời này sợ rằng cũng không có quỷ. Hạ Thiên cười hì hì nói, cậu đừng nói đã chạy tới trước, sau đó lại dựng lên một căn nhà gỗ nữa đấy nhé. Triệu Vũ Cơ trừng mắt nhìn Hạ Thiên nàng căm giận nói. Tất nhiên là không phải. Hạ thiên cười hì hì. Vợ đại yêu tinh, chẳng lẽ chị không phát hiện ra, căn nhà gỗ này chính là cái trước đó chính chị đã gặp sao? Triệu vũ cơ nhìn chầm chầm vào căn nhà gỗ, sau đó nàng dùng giọng khó tin nói. Điều này sao có thể? Suốt cuộc cậu làm trò quỷ gì vậy? Vợ đại yêu tinh, chuyện này không liên quan gì đến tôi. Hạ thiên ra vẻ vô tội chẳng qua chị đi một vòng quanh thanh phong sơn sau đó đi đến chỗ cũ mà thôi triệu vũ cơ lại ngây người nàng vừa đi lâu như vậy thật sự là đi một vòng thanh phong sơn sao thì ra thanh phong sơn không thể leo lên đến đỉnh cũng là vì nguyên nhân này sao cậu biết tôi đi một vòng quanh thanh phong sơn triệu vũ cơ dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn hạ thiên sao cậu biết cậu rất quen thuộc nơi này sao vợ đại yêu tinh vì tôi không gì không biết hạ thiên nghiêm trang nói cậu có biết lên đỉnh núi thế nào không triệu vũ cơ tức giận hỏi tất nhiên là biết hạ thiên trả lời ngay vậy cậu nói đi sao mới leo lên được triệu vũ cơ khẽ hừ một tiếng rồi hỏi rất đơn giản thôi chị gọi tôi một tiếng chồng sau đó năn nỉ chống đưa mình lên tất nhiên chị sẽ được đưa lên hạ thiên cười hì hì nói cậu tưởng tôi là đứa ngốc sao triệu vũ cơ căm giận nói một câu sau đó nàng nổi giận đi về phía trước nàng cũng không tin lưu manh này nói bậy bạ nàng cũng không gọi hắn là chồng hạ thiên nhìn bóng lưng duyên dáng của triệu vũ cơ mà lẩm bẩm vì sao mình nói thật mà luôn không có người tin chẳng lẽ mình giống kẻ lừa đảo sao nhưng điều này cũng không đúng thần tiên tỷ tỷ thường nói mình là người thành thật hạ thiên lầm bầm hai câu sau đó hắn không tiếp tục chờ triệu vũ cơ mà chạy theo vợ đại yêu tinh tôi thấy một vách núi rất đẹp chỉ có muốn qua xem không hạ thiên nhanh chóng chạy đến trước mặt triệu vũ cơ hắn mở miệng hỏi vách núi đẹp triệu vũ cơ có chút mơ hồ núi này hình như cũng không có vách núi thì phải vợ đại yêu tinh thật ra thanh phong sơn rất lớn không riêng gì vách núi nơi đây còn có nhiều chỗ thích hợp chơi đùa hạ thiên nhanh chóng nói sau đó hắn dùng ánh mắt chờ mong nhìn triệu vũ cơ chị muốn đi xem không triệu vũ cơ nhìn hạ thiên nàng có chút trần trừ nhưng cuối cùng cũng gật đầu nói được, cậu dẫn tôi đi. Hạ Thiên khẽ vươn tay kéo Triệu Vũ Cơ, sau đó hắn chạy đi. Triệu Vũ Cơ bị hắn kéo mà không tự chủ được phải chạy theo, khoảnh khắc này nàng không thấy rõ tình huống hai bên, nàng muốn thoát khỏi tay hắn nhưng không làm được, điều này làm nàng tức giận, lưu manh rõ ràng lại chiếm tiện nghi của mình. Mười phút sau Triệu Vũ Cơ phát hiện mình dừng lại, nàng không khỏi ngây ngốc, vì trong tầm mắt của nàng là sương mù mịt mờ như tiên CN, mà vị trí bây giờ của nàng chính là ở bên trên một vách núi. Vợ đại yêu tinh, chị xem, rất đẹp phải không? Hạ thiên tỏ ra tranh công. Thả tôi ra. Triệu vũ cơ khẽ vùng vẫy bàn tay bị hạ thiên nắm chặt nhưng lại khó thoát. Vợ đại yêu tinh, đừng nhỏ mọn vậy chứ. Hạ thiên có chút buồn bực, chỉ nắm tay mà thôi, có gì không được chứ. Có phải cậu muốn tôi giận mới vui không? Triệu vũ cơ tức giận nói. Tất nhiên là không, hạ thiên thả tay triệu vũ cơ vợ đại yêu tinh nếu chị không vui tôi sẽ làm chị vui đàn ông thường hay nói suông triệu vũ cơ khẽ hừ một tiếng vợ đại yêu tinh tôi không nói suông hạ thiên chăm chú trả lời phải không triệu vũ cơ khẽ hừ một tiếng bây giờ tôi không vui có phải chỉ cần làm cho tôi vui là cậu đều có thể ra tay không tất nhiên rồi vợ đại yêu tinh tôi có thể đi làm hạ thiên suy nghĩ rồi nói tôi nói cậu nhảy xuống cậu có tình nguyện không triệu vũ cơ tức giận nói cậu đừng nói mình làm không được nhé hạ thiên nhìn triệu vũ cơ hắn chuyên chú nói vợ đại yêu tinh tôi nhảy xuống thì chị sẽ vui sao đúng vậy triệu vũ cơ dùng giọng hờn dỗi nói nàng không tin hạ thiên sẽ nhảy xuống nếu hắn nhảy xuống thì mục tiêu của nàng sẽ xong vậy thì tôi nhảy Hạ Thiên nói xong câu này thì nhảy xuống vách núi. Triệu Vũ Cơ chợt ngây ngốc, nàng ngơ ngác đứng bên vách núi, đầu óc trống rỗng. Chương 982, tôi muốn nhảy xuống. Vài phút sau Triệu Vũ Cơ mới tỉnh táo trở lại, nàng nhìn khắp bốn phía, lại nhìn vách đá mở mịt xương, nàng mở miệng nói. Này, cậu đi ra cho tôi, đừng hòng muốn gạt tôi, tôi biết cậu vẫn chưa nhảy. Triệu Vũ Cơ cảm thấy Hạ Thiên thật sự không có khả năng sẽ nhảy xuống, người đàn ông này sẽ không thật sự tìm chết vì mình chắc chắn đã lén núi vào đâu đó vì nàng biết hắn có bản lĩnh như vậy nhưng một lúc lâu sau cũng không ai đáp lại này cậu ra cho tôi cậu có nghe thấy tôi nói không nếu cậu không ra tôi sẽ đi triệu vũ cơ nói một câu trong lòng có chút bất an hắn chẳng lẽ hắn thật sự nhảy xuống điều này đây rõ ràng là chuyện khó tưởng nàng chỉ nói một câu hắn thật sự nhảy xuống sao mau ra đây Triệu Vũ Cơ lại hô lên một câu, giọng điệu có chút kinh hoàng. Hạ Thiên, cậu mau ra đây cho tôi. Nhưng vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Triệu Vũ Cơ lại choáng váng, lúc này nàng thấy Hạ Thiên không gạt mình, hắn thật sự đã nhảy xuống, nhưng điều này sao có thể? Hắn sẽ không thể nhảy xuống chỉ vì nàng. Triệu Vũ Cơ tin trên đời này có nhiều đàn ông tình nguyện đi tìm chết vì mình, không riêng gì đàn ông, kể cả phụ nữ, ví dụ như đám fan ca nhạc Tất nhiên đối với đám người này nàng sẽ tuyệt đối không nói ra những câu để bọn họ đi tìm chết, vì nàng biết rất rõ, nếu mình nói như vậy thì sợ rằng sẽ có việc như vậy xảy ra. Nhưng nàng không ngờ loại người như Hạ Thiên, là loại đàn ông lăng nhăng, là loại đàn ông năng lực siêu quần có nhiều phụ nữ bên cạnh, người này sẽ tuyệt đối không tìm chết vì một người phụ nữ. Dù triệu vũ cơ nàng là trang nghiêng nước nghiêng thành, Hạ Thiên cũng không làm vậy vì nàng, vì vậy mà nàng mới nói câu hờn dỗi vừa rồi nhưng thực tế thì Hạ Thiên thật sự nhảy xuống, nàng tận mắt thấy hắn nhảy xuống. Tuy vừa rồi nàng còn nghi ngờ, nhưng bây giờ nàng đã cảm thấy hắn không gạt mình, hắn thật sự nhảy xuống, nếu hắn tránh ở gần đó thì đã thật sự chui ra rồi. Tâm tình của Triệu Vũ Cơ bây giờ rất không xong, mọi chuyện giống như vượt khỏi kế hoạch của nàng. Đúng vậy, nàng muốn giết Hạ Thiên vì đại ca, nhưng dựa theo kế hoạch thì nàng phải tiếp cận hắn, phải lấy được sự tín nhiệm của hắn, thậm chí còn lấy thân thể ra để cho hắn. Sau đó nàng lợi dụng tình huống hắn không đề phòng mà ra tay giết người, nhưng vì giết một người mà hiến dâng thân thể, đây là sự việc mà trước nay Triệu Vũ Cơ chưa từng làm. Vì vậy mà sau nhiều lần do dự, cuối cùng nàng lặng lẽ đến huyện Mộc Dương, sau đó chủ động liên hệ với Hạ Thiên. Nhưng ngay ngày nàng gặp mặt hắn thì trong lòng lại có vướng mắc, sau đó nàng quyết định đi giải sầu, vì vậy nàng mới đến Thanh Phong Sơn mà không thông báo cho ai. Triệu Vũ Cơ vốn định ở lại Thanh Phong Sơn vài ngày, đến khi tâm tình hoàn toàn bình ổn thì nàng sẽ quay lại huyện Mộc Dương thực hiện kế hoạch của mình. Nhưng không ngờ nàng đến Thanh Phong Sơn chưa được bao lâu thì Hạ Thiên tìm đến, vì vậy mà kế hoạch giải sầu của nàng thất bại thảm hại, vì thế mà kế hoạch của nàng không biết phải làm sao. Bây giờ lại có chuyện làm triệu vũ cơ bất ngờ lớn, Hạ Thiên rõ ràng chỉ vì một câu nói của nàng mà nhảy xuống vách núi. Nàng đột nhiên cảm thấy sự việc quá hoang đường, nàng hao tổn biết bao tâm tư để muốn giết hắn, không ngờ chỉ vì một câu nói đơn giản mà đạt mục đích. Triệu Vũ Cơ cầm lấy một tảng đá, nàng ném xuống, nhưng đợi một lúc lâu mà không có bất kỳ âm thanh nào. Nàng nhìn sương mù mờ mịt mà khẳng định núi này rất cao, dù nàng biết Hạ Thiên có năng lực khủng bố, nhưng nàng thấy dù là ai nhảy xuống vách núi này cũng đều phải chết, nàng không tin Hạ Thiên có thể sống sót được. Điều làm Triệu Vũ Cơ nghĩ mãi không rõ chính là Triệu Vũ Cơ này thật sự yêu mình sao? chỉ vì một câu nói của mình mà nhảy xuống vách núi thật à triệu vũ cơ đứng đờ đẫn bên vách núi một lúc rồi khẽ thở dài nàng lẩm bẩm có lẽ như vậy cũng tốt triệu vũ cơ nhìn vách núi bên dưới cuối cùng xoay người định bỏ đi nhưng khoảnh khắc này nàng cảm thấy cánh mũi cay cay nước mắt thiếu chút nữa chảy ra nàng phát hiện lúc này mình tuyệt đối không vui vẻ gì không có chút vui sướng khi hoàn thành kế hoạch trong lòng lại tràn đầy cảm giác khó chịu Tất cả đến quá đột ngột, nàng không hoàn toàn chuẩn bị tâm lý. Đét. Một âm thanh trong trẻo vang lên, trên mông truyền đến cảm giác đau đớn, giống như có người đang vỗ mông Triệu Vũ Cơ. Vẻ mặt Triệu Vũ Cơ chợt biến đổi lớn, ngay sau đó nàng xoay người rồi ngây dại. Một giây sau nàng không khỏi thất thố giống lên. Hỗn đàn cậu, cậu có bệnh không? Cậu không nhảy xuống sao bây giờ mới ra? Lừa gạt thì vui lắm sao? Cậu cút đi, tôi không muốn gặp cậu. Hạ Thiên vốn được Triệu Vũ Cơ nghĩ rằng đã chết chợt xuất hiện bên cạnh vách núi, khi thấy hắn còn sống, hơn nữa nghĩ đến tình cảnh mình khó chịu vì cái chết của hắn, nàng chợt cảm thấy mình giống như bị trêu chọc. Vì vậy mà lúc này nàng chợt tức giận, điều càng làm nàng tức giận chính là Lưu Manh kia mới vỗ mông mình. "Vợ đại yêu tinh, tôi không lừa chị nhưng chị lại gạt tôi." Hạ Thiên dùng ánh mắt vô tội nhìn Triệu Vũ Cơ. "Cậu còn nói không gạt tôi, chẳng lẽ cậu thật sự nhảy xuống?" Triệu Vũ Cơ căm giận chất vấn, "Còn nữa, tôi lừa cậu hồi nào?" Tôi thật sự nhảy xuống. Tống hùng khẽ gật đầu. "Nhưng chị nói tôi nhảy xuống chị sẽ vui, kết quả tôi bò lên và phát hiện chị không vui, không phải chị lừa gạt tôi sao? Vì chị gạt tôi nên phải đánh mông, nhưng thấy chị mất hứng nên tôi đánh nhẹ, không đau." "Cậu?" Triệu Vũ Cơ dùng ánh mắt hung hăng nhìn Hạ Thiên. "Cậu nói mình đã nhảy xuống, sau đó leo lên, ý của cậu là là cậu nhảy xuống nhưng không chết tất nhiên là không hạ thiên dùng ánh mắt kỳ quái nhìn triệu vũ cơ vợ đại yêu tinh sao chị ngốc vậy nếu nhảy xuống sẽ chết tôi còn nhảy làm gì triệu vũ cơ há hốc miệng nàng muốn nói gì đó nhưng lại thôi trong lòng chợt bùng lên cảm giác nói không nên lời xem ra nàng đã thật sự nhìn lầm hạ thiên nàng vẫn đánh giá thấp năng lực của hắn cũng đánh giá cao cảm giác của mình mỹ nữ bên cạnh hắn nhiều như mây nếu so ra vẫn có người mạnh hơn triệu vũ cơ nàng, sao hắn có thể vì nàng mà tìm chết? Sở dĩ hắn tình nguyện nhảy xuống chẳng qua chỉ vững tin sẽ không chết, thật ra chỉ là một sự việc đơn giản như vậy nhưng nàng lại không nghĩ ra. Vợ đại yêu tinh, chị đang suy nghĩ gì vậy? Hạ thiên lúc này dùng giọng hiếu kỳ hỏi một câu. Tôi muốn nhảy xuống. Triệu vũ cơ tức giận nói, lúc này nàng thật sự có xúc động muốn nhảy xuống. Triệu vũ cơ vừa nói dứt lời thì cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, sau đó nàng phát hiện mình rơi vào sương mù triệu vũ cơ chỉ cảm thấy cơ thể nhanh chóng rơi xuống chung quanh lại tràn đầy sương mù là sương mù nồng đậm căn bản không thấy rõ tình cảnh xung quanh điều duy nhất nàng có thể phán đoán chính là bây giờ mình đang rơi xuống vách núi cậu làm gì vậy triệu vũ cơ tức giận hỏi đối tượng nàng đặt câu hỏi chính là hạ thiên lú này lưu manh đang ôm eo nàng vợ đại yêu tinh chị nói thích nhảy xuống vì vậy tôi cùng nhảy xuống với chị hạ thiên nói bằng giọng vô tội cậu đầu óc cậu có vấn đề sao triệu vũ cơ rất muốn bóp chết hạ thiên người này đầu là đất sao nàng chỉ nói mà thôi cũng không phải thật sự muốn nhảy vợ đại yêu tinh đầu óc của tôi rất bình thường hạ thiên có chút bất mãn chị nói tôi nhảy xuống sẽ vui nhưng tôi nhảy xuống mà chị không vui chị còn nói sẽ nhảy xuống vì vậy tôi mang chị xuống nếu khi đó chị còn không vui thì tôi thấy đầu óc chị đã có vấn đề, nhưng không sao, tôi là thần y, nếu đầu óc của chị thật sự có vấn đề tôi sẽ chữa tốt, tôi cũng không muốn vợ mình bị ngốc. Cậu mới là đứa ngốc. Triệu vũ cơ rất khó hiểu, cuối cùng nàng phát hiện một vấn đề, đó là lưu manh này nói chuyện lung tung, luôn coi những lời nói của nàng là sự thật. Vợ đại yêu tinh, mắng chồng không phải là tốt, tôi không ngốc, nếu chị còn mắng tôi sẽ chặn miệng. Hạ thiên có chút mất hứng, hắn dùng một tay ôm ngang eo triệu vũ cơ, sau đó hắn vỗ lên mông nàng, lúc này vỗ mạnh hơn vừa rồi. Cậu là lưu manh, là tâm thần, ngu như heo. Triệu vũ cơ chợt bùng nổ, nàng mở miệng mắng ẩm lên, nàng đã sớm bị lưu manh này làm cho tức chết. Triệu vũ cơ không thể tiếp tục mắng, vì lúc này nàng thật sự bị chặn miệng. Khoảnh khắc này nàng hiểu một vấn đề, lưu manh kia không thích nói giỡn, mỗi câu nói ra đều sẽ là hành động. Vừa rồi hắn nói sẽ chặn miêng nàng, bây giờ chặn thật, hơn nữa hắn không lấy tay chặn, hắn dùng miệng chặn miệng nàng. Khoảnh khắc khi hai bờ môi đụng vào nhau thì triệu vũ cơ vô thức vùng vẫy, nhưng nàng khó thể vùng ra, hai cánh tay có lực của hạ thiên đang giữ chặt phần eo của nàng, áp sát thân thể của nàng lên người hắn, hầu như không tạo nên khe hở, vì vậy nàng không tiếp tục vùng vẫy. Cặp mắt đẹp của triệu vũ cơ giống như mở lớn hơn, nàng nhìn sương mù chung quanh, cảm giác thân thể vẫn rơi xuống, nàng chợt sinh ra cảm giác như giấc mộng giấc mộng này là cảm giác cả đời này triệu vũ cơ chưa từng có, cũng là hình tượng cả đời nàng chưa từng trải qua. Nàng ôm một người đàn ông rơi xuống vách núi, trong quá trình đó người đàn ông cu óp đi nụ hôn đầu đời của nàng, mà nàng cũng bị chôn vùi trong sương mù, giống như không phải nàng đang rơi xuống mà căn bản đang đi vào tiên cảnh. chương 983, cởi hết ra bơi mới thoải mái. Cảm giác mộng ảo thế này làm cho triệu vũ cơ giống như quên đi chuyện gì đang xảy ra, khoảnh khắc này nàng coi như mình ở trong giấc mộng, nàng dứt khoát nhắm mắt lại, không hề xem xét tình cảnh chung quanh. Nhưng lúc này trong đầu nàng lại có thể tưởng tượng ra những hình ảnh như mộng ảo, nàng đang cùng một người đàn ông ôm hôn nhau đắm đuối trong tiên cảnh, đó là một ký ức sẽ không bao giờ phai nhạt. Triệu vũ cơ không hề vùng vẫy, nàng giống như vô thức ôm lấy hạ thiên, đồng thời cũng bắt đầu đáp trả, dù động tác có hơi cứng nhắc nhưng lại rất dụng tâm. Khoảnh khắc này nàng chỉ có một ý nghĩ, đó là cố gắng tận hưởng nụ hôn đầu tiên của mình. Nụ hôn này rất lâu, triệu vũ cơ không biết mình hôn bao lâu, nàng giống như chìm vào trong cảm giác mộng ảo, mãi đến khi ngực truyền đến cảm giác khác thường thì nàng đột nhiên bừng tình. Sau đó nàng phát hiện một bàn tay nóng bỏng đang chiếm cứ sân bãi của nàng, đang dịu dàng vuốt ve, những cảm giác khác thường cũng bùng lên và truyền khắp toàn thân. Triệu vũ cơ đột nhiên hoàn toàn tỉnh táo, nàng dùng sức đẩy hạ thiên ra, mà lúc này nàng cũng phát hiện hai chân mình đã chạm đất. Sau khi đảo mắt xem xét bốn phía thì nàng phát hiện mình đang đứng dưới vách núi, bốn phía đều là vách núi, hơn nữa lại cao không thấy đỉnh, giữa không trung bị một đám sương mù che giấu, sợ rằng ngày đẹp trời cũng chưa chắc có thể thấy được bầu trời. Đến lúc triệu vũ cơ đã tin Hạ Thiên không lừa gạt mình, hắn thật sự đã nhảy xuống, dù vách núi có cao bao nhiêu thì hắn nhảy xuống vẫn không chết. Vì lúc này hắn mang theo nàng nhảy xuống, khi còn ở giữa không trung còn dở trò sàm sỡ với nàng, dưới tình huống đó mà ba người bọn họ vẫn có thể chạm đất an toàn tất nhiên nếu một người nhảy xuống thì càng không có vấn đề vợ đại yêu tinh còn muốn đi lên không hạ thiên lúc này bắt đầu hỏi triệu vũ cơ chừng mắt nhìn hạ thiên nàng không lên tiếng chỉ cất bước đi về một phía bây giờ nàng có chút căm tức không phải vì tức hắn mà tức chính mình nàng tuyệt đối là bị ma quỷ ám ảnh nếu không sao lại làm ra những chuyện như vậy với hắn trên không trung càng làm Triệu Vũ Cơ khó tiếp nhận chính là cảm giác như mộng như ảo vừa rồi chính là một kinh nghiệm tuyệt vời nhất của nàng, nàng hầu như có thể khẳng định, sau này dù có chuyện gì phát sinh, dù nàng có giết hắn thì vẫn không thể nào quên kinh nghiệm lúc vừa rồi, ký ức như mộng như ảo đó sẽ vĩnh viễn ở lại trong đáy lòng nàng. Vợ đại yêu tinh, sao chị vẫn không vui? Hạ Thiên đuổi theo, hắn có chút buồn bực. Vừa rồi chị còn vui mà. Không cho phép cậu nói đến chuyện vừa rồi triệu vũ cơ đột nhiên quay đầu dùng ánh mắt hung hăng nhìn hạ thiên lưu manh chết tiệt kia lợi dụng lúc mình thất thố để làm trò nhưng nàng cũng vẫn để yên như vậy đúng là buồn cười được rồi không nói thì không nói hạ thiên có chút vô tội sau đó hắn đề nghị vợ đại yêu tinh chị không phải thích bơi lội sao bên kia có một hồ nước chị có muốn đi bơi không hồ nước triệu vũ cơ động tâm ở đâu Triệu Vũ Cơ có thể nói là rất yêu thích bơi lội, trước kia dù đi đến đâu thì ngày nào nàng cũng sẽ bơi, nhưng hôm qua đến nay nàng không được hưởng thụ cảm giác nước thấm đẫm làn da. Bây giờ nghe Hạ Thiên nói nơi đây có một hồ nước, tất nhiên nàng sẽ động tâm. Ở phía trước, Hạ Thiên nắm tay Triệu Vũ Cơ kéo nàng chạy đi vài trăm mét, sau đó một hồ nước như một bể bơi xuất hiện trong mắt Triệu Vũ Cơ. Nước hồ trong vắt, còn có vài luồng hơi nóng bùng lên vì vậy mà triệu vũ cơ chợt sinh ra xúc động muốn nhảy xuống tắm. Tuy trong lòng xúc động mãnh liệt nhưng triệu vũ cơ vẫn dáng nhịn, nàng chỉ lầm bầm một câu. Chỗ này có nước nóng sao? Vợ đại yêu tinh, thật ra đây không phải hồ nước nóng. Hạ thiên ở bên cạnh nói. Thật ra nhiệt độ hồ nước này không thay đổi, vì vậy có thể nói là mùa đông ấm mùa hè mát. Thì ra là như vậy. Triệu vũ cơ khẽ gật đầu, sau đó nàng dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn hạ thiên sao cậu biết chỗ này đông ấm hè mát trước kia cậu đã đến đây rồi sao vợ đại yêu tinh tôi đã nói với chị rồi chẳng thứ gì tôi không biết hạ thiên cười hì hì nói không nói thì thôi triệu vũ cơ tức giận nói nàng không tin những lời ma quỷ của hạ thiên hắn thật sự cái gì cũng biết sao bây giờ triệu vũ cơ càng nghi ngờ hạ thiên rất quen thuộc thanh phong sơn không phải chỉ là quen thuộc bình thường nơi này giống như là nhà hắn vậy vợ đại yêu tinh chị không muốn bơi lội thật sao hạ thiên lúc này lại hỏi tôi không mang theo áo tắm triệu vũ cơ tức giận nói vợ đại yêu tinh thật ra tôi nghe nói không mặc gì bơi mới là tốt nhất chị cần gì phải mặc đồ tắm dù sao nơi đây cũng chẳng có ai thấy hạ thiên cười hì hì nói cậu không phải là người sao triệu vũ cơ phản hồi lại một câu tôi là chồng chị thấy chị không mặc gì cũng chẳng sao Hạ Thiên ra vẻ đương nhiên. Triệu Vũ Cơ chừng mắt nhìn Hạ Thiên, nàng không dám phản bác, nàng sợ Lưu Manh sẽ đánh mông mình. Triệu Vũ Cơ đứng bên cạnh hồ nước trong chốc lát mà nhịn không được muốn nhảy xuống, nàng cởi bỏ áo khoác, khi định nhảy xuống thì bọn họ Hạ Thiên giữ chặt lại. Vợ đại yêu tinh, chị không thể mặc quần áo. Hạ Thiên chân thành nói. Trời sắp tối, đêm nay sẽ có tuyết rơi, sẽ rất lạnh, nếu quần áo của chị bị ướt, như vậy sẽ khó thể gắng gượng được, đến lúc đó sẽ sinh bệnh. Sao cậu biết tối nay có tuyết rơi? Triệu vũ cơ không hỏi hỏi. Tôi không gì không biết. Hạ thiên lại nói ra một câu như vậy. Triệu vũ cơ lập tức muốn bóp chết hạ thiên, lưu manh này không thể đổi lý do sao. Nếu hắn nói nhìn bầu trời mà tiên đoán ra điều đó thì nàng sẽ cảm thấy hợp lý hơn một chút. Nhưng triệu vũ cơ cũng biết, dù đêm nay có tuyết rơi hay không thì làm ướt quần áo cũng không phải một lựa chọn tốt, vì nàng căn bản không có quần áo thay, muốn hong khô quần áo thì chưa chắc có thể làm được hay không vì nàng không mang theo hột quẹt còn những phương pháp nhóm lửa kiểu cổ không biết ở đây có hiệu quả hay không ai cũng không thể đảm bảo tôi muốn cởi quần áo cậu xoay người sang chỗ khác đi không cho phép cậu xem triệu vũ cơ suy nghĩ rồi nói với hạ thiên vợ đại yêu tinh vì sao không được nhìn hạ thiên ra vẻ rất mê hoặc tôi là chồng chị không cho phép cậu xem nếu cậu quay lại tôi sẽ mặc thế này mà nhảy xuống. Triệu Vũ Cơ tức giận nói. Vậy thì được, Hạ Thiên không còn cách nào khác, chỉ có thể quay đầu đi. Khi thấy Hạ Thiên quay đầu sang chỗ khác thì Triệu Vũ Cơ dùng tốc độ nhanh nhất để cởi quần áo ra, sau đó nàng nhanh chóng nhảy vào hồ nước. Nước hồ ấm áp vỗ về da thịt non mềm của nàng, làm nàng cảm thấy rất thoải mái, những cảm giác không vui trước đó giống như bị quét sạch. Triệu Vũ Cơ bơi trong chốc lát thì cảm thấy có gì đó là lạ, vì nàng cảm nhận được một đôi mắt sáng quắc nhìn mình. Triệu Vũ Cơ xoay người, nàng thấy Hạ Thiên ngồi bên cạnh hồ nước, hắn nhìn vào nàng với ánh mắt không chớp. "Này, không cho phép cậu nhìn." Triệu Vũ Cơ lập tức cảm thấy cực kỳ xấu hổ, nước trong hồ rất trong, nếu hắn cứ nhìn như vậy, nàng sẽ bị hắn thấy sạch. "Vợ đại yêu tinh, chị chỉ cho phép tôi không được nhìn khi cởi quần áo, chưa nói không được phép cho nhìn lúc bơi lội." Hạ Thiên ngồi trên bờ dùng giọng vô tội nói, tất cả đều không được xem. Triệu vũ cơ có chút tức giận. Cậu mau tránh ra, nếu không thi xoay mặt sang chỗ khác. Đúng là keo kiệt. Hạ thiên thầm nói một câu, vì sao các bà vợ trong thủ đô thường rất keo kiệt, vì vợ Mỹ Nhi cũng giống hệt như vậy. Này, cậu còn chưa đi sao? Triệu vũ cơ ở bên kia xấu hổ thúc giục. Được rồi, tôi đi. Hạ thiên có chút mất hứng, hắn đứng lên xoay người bỏ đi khi triệu vũ cơ thở dài một hơi thì hạ thiên lại quay về. Sao cậu lại quay về? Triệu vũ cơ hỏi ngay. Hạ thiên không nói gì, hắn chỉ cúi người lấy quần áo của triệu vũ cơ rồi đi. Này, cậu lấy quần áo của tôi đi đâu vậy? Triệu vũ cơ chợt sướng sờ, sau đó lại trở nên nôn nóng, lưu manh kia lấy quần áo của nàng đi, chút nữa nàng mặc cái gì? Không nói cho chị biết, tôi muốn giấu quần áo của chị đi. Hạ thiên nghiêm trang trả lời. Cái gì? Triệu vũ cơ chợt ngây người, sau đó tức giận nói. Cậu bị bệnh sao? Vợ đại yêu tinh, tôi không có bệnh, chị muốn lấy quần áo thì phải gọi tôi là chồng. Hạ Thiên chân Thành nói. Chị gọi tôi một tiếng chồng, tôi sẽ cho chị một món. Cậu! Triệu vũ cơ nhanh chóng cảm thấy muốn chết đuối, sao nàng lại gặp phải một tên cực phẩm lưu manh như vậy? Vợ đại yêu tinh, tôi sẽ ở bên kia chờ chị, lát nữa chị muốn lấy quần áo thì cứ gọi tôi là chồng tôi sẽ nghe thấy hạ thiên nói xong thì chạy đến địa phương cách triệu vũ cơ vài trăm mét triệu vũ cơ rất muốn bóp chết hạ thiên nhưng nàng không có năng lực như vậy vì vậy nàng quyết định bỏ qua cứ bơi rồi nói sau triệu vũ cơ chơi trong nước chừng một giờ cuối cùng nàng mới ngừng sau đó hô lớn này trả quần áo lại cho tôi nhưng không có phản ứng nào hạ thiên căn bản không quan tâm đến nàng Chẳng lẽ Lưu Manh kia đi rồi? Triệu Vũ Cơ có chút lo lắng, nàng tranh thủ bơi đến bên cạnh hồ, sau đó nhìn thấy Hạ Thiên vẫn ngồi ở bên ngoài vài trăm mét, vẫn nhìn về phía bên này. "Này, cậu đưa quần áo cho tôi, cậu làm gì đấy?" Triệu Vũ Cơ mất hứng gieo lên với Hạ Thiên. Lúc này Hạ Thiên mới mở miệng. "Gọi một chồng sẽ có một món đồ." "Này, cậu cũng đừng dùng thủ đoạn hèn hạ đó để theo đuổi phụ nữ chứ." Triệu Vũ Cơ tức giận nói vợ đại yêu tinh, sao lại gọi là hèn hạ? Hạ thiên cảm thấy rất khó hiểu. Như lang cũng dùng biện pháp như thế này mà lấy được chức nữ làm vợ đấy nhé. chương 984, Chim Quý Nhân Triệu vũ cờ chợt buồn bực, thứ này có liên quan gì đến như lang chức nữ chứ? Nhưng nàng suy nghĩ và cảm thấy như lang giống như dấu quần áo của chức nữ, vì vậy mới cưa đổ chức nữ. Vì như lang cũng hèn hạ như cậu. Triệu vũ cờ tức giận nói một câu. Nhưng này, Vợ đại yêu tinh, tôi chưa từng nghe thấy ai nói như lang hèn hạ. Hạ Thiên không tin những lời Triệu Vũ Cơ. Rất nhiều người hâm mộ cách cua gái của hắn, tán thưởng hắn, bây giờ tôi dùng phương pháp của hắn để cưa đứt vợ đại yêu tinh, tất nhiên người khác sẽ tán thưởng tôi. Triệu Vũ Cơ cảm thấy rất buồn bực, nàng thấy lưu manh Hạ Thiên này quá dối, hắn vừa nói muốn theo đuổi nàng, muốn cưa nàng, nhưng nếu nàng thật sự là vợ hắn thì còn nói gì nữa. Nhưng Triệu Vũ Cơ phát hiện tên Lưu Manh kia rất khó đối phó, hắn căn bản không nói lý lẽ. Nếu là tên đàn ông khác thì nàng sẽ trực tiếp vặn gãy cổ đối phương, hoặc cho đối phương một đấm mất xỉu, nhưng vấn đề là năng lực của Hạ Thiên quá cao, nàng không đánh lại hắn. "Này, nếu cậu không chịu đưa quần áo, tôi sẽ chết đuối ở chỗ này." Triệu Vũ Cơ tức giận nói. "Vợ đại yêu tinh, chỉ sợ là vô dụng mà thôi, có tôi ở đây thì chị sẽ không chết đuối." Hạ Thiên tuyệt đối không quan tâm. Lát nữa nếu chị không đứng lên, tôi sẽ trực tiếp bế chị từ trong nước ra, sau đó mặc quần áo cho chị. Triệu Vũ Cơ nghe nói như vậy mà chợt choáng váng, nàng phát hiện mình chẳng uy hiếp được Hạ Thiên, hơn nữa còn bị hắn uy hiếp, nếu không làm theo sẽ bị hắn ôm từ trong nước ra mặc quần áo dùm, như vậy nàng sẽ không phải chỉ có hại theo kiểu bình thường. Nàng càng không biết Lưu Manh này đưa nàng ra khỏi hồ nước, liệu có mặc quần áo cho nàng hay không, điều đó còn chưa xác định. Có lẽ vì lúc này không bơi lội, thân thể không hoạt động mà Triệu Vũ Cơ đột nhiên cảm thấy hơi lạnh, nàng vô thức run rẩy, sau đó vội vàng bơi vài vòng làm ấm cơ thể, nhưng nàng biết đó không phải là biện pháp tốt. Lúc này Triệu Vũ Cơ không khỏi hoài nghi, Hạ Thiên nhìn có vẻ không quá thông minh hình như đã sớm có tính toán với mình, nàng cảm thấy trước khi Lưu Manh đầu độc nàng cởi quần áo bơi lội có lẽ đã có ý nghĩ sẽ lấy quần áo để uy hiếp nàng rồi. "Này, tôi chỉ gọi cậu một tiếng, cậu đưa quần áo cho tôi nhé." triệu vũ cơ quyết định thương lượng với hạ thiên nàng gọi lưu manh này một tiếng là chồng dù sao cũng đỡ hơn bị hắn ôm từ trong nước ra không được điều này không thể thương lượng hạ thiên lập tức từ chối triệu vũ cơ chợt buồn bực lưu manh này quá ghê tởm triệu vũ cơ khẽ cắn môi nàng quyết định thỏa hiệp chồng đưa quần áo cho tôi được không được vợ đại yêu tinh chị muốn loại quần áo gì quần lót hay nịt ngực áo khoác Chị muốn gì cứ nói, không thì tôi cũng không biết, à, tôi khá ngốc. Hạ Thiên nhanh chóng nói, lúc này hẳn tự xưng mình ngốc. Ngốc cái đầu cậu. Triệu Vũ Cơ thầm mắng trong lòng một câu nhưng lại nói. Chồng, trước tiên cậu đưa nịt ngực cho tôi được không? Được. Hạ Thiên rất sảng khoái, hắn lập tức xuất hiện bên cạnh bờ hồ đưa nịt ngực cho Triệu Vũ Cơ. Triệu Vũ Cơ lúc này cũng không quan tâm Hạ Thiên ở bên cạnh nhìn, nàng nhận lấy áo. Đồng thời đưa hai cặp viết lên lộ ra một nửa trên mặt nước, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất mặc áo ngực lên, che khuất bộ vị to lớn phía trước. Trông, quần lót." Triệu Vũ Cơ lại thuận miệng nói, sau đó nàng nhận chiếc quần lót màu đen, đồng thời nàng nhảy lên, khi rơi xuống đất thì đã mặc xong. Trông, áo." Trông, quần." Trông, áo khoác." Triệu Vũ Cơ càng gọi càng thuận miệng, cuối cùng nàng cũng ăn mặc chỉnh tề, nhưng trước đó vì không dùng khăn lau người nên bây giờ có chút lạnh buốt. Một hồi gió lạnh thổi qua không khỏi làm nàng lạnh run. Hạ Thiên đột nhiên vươn tay chụp lấy bàn tay bé nhỏ của Triệu Vũ Cơ. Triệu Vũ Cơ tức giận lưu manh nhân lúc nhà cháy hôi của, nàng đã gọi hắn nhiều tiếng chồng rồi, vì thế mà muốn hất tay lên tránh ra, nhưng đúng lúc này một luồng khí nóng bỏng đột nhiên từ lòng bàn tay truyền đến. Khoảnh khắc này tất cả cảm giác lạnh trên người Triệu Vũ Cơ đã tan biến sạch, sau đó nàng còn phát hiện thân thể mình bùng lên khí nóng, đáng lý vẫn còn chút nước dính trên người nhưng chỉ sau khoảnh khắc mà tất cả tan biến sạch. Vợ đại yêu tinh, bây giờ đã hết lạnh chưa? Hạ Thiên cười hì hì hỏi. Khi thấy ánh mắt của Hạ Thiên thì Triệu Vũ Cơ lại bực bội, nàng từ lúc bắt đầu đã bị Lưu Manh chết tiệt này lừa đảo, rõ ràng dù nàng có mặc quần áo tắm rửa thì hắn cũng có biện pháp làm khô quần áo của nàng, nhưng hắn lại muốn nàng cởi hết ra, sau đó chiếm tiện nghi của nàng. Không lạnh, nhưng tôi đói. Triệu Vũ Cơ thở phì phò nói. Tôi muốn ăn thứ gì đó. À, vợ đại yêu tinh chờ chút, tôi sẽ tìm cho chị." Hạ Thiên nói một câu rồi buông tay Triệu Vũ Cơ, sau đó hắn chạy mất biệt. Triệu Vũ Cơ chợt ngẩn ngơ, nàng chẳng qua chỉ tức giận muốn tìm chút chuyện làm khó Hạ Thiên, tuy nàng quả thật đói bụng, nhưng đến bây giờ nàng vẫn chưa nghĩ rằng phụ nữ đói thì đàn ông phải chạy đi kiếm đồ ăn. Trước đây nàng đói sẽ tự mình nghĩ biện pháp, nhưng bây giờ nàng giống như không cần phải như vậy nữa triệu vũ cơ khẽ thở ra một hơi trong lòng có trăm mối cảm xúc ngổn ngang tuy hạ thiên rất lưu manh cả ngày chỉ muốn chiếm tiện nghi của nàng nhưng phần lớn hắn đều rất tốt với nàng nàng rời khỏi huyện mộc dương thì hắn chạy theo hắn nhảy xuống vách núi theo ý nàng thậm chí nàng nói mình muốn nhảy hắn lại mang nàng cùng nhảy xuống bây giờ nàng nói mình đói hắn cũng lập tức đi tìm thức ăn có lẽ trên đời này có nhiều đàn ông tình nguyện làm tất cả cho nàng mà Hạ Thiên không những tình nguyện mà thậm chí còn có năng lực làm tất cả mọi chuyện như vậy. Triệu Vũ Cơ chậm rãi ngồi xuống bờ hồ nhìn dòng nước trong xanh, trong lòng chợt cực kỳ mâu thuẫn, nàng đột nhiên phát hiện kế hoạch của mình có thể sửa đổi, vì nàng càng ở bên hắn lâu ngày sẽ càng khó ra tay. Có lẽ dưới tình huống chưa quen thuộc thì nàng sẽ ra tay dễ dàng hơn. Nhưng với năng lực của Hạ Thiên hình như vượt quá sự dự đoán của Triệu Vũ Cơ, nàng có thể thành công sao? Nếu không thành công, nàng sẽ phải làm sao? Nếu thật sự thành công, sau này Triệu Vũ Cơ nên làm gì? Trong đầu Triệu Vũ Cơ sinh ra những suy nghĩ lung tung, nàng thậm chí cảm thấy mình là người trời sinh vô tình, sẽ không suy nghĩ nhiều chuyện vớ vẩn như vậy. Sơn cốc dần tối, Triệu Vũ Cơ chợt giật mình, giống như Hạ Thiên đã đi khá lâu rồi thì phải. Hắn đi đâu rồi? Triệu Vũ Cơ bắt đầu cảm thấy bất an, hắn không bỏ đi luôn để nàng ở lại đây một mình đấy chứ? Hay là hắn đi tìm thức ăn và gặp phải phiền toái? khi triệu vũ cơ lo lắng bất an thì hạ thiên lại xuất hiện đồng thời còn mang đến mùi máu tươi trên tay hắn cầm một con thỏ còn có vài con chim triệu vũ cơ không biết tên tất nhiên dù là thỏ hay chim thì bây giờ đều đã chết sao đi lâu như vậy triệu vũ cơ nhịn không được phải hỏi à núi này không có nhiều thỏ tôi tìm lâu mới được hạ thiên thuận miệng giải thích một câu sau đó hắn nhanh chóng nói vợ đại yêu tinh chị chờ chút tôi sẽ nướng thịt cho chị ăn hạ thiên nhanh chóng lột da thỏ sau đó nhổ lông chim cuối cùng lấy bùn chết lên sau đó vùi vào đất đây không phải là biện pháp của ăn mày sao triệu vũ cơ không nhịn được phải hỏi hạ thiên cười hì hì vợ đại yêu tinh đây không phải là gà ăn mày đây là chim quý nhân chim quý nhân triệu vũ cơ ngây người sau đó nàng có chút mất hứng cậu lừa gạt ai vậy chim quý nhân sao hạ thiên không trả lời hắn bắt đầu nhóm lửa triệu vũ cơ không thấy hắn có động tác gì cũng không có hột quẹt mà lửa lại bùng lên sau đó hắn đặt lên một cái giá bắt đầu nướng thỏ này dù đây không phải là gà là chim cũng chỉ có thể gọi là chim tranh hoa sao có thể gọi là chim quý nhân triệu vũ cơ không phục nói vợ đại yêu tinh chị không hiểu tôi nghe nói bây giờ những món ăn thôn quê đều rất đắt tiền thường xuyên được ăn phải là kẻ có tiền vì vậy đây phải gọi là chim quý nhân không phải là chim tranh hoa hạ thiên cười hì hì nói ngụy biện triệu vũ cơ khẽ hừ một tiếng nhưng trong lòng không khỏi thừa nhận cách nói của hạ thiên có vài phần đúng lửa bùng lên trời càng lúc càng tối triệu vũ cơ và hạ thiên ngồi bên đống lửa vô tình triệu vũ cơ phát hiện mình dựa lên người hắn tuy nàng biết rõ hạ thiên có hơn phân nửa thừa dịp nàng không chú ý mà đến gần nhưng nàng không muốn dịch chuyển mùi hương thịt nướng làm bụng nàng kêu lên rột rột vợ đại yêu tinh chờ thêm một chút nữa, bây giờ còn chưa thể ăn được. Hạ Thiên mở miệng nói một câu. Triệu Vũ Cơ khẽ gật đầu nhưng không lên tiếng, nàng nhìn ngọn lưa bùng lên, khoảnh khắc này nàng có chút xuất thần, kinh nghiệm hôm nay là nửa đời trước nàng chưa từng có. Tuy trong lòng nàng có cảm giác bài xích Hạ Thiên, nhưng nàng không thể không thừa nhận, khi ở cùng hắn thì có thể gặp được nhiều chuyện mới mẻ, dù là căn nhà gỗ trước đó hay vách núi bây giờ, thậm chí chim quý nhân cũng làm nàng cảm thấy rất mới mẻ. Sau này mà kệ chuyện gì phát sinh, mình sẽ nhớ rõ những chuyện xảy ra hôm nay." Trong lòng Triệu Vũ Cơ lặng lẽ có suy nghĩ như vậy, luôn có những chuyện làm người ta khắc cốt ghi tâm, giống như những sự kiện hôm nay. Hạ Thiên cũng dùng ánh mắt si ngốc nhìn Triệu Vũ Cơ, dưới ánh lửa bập bùng, gương mặt tuyệt vời của nàng như xinh đẹp không gì sánh được, điều này làm hắn ngây người. Mà Triệu Vũ Cơ lại có vẻ rất chăm chú, giống như có thêm vài phần quyến rũ. Chương 985, xinh đẹp có thể vui vẻ cả đời. Nhìn tôi như vậy làm gì? Triệu Vũ Cơ cuối cùng cũng thấy ánh mắt sáng quắc của Hạ Thiên, nàng dùng giọng mất tự nhiên hỏi, nhưng lúc này giọng nói của nàng lại có chút dịu dàng, cũng không có hương vị tức giận. Vợ đại yêu tinh, bây giờ tôi thấy chị càng thêm xinh đẹp. Hạ Thiên chân thành trả lời. Xinh đẹp thì có thể làm được gì? Triệu Vũ Cơ thản nhiên nói. Xinh đẹp tất nhiên có thể dùng Xinh đẹp có thể làm vợ tôi, mà trở thành vợ tôi thì có thể vui vẻ cả đời, nói cách khác thì xinh đẹp có thể vui vẻ cả đời." Hạ Thiên nghiêm trang nói. Triệu Vũ Cơ thật sự không biết nói gì hơn, nàng không muốn nói người này có một logic quỷ dị, nàng thật sự muốn biết, làm vợ kẻ này thì có thể vui vẻ cả đời sao? Mộc Hàm cũng là một cô gái xinh đẹp trong nhóm bốn đóa hoa thủ đô, người này là vợ Hạ Thiên, mà Mộc Hàm và Triệu Vũ Cơ cũng không mấy quen thuộc. Dù nếu xét kỹ thì quan hệ giữa hai bên sẽ là rất mật thiết, nhưng nàng biết rõ bây giờ cuộc sống của Mộc Hàm rất tốt, hình như rất vui vẻ. Mà cô em gái của Triệu Vũ Cơ nàng, yêu yêu mới 16 tuổi, là nha đầu cả ngày chỉ biết quấy rối, cũng là vợ trên danh nghĩa của tên Hạ Thiên này. Triệu Vũ Cơ không biết em mình có vui vẻ cả đời hay không, nhưng nếu nói lúc bấy giờ thì vui vẻ hơn trước kia. Người này chẳng lẽ có ma lực đặc thù, có thể làm cho tất cả phụ nữ đến với mình đều vui vẻ một cảm giác lạnh bút chợt truyền đến, triệu vũ cơ chợt bừng tỉnh, sau đó nàng ngẩng đầu nhìn trời, từng bông tuyết trắng xóa đang từ trên trời rơi xuống. Tuyết rơi, triệu vũ cơ thì thào nói, sau đó nàng không tự chủ được phải nhìn hạ thiên. Trước đó không bao lâu người này đã nói là tuyết rơi, kết quả là tuyết rơi thật, nàng cẩn thận suy xét, cảm thấy lời nói của người này hình như đều có thể biến thành sự thật. Vợ đại yêu tinh, có thể ăn được rồi. Hạ thiên nở nụ cười sáng lạn với triệu vũ cơ, hắn lấy thịt thỏ thơm phức từ trên giá xuống, sau đó tiện tay xé một miếng thịt cho triệu vũ cơ. Thơm quá! Triệu vũ cơ thầm tán thưởng một câu, nàng đã sớm đói bụng và không còn khách khí, vì vậy xé thịt bỏ vào miệng, sau đó nhịn không được phải tán thưởng. Ăn ngon quá! Vợ đại yêu tinh, ngon thì ăn nhiều một chút, nếu không đủ tôi sẽ bắt thêm một con thỏ nữa. Hạ thiên cười hì hì nói, hắn vừa nói vừa xét thịt thỏ cứ như vậy mà triệu vũ cơ bắt đầu một bữa tối khó quen trong đời nàng không biết mình đã ăn bao nhiêu nàng chỉ biết mình và hạ thiên ăn hết một con thỏ lại cùng ăn chim quý nhân tất cả đều bị làm thịt sạch sẽ không thừa một chút nào vợ đại yêu tinh còn muốn ăn nửa không hạ thiên lại hỏi cũng muốn nhưng không thể ăn được nữa bụng đã sớm no rồi triệu vũ cơ nói thật sau đó nàng khẽ hồ lên tuyết ngừng rồi sao triệu vũ cơ vừa hỏi vừa nhìn trời vì nàng thấy nãy giờ chưa có bông tuyết nào rơi trên người mình. Nhưng nàng đưa mắt nhìn và chợt phát hiện tuyết không những chẳng ngừng mà ngày càng rơi mạnh hơn, dưới ánh lửa, nàng thậm chí còn thấy ở những vùng gần đó tuyết đã phủ dày vài cm, nhưng điều làm nàng ngạc nhiên chính là những bông tuyết rơi xuống lại tự nhiên tránh khỏi mình và hạ thiên, căn bản không rơi xuống hai người bọn họ, đây cũng là nguyên nhân mà nàng đã lâu rồi không cảm giác được tuyết rơi lên người. Tuyết bay tán loạn nhưng không phủ lên người, hơn nữa lúc này triệu vũ cơ cũng không còn cảm giác rét lạnh, dù nàng ngồi bên cạnh đống lửa nhưng điều này cũng không bình thường, vì nàng thậm chí còn không cảm nhận được gió lạnh, khác biệt chính là khí ấm lại bao quanh. Vì sao tuyết không rơi xuống người chúng ta? Triệu vũ cơ cuối cùng cũng không nhịn được phải hỏi. Vì tôi nói chúng không được rơi lên người vợ tôi. Hạ thiên nghiêm trang trả lời. Triệu vũ cơ lập tức xác định dự đoán của mình, đây chính là thứ mà hạ thiên có thể làm được, nhưng nàng thật sự không rõ vì sao người đàn ông này lại mạnh đến mức độ như vậy đây là năng lực mà nhân loại nên có sao lửa vẫn thiêu đốt hừng hực hạ thiên không biết lấy đâu ra rất nhiều bó củi lớn có lẽ dù đốt cả buổi tối cũng không có vấn đề hôm nay tuyết rơi lớn tuyết phả xuống đống lửa nhưng không đủ dập tắt lửa ngược lại còn làm cho ngọn lửa bùng lên mạnh mẽ vợ đại yêu tinh chị buồn ngủ lắm sao hạ thiên lúc này mở miệng hỏi không buồn ngủ Triệu Vũ Cơ vô thức trả lời một câu, sau đó nàng buồn bực hỏi. Cậu hỏi vậy làm gì? Vợ đại yêu tinh, chị thấy trời rất tối đúng không? Hạ Thiên hỏi ngược lại. Triệu Vũ Cơ chừng mắt nhìn Hạ Thiên. Tôi tất nhiên biết trời tối, tôi không phải người mù. Vợ đại yêu tinh, trời tối thì nên đi ngủ. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Triệu Vũ Cơ cuối cùng cũng hiểu, người này nói đi nói lại cũng chỉ muốn nàng đi ngủ mà thôi, xem ra không có ý gì tốt. Triệu Vũ Cơ định nói bây giờ mình không muốn ngủ, nhưng đột nhiên trong đầu nàng bùng lên một ý nghĩ, tối nay nàng có nên thực hiện kế hoạch kia hay không? Tuy đêm nay nàng hoàn toàn không có chuẩn bị gì, nhưng nàng ở cùng hắn một ngày, nàng cảm thấy để càng lâu sẽ càng khó ra tay, không bằng đêm nay xử lý luôn cho xong. Quan trọng là Triệu Vũ Cơ thật sự lo lắng về một vấn đề, đó chính là nếu nàng thật sự giết Hạ Thiên, sau đó bị đám phụ nữ của hắn biết được, đặc biệt là Mộc Hàm biết được, chỉ sợ sẽ đến trả thù nhưng đêm nay một buổi tối đầy tuyết lại dưới vách núi hoang tàn vắng vẻ nàng giết hắn không một tiếng động ai có thể biết được có lẽ người ta cũng chỉ cho rằng hạ thiên mất tích mà thôi nơi này có thể ngủ sao triệu vũ cơ ra vẻ mất hứng cậu đừng nói lại dựng một căn nhà gỗ ở đây để ngủ đấy nhé vợ đại yêu tinh chị không thích ngủ ở nhà gỗ sao hạ thiên suy nghĩ không ngủ nhà gỗ thì chúng ta đi đào nhà đá, sau đó chúng ta cùng ngủ, thế nào? Đào nhà đá? Triệu Vũ Cơ có chút ngạc nhiên. Sao mà đào được nhà đá? Rất đơn giản, đào một hang động, sau đó sửa sang bên trong một chút sẽ tạo thành nhà đá. Hạ Thiên nhanh chóng nói. Triệu Vũ Cơ nhìn vách đá, khoảnh khắc này nàng chợt sinh ra cảm giác khác lạ, nếu thật sự có nhà đá thì hình như rất thú vị. Nhưng đêm nay thật sự bắt đầu kế hoạch sao? triệu vũ cơ cẩn thận nghĩ lại những sự kiện phát sinh tối nay thật ra ngoài lúc lưu manh hạ thiên này lấy quần áo dùng phương pháp nghiêu lang lấy trước nữ làm nàng tức giận thì tất cả những chuyện khác đều là ký ức tốt đẹp của nàng thời gian qua có thể nói là cực kỳ tốt đẹp với nàng cũng là một ngày tốt đẹp nhất nàng không muốn trong thời gian này làm ra sự kiện phá hủy tất cả thôi bỏ để hôm khác hôm nay mình chưa có chuẩn bị cơ hội thành công là không lớn triệu vũ cơ có chút do dự cuối cùng nàng vẫn phải bỏ qua kế hoạch của mình thuận tiện tìm cho mình một lý do không nguyên vẹn vợ đại yêu tinh tôi đi tìm vị trí sau đó sẽ đào nhà đá hạ thiên đứng lên chuẩn bị hành động không cần triệu vũ cơ khẽ lắc đầu tôi không muốn ngủ nhà đá chúng ta cứ ở đây mà ngủ cứ ngồi đây sao hạ thiên có hơi thất vọng ừ ngồi thế này là tốt rồi triệu vũ cơ khẽ gật đầu bây giờ nàng thích ở trạng thái này Cùng một người đàn ông ngồi bên đống lửa, cùng nhìn tuyết rơi. Đáng tiếc là không còn ai khác, nếu không nàng nhất định phải chụp lại khoảnh khắc này, nàng cũng biết hình ảnh đó sẽ luôn in sâu trong đầu mình. Vợ đại yêu tinh, nếu chị mệt thì cứ dựa lên người tôi mà ngủ." Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói. "Ừ, được." Triệu Vũ Cơ khẽ gật đầu. Không biết gió đã ngừng từ khi nào, tuyết vẫn rất lớn, Triệu Vũ Cơ nhìn bông tuyết bay tán loạn, khoảnh khắc này nàng chợt ngây dại trong lòng nàng chưa từng yên ắng như vậy nhưng nàng thật sự không nghĩ ra khi trong lòng nàng yên ắng thế này không phải ở cùng ai khác không phải ngồi một mình mà ở bên cạnh hạ thiên thời gian chậm rãi trôi qua triệu vũ cơ hình như cảm thấy mình có chút mệt mỏi nàng vô thức ngã vào lòng hạ thiên tất cả rất tự nhiên không có gì gắng ngược nàng cứ như vậy mà an tâm ngủ trong lòng hắn không biết bao lâu sau triệu vũ cơ cảm thấy trói mắt sau đó nàng mở mắt ánh mặt trời xuất hiện xem ra trước đó nàng đã đoán sai dưới này vẫn thấy ánh mặt trời đống lửa vẫn còn tiếp tục bùng cháy trên đó có một con thỏ nhưng điều làm triệu vũ cơ kỳ quái chính là con thỏ này vừa bắt về chưa lâu nhưng vì sao mình còn nằm trong lòng hạ thiên triệu vũ cơ từ trong lòng hạ thiên ngồi dậy nàng bây giờ rất sạch sẽ rất khô giáo không chút ẩm ướt cách nàng vài mét là vùng tuyết trắng ít nhất cũng dày nửa thước vợ đại yêu tinh chị tỉnh rồi Hạ Thiên lúc này mở miệng, "Tôi đưa chị đi gặp một người, sau đó chúng ta quay về ăn điểm tâm." "Gặp một người?" Triệu Vũ Cơ buồn bực, "Nơi này còn ai đó khác sao?" "Đúng vậy, còn có một người rất quen chị." Hạ Thiên chăm chú nói. Triệu Vũ Cơ mơ hồ, nơi đây có người đã là kỳ quái, hơn nữa còn quen với mình, điều này khó tưởng quá. Chương 986, Tuyết Cơ. Người cậu nói là ai? triệu vũ cơ không nhịn được phải hỏi vợ đại yêu tinh chị đi theo tôi thấy sẽ biết ngay hạ thiên kéo bàn tay non mềm của triệu vũ cơ lúc này triệu vũ cơ cũng không vùng vẫy nàng cứ để hắn tùy ý kéo đi như vậy sau đó cùng hắn đi đến hồ nước bên kia nhưng khi hạ thiên dừng bước thì triệu vũ cơ vẫn không thấy người nào vì vậy nàng không nhịn được phải hỏi đâu nào ở nơi đây hạ thiên dùng tay chỉ chị xem vợ đại yêu tinh Chị nhất định sẽ rất quen người này, chị ấy gọi là Tuyết Cơ. Triệu Vũ Cơ nhìn theo ngón tay của Hạ Thiên, ngay sau đó nàng chợt sững sờ, gương mặt đỏ bừng, lưu manh chết tiệt này. Không sai, chỗ đó quả thật có một người, nhưng đây là một người tuyết, người tuyết rất cao, rất sống động, nhìn rất giống người thật. Triệu Vũ Cơ chỉ cần nhìn thoáng qua là biết, người tuyết này giống hệt như mình. Rõ ràng người tuyết này do Hạ Thiên đắp ra, Triệu Vũ Cơ không thừa nhận không được lưu manh này có bản lĩnh đắp người tuyết rất tốt, đây có thể nói là tác phẩm nghệ thuật. Thậm chí nàng không rõ vì sao người này có thể tạo ra một người tuyết giống thật như vậy, nàng thấy điều này là rất khó khăn. Nhưng điều làm cho triệu vũ cơ xấu hổ chính là người tuyết này thật sự giống như một tác phẩm nghệ thuật, cũng giống như những tác phẩm trên truyền hình hay, vì người tuyết này chẳng mặc quần áo gì cả. Dù ai cũng có thể thấy người tuyết này có bộ ngực, cặp đùi thon dài cực kỳ sống động, mà triệu vũ cơ rất quen thuộc cơ thể chính mình, nàng xác nhận những bộ vị kia giống hệt như mình không thể nghi ngờ hạ thiên hôm qua không những xem nàng triệu vũ cơ từ đầu đến chân còn nhớ rất kỹ nếu không hắn sẽ chẳng thể nào tạo nên một người tuyết như vậy được càng kỳ quái là người này còn đặt tên cho người tuyết hắn gọi là tuyết cơ không phải là một triệu vũ cơ được đắp thành tuyết sao vợ đại yêu tinh tuyết cơ xinh đẹp chứ hạ thiên lại mở miệng hỏi cậu cảm thấy xinh đẹp thì đến đấy đi triệu vũ cơ tức giận nói một câu sau đó nàng vùng khỏi tay Hạ Thiên rồi thở phì phò đi về phía đống lửa. Vợ đại yêu tinh, chị đừng giận, tuy chị ấy tuy đẹp nhưng không thể nào bằng chị. Hạ Thiên vội vàng đuổi theo. Chị không cần ghen ghét chị ta làm gì. Ai nói tôi ghen ghét với cô ta. Triệu Vũ Cơ dùng ánh mắt xấu hổ nhìn Hạ Thiên. Này, tôi hỏi cậu, chị đắp người tuyết kia khi nào, sao tôi không biết? À, vợ đại yêu tinh, là lúc hừng đông, khi đó chị đang ngủ. Hạ Thiên nhanh chóng nói: "Ngủ trong ngực tôi có phải rất thoải mái không? Tôi cảm thấy nhất định là như vậy, nếu không thì sao tôi đi bắt thỏ và đắp người tuyết mà chỉ còn chưa tỉnh lại. Vợ đại yêu tinh, nếu nằm ngủ trong ngực tôi thoải mái như vậy, sau này chị nên ngủ với tôi." Triệu Vũ cơ chợt im lặng, người này đúng là cực phẩm, rõ ràng là ôm nàng đi săn thỏ, còn ôm nàng đắp người tuyết sao? Nàng không thể hiểu nổi, nếu hắn đặt nàng xuống đất, với khí trời lạnh lẽo thì nàng nhất định sẽ tỉnh lại nhưng thực tế nàng không tỉnh lại, như vậy người này chỉ có thể ôm nàng làm việc mà thôi. Triệu vũ cơ không khỏi tưởng tượng tình cảnh đối phương ôm nàng trong gió tuyết, trong đầu trượt bùng lên một ý nghĩ quái dị, người này có phải vừa nặn người tuyết vừa dùng tay thử độ lớn bộ vị trên người nàng. Nếu không sao dám người của người tuyết lại giống nàng đến mức kinh người như vậy. Triệu vũ cơ nghĩ đến một người tuyết giống mình như đúc mà lại không mặc quần áo đứng cách đó không xa, triệu vũ cơ cảm thấy cực kỳ mất tự nhiên, nàng luôn cảm thấy mình không mặc quần áo đứng nơi đó vợ đại yêu tinh bây giờ chúng ta có thể ăn điểm tâm được rồi hạ thiên xé một khối thịt thỏ đưa cho triệu vũ cơ tôi muốn uống nước triệu vũ cơ thở phì phò nói tôi đi giúp chị lấy nước hạ thiên vội vàng nói không có ly sao lấy được nước triệu vũ cơ lại hỏi điều này rất đơn giản chị chờ chút tôi sẽ chuẩn bị cho chị hai cái chén Hạ Thiên chạy đi ngay. Nhưng Hạ Thiên vừa chạy đi thì Triệu Vũ Cơ cũng chạy, nàng dùng tốc độ nhanh nhất phóng đến trước mặt người tuyết kia, sau đó tung đấm tung đá, một lúc sau người tuyết chỉ còn lại một đống tuyết. Nhưng đúng lúc này sau lưng Triệu Vũ Cơ vang lên một âm thanh. Hèn gì đại sư phụ nói tâm tính ghen ghét của phụ nữ là cực kỳ đáng sợ, thật ra vợ đại yêu tinh cũng không cần ghen ghét Tuyết Cơ, đó chỉ là người tuyết, không thể nào thay thế cho chị được. Cậu, Triệu Vũ Cơ đột nhiên xoay người, nàng dùng ánh mắt hung hăng nhìn hạ thiên ai nói tôi ghen ghét tôi không ghen ghét mà cũng không hơi đâu đi ghen ghét một người tuyết đại sư phụ nói khi phụ nữ ghen ghét thường nói mình không ghen ghét hạ thiên còn nói thêm triệu vũ cơ trừng mắt căm giận nhìn hạ thiên nàng tức giận nói đại sư phụ của cậu biết cái quái gì ông ta căn bản không hiểu phụ nữ tôi thấy ông ta rõ ràng là kẻ ế vợ hình như cũng đúng hạ thiên lầm bầm đại sư phụ giống như thật sự không có vợ này tôi không đứng đây nói bừa với cậu tôi khát nước triệu vũ cơ không muốn nói đến những vấn đề trời ơi với hạ thiên vợ đại yêu tinh khát nước thì uống đi hạ thiên đưa cho triệu vũ cơ một chén nước đúng vậy đây là chén nước cái chén làm bằng băng triệu vũ cơ dùng ánh mắt quái dị nhìn hạ thiên người này biểu hiện thật sự làm người ta ngạc nhiên nàng vốn tưởng rằng hắn sẽ dùng gỗ làm chén hoặc dùng đá để làm nhưng không ngờ hắn lại làm bằng băng triệu vũ cơ suy nghĩ ufoi quyết định làm khó dễ hạ thiên nàng không nhận lấy chén nước nàng ra vẻ mất hứng nói tôi không uống nước lạnh tôi muốn nước ấm nước ấm hạ thiên cười hì hì nói vợ đại yêu tinh đây là nước ấm mà triệu vũ cơ lập tức choáng váng đúng là sự thật nước trong chén còn nóng hôi hổi triệu vũ cơ thử tiếp xúc với cái chén băng nàng thấy lạnh buốt Đúng là làm bằng băng, sau đó nàng uống một ngụm, nước lại muốn phỏng cả miệng. Khoảnh khắc này nàng chợt bùng lên cảm giác quái dị nói không nên lời, dùng chén băng đựng nước ấm, tình cảnh này rõ ràng trên đời không có vài người được trải qua, ít nhất nàng đã sống hơn 20 năm, chưa từng được gặp tình cảnh như vậy. Tôi muốn ăn thịt thỏ." Triệu Vũ Cơ mở miệng nói, sau đó Hạ Thiên đưa cho nàng một khối thịt thỏ thơm phức. Khoảnh khắc này Triệu Vũ Cơ chợt sinh ra cảm giác hưởng thụ. Loại cảm giác muốn gì có đó này làm trong lòng nàng sinh ra hương vị hạnh phúc. Dù bây giờ đang ở dưới trời tuyết, dù là dưới vách núi nhưng nàng muốn gì cũng được Hạ Thiên đưa đến cho, điều này làm nàng sinh ra cảm giác như vậy. Không thể tiếp tục, Triệu Vũ Cơ thầm nói với chính mình, nàng phải rời khỏi hắn, không thể ở cùng hắn được nữa, nếu không nàng sẽ chìm sâu, khó thể kiềm chế. Sau khi ăn xong bữa sáng thì Triệu Vũ Cơ dùng ánh mắt lưu luyến nhìn khắp bốn phía, sau đó nàng nói với Hạ Thiên: Tôi muốn quay về. Trở về. Hạ Thiên có chút mê hoặc. Vợ đại yêu tinh, chị muốn về đâu? Về. Triệu vũ cơ vô thức muốn nói về thủ đô, nhưng lời nói vừa đến bên miệng thì đổi giọng. Về lại huyện thành. Vợ đại yêu tinh, chị không thích ở lại đây chơi sao? Hạ Thiên dùng giọng chăm chú hỏi. Mặc kệ có thích hay không, chúng ta không nên ở đây mãi được, chúng ta không phải dã nhân. Triệu vũ cơ thản nhiên nói, từ tối qua đến hôm nay nàng thật sự còn cảm thấy chưa quen, ngược lại thấy rất mới mẻ. Mà thật sự là như vậy nên nàng muốn bỏ đi, nàng biết tất cả cảm giác mới mẻ đó đều do Hạ Thiên mang đến, nếu càng để lâu sẽ càng làm nàng sinh ra cảm giác ỉ lại. Tôi cảm thấy ở chỗ này rất tốt. Hạ Thiên không muốn rời đi, hắn còn chưa cùng vợ đại yêu tinh ở trong nhà đá. Nhưng nếu vợ đại yêu tinh đã muốn đi, hắn cũng không thể giữ nàng ở lại, hắn đành phải dùng giọng không tình nguyện nói vợ đại yêu tinh nếu chị nhất định muốn về tôi sẽ đưa chị về bây giờ chúng ta nên đi ngay triệu vũ cơ nhìn bốn phía nàng cố gắng ghi nhớ tình cảnh nơi đây vào trong đầu được hạ thiên vung tay ôm lấy triệu vũ cơ sau đó hắn nhảy lên một giây sau hắn đã xuất hiện trên vách đá sau đó chạy đi như bay rõ ràng vách đá đối với hắn như đất bằng rung động đây là cảm giác của triệu vũ cơ khi nhảy xuống núi thì phần lớn thời gian nàng ở trong giấc mộng đối với nàng thì ký ức đó rất ngọt ngào nhưng lại hoàn toàn không biết quá trình cụ thể nhưng bây giờ nàng rất tỉnh táo nàng thấy hạ thiên căn bản không cần dùng tay hắn cứ như vậy mà chạy lên trên vì vậy mà rung động trong lòng nàng khó thể diễn tả được giờ phút này nàng mới hiểu ra đại ca quả nhiên là đại ca anh ấy đã sớm nhìn ra hạ thiên người này thật sự khó thể chiến thắng vì hắn thật sự quá mạnh Vô tình trong lòng Triệu Vũ Cơ chợt bùng lên nhiều ý nghĩ, nàng còn nên tiếp tục kế hoạch kia sao? Trước khi đến huyện Mộc Dương thì nàng còn kiên quyết, nhưng bây giờ nàng muốn bỏ cuộc giữa chừng. Triệu Vũ Cơ nằm trong lòng Hạ Thiên mà cảm thấy mình nhanh chóng đi về phía trước, mà trong đầu cũng chỉ còn là một mảnh hỗn độn, mãi đến khi một âm thanh vang lên làm nàng bừng tỉnh. Chính là hắn, hắn là đồng lõa với tên tội phạm giết người. Chương 987, cõng vợ triệu vũ cơ tỉnh táo trở lại mà không muốn rời khỏi lồng ngực hạ thiên nàng quét mắt nhìn vùng phụ cận và giật mình khi phát hiện mình đã đến dưới thanh phong sơn bây giờ vị trí của nàng đang đứng chính là trong nhà trương đại lan lúc này nơi đây cũng đang rất náo nhiệt có không ít người đang đứng trên mặt tuyết trước cổng nhà trong đó có vài người mặc đồng phục cảnh sát thả tôi xuống triệu vũ cơ khẽ nói bây giờ nàng không được tự nhiên có một đám người đang nhìn nàng Lần này Hạ Thiên lại đặt triệu vũ cơ xuống dưới mặt tuyết, khoảnh khắc khi hắn đặt nàng xuống thì mọi người ngạc nhiên phát hiện ra một vấn đề, tuyết dưới chân nàng nhanh chóng bị hòa tan, xua đó nhanh chóng bốc hơi, khi hai chân nàng hạ xuống thì chỉ còn là mặt đất khô giáo. Triệu vũ cơ cũng phát hiện ra tình cảnh khó tưởng như vậy, nhưng bây giờ nàng không còn ngạc nhiên, dù sao nàng đã gặp những chuyện còn ngạc nhiên hơn, hơn nữa nàng biết tất cả đều do Hạ Thiên làm ra. Cảnh sát, chính là hắn, là hắn đã xúi tên tội phạm chạy trốn, đây là xúi dục, sợ rằng bọn chúng là đồng bọn, vì vậy nên bắt hắn lại, có lẽ hắn biết tên kia đang trốn ở đâu. Một âm thanh vang lên. Triệu vũ cơ khẽ cao mày, nàng nhìn về phía người mở miệng, nàng biết đối phương, vì đây là tên hàn tinh đã bị hạ thiên đánh hai lần. Người này làm nàng không biết nói gì hơn, hai lần trước bị đánh đều chạy vội đi, lúc này thấy cảnh sát đến lại muốn gây phiền toái cho hạ thiên sao em vô cơ, em đã về rồi. Đúng lúc này một âm thanh vui mừng vang lên, người này là Tô Tô, nàng nhanh chóng chạy đến trước mặt triệu vũ cơ. Em làm chị lo lắng muốn chết, cả buổi tối không về, hơn nữa tối qua có trận tuyết lớn, chị muốn đi tìm nhưng không thể. Lúc này chị vừa thương lượng với nhóm cảnh sát, để bọn họ yêu cầu cứu Việt, nhưng bây giờ em đã về rồi, thật sự quá tốt. Tối qua nơi đây xảy ra án mạng, cảnh sát mãi đến chiều mới tới, nhưng khi đó hung thủ đã bỏ chạy. Cuối cùng đám cảnh sát điều tra một phen, sau đó chuẩn bị đưa thi thể đi, đúng là không có biện pháp, nơi này đi lại khó khăn, kết quả là tối qua tuyết rơi, bọn họ tất nhiên không thể đi được. Vì không có tin tức về triệu vũ cơ nên Tô Tô lo lắng cả đêm không ngủ, nàng chạy đến tìm cảnh sát, lại đi tìm thôn trưởng nhưng không ai có biện pháp. Nếu đi lên thanh phong sơn tìm người vào đêm tuyết, điều này chẳng ai dám làm, nhưng khi nghe Tô Tô nói triệu vũ cơ là ngôi sao lớn, đám cảnh sát lập tức đặt nặng vấn đề. Bọn họ vội vàng dùng bộ điện thoại duy nhất trong thôn để liên lạc với trong huyện, nhưng huyện Mộc Dương cũng không ai dám chạy đến cứu Việt chỉ nói sáng hôm sau sẽ phái người đến, nhưng bây giờ tuyết vẫn rất mạnh, bọn họ cũng chưa có dấu hiệu nào muốn hành động. Này, anh đừng nói bậy bạ, người ta không liên quan gì đến tên giết người kia, đó là bạn của em vô cơ, không thấy người ta vừa đưa người từ trên núi về à. Tô Tô Trừng mắt nhìn Hàn Tinh, bảo anh lên núi tìm thì không dám bây giờ còn ở đây vô tội người ta ai vô tội lúc đó có rất nhiều người nghe thấy chính là hắn xúi dục dương tiểu tiến chạy trốn khi đó đến giờ lại không thấy mặt hắn đâu tôi nghĩ rằng hắn đang giúp tên kia chạy trốn hàn tinh nói với vẻ mặt căm phẫn xua đó hắn lại thúc giục đám cảnh sát bắt người cảnh sát tôi có thể làm chứng tôi phụ trách lời nói của mình dù thế nào hắn cũng khó tránh khỏi liên quan vợ đại yêu tinh Bây giờ chỉ có muốn về thị trấn không?" Hạ Thiên mở miệng hỏi. "Ừ, đi thôi." Triệu Vũ Cơ không muốn tiếp tục ở lại ngọn núi này, nơi đây chính thức làm nàng Lưu Luyến chỉ có vách núi trên Thanh Phong Sơn, bây giờ nàng đã rời khỏi Thanh Phong Sơn, vì vậy không cần phải ở lại làm gì cho mệt. "Sao? Bây giờ các người muốn ra ngoài sao? Tôi nghe nói trên đường đều là tuyết, rất khó đi, không không cẩn thận sẽ rơi xuống khe núi, rất nguy hiểm." các người nên đợi đến khi tuyết tan rồi xuống. Tô Tô vội vàng nói. Không sao, chúng tôi không có nguy hiểm. Triệu Vũ Cơ thản nhiên nói. Chúng tôi còn không gặp nguy hiểm trên thanh phong sơn, con đường nhỏ nơi đây có đáng gì. Triệu Vũ Cơ sở dĩ nắm chắc như vậy cũng không phải dựa vào mình, mà nàng biết Hạ Thiên nhất định sẽ đưa mình rời khỏi đây một cách an toàn, dù có rơi xuống khe núi cũng chẳng có vấn đề. Vì vách núi cao như tên Thanh Phong Sơn mà bọn họ còn có thể vượt qua được vợ đại yêu tinh tôi cóng chị ra ngoài hạ thiên lúc này chừng mắt nói với triệu vũ cơ được rồi triệu vũ cơ có chút trần trừ sau đó nàng khẽ gật đầu bây giờ nàng biết rõ nếu để người này cóng đi thì tốc độ sẽ nhanh hơn toto tô tô, chúng tôi đi trước sau này nếu chị có ra thì điện thoại cho tôi nhé triệu vũ cơ nói với toto tô tô một câu sau đó ghé lên lưng hạ thiên hạ thiên cóng triệu vũ cơ lên sau đó chuẩn bị bỏ đi đứng lại. Hàn tinh thấy hạ thiên sắp đi thì lập tức nôn nóng, hắn đột nhiên chất vấn đám cảnh sát. Các anh làm gì vậy? Các anh làm cảnh sát thế nào vậy? Rõ ràng có đồng lõa của tội phạm giết người ở đây, các anh lại không quan tâm, á. À. Hạ thiên tung một cước đá ngã hàn tinh. Thằng ngu, mày không thấy chính mình rất phiền sao? Hạ thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn hàn tinh đang té trên đất, sau đó hắn cõng triệu vũ cơ biến mất trong mắt mọi người. Hắn đánh người, hắn đánh người các anh thấy không đám cảnh sát lại tỏ ra không quan tâm bọn họ căn bản không chú ý đến hàn tinh mà phản ứng của bọn họ cũng không có gì kỳ quái vì đây chính là nhóm cảnh sát mà tháng trước đã thấy năng lực khủng bố của hắn bây giờ trong nhóm cảnh sát không ai dám tiến lên bọn họ đâu ngu làm như vậy tôi muốn tố cáo các anh tố cáo các anh đám các anh đừng hòng được làm cảnh sát nữa hàn tinh rất bức bối hắn tương đối bức bối mà một người bị đánh ba lượt sao không bước bối cho được. Nếu Hàn Tinh biết rõ bản lĩnh thật sự của Hạ Thiên thì sẽ cảm thấy may mắn, vì gần đây người bị Hạ Thiên đánh ba lượt mà vẫn còn sống là rất hiếm. Triệu Vũ cơ tưởng rằng mình có thể về huyện thành rất nhanh, nhưng ngay sau đó nàng phát hiện sự việc không phải là như vậy. Khi bắt đầu thì Hạ Thiên chạy rất nhanh, nhưng sau đó tốc độ của hắn ngày càng chậm, cuối cùng đi rất lâu mà chưa rời khỏi vùng núi. Này, có phải cậu hết sức rồi không? nếu như vậy thì thả tôi xuống tự đi cũng được một lát sau triệu vũ cơ không nhịn được phải nói vợ đại yêu tinh tôi vẫn còn rất khỏe hạ thiên trả lời vậy sao cậu đi chậm thế triệu vũ cơ tức giận hỏi vợ đại yêu tinh tôi nghe nói cóng vợ không nên đi quá nhanh hạ thiên nghiêm trang trả lời ngu ngốc cóng vợ phải càng nhanh càng tốt nếu không sẽ bị người ta cướp mất triệu vũ cơ tức giận nói sau đó nàng mới phát hiện không đúng không phải nàng tự nhận mình là vợ hắn sao? Là thế phải không? Hạ Thiên tỏ vẻ đã hiểu. Được rồi, vậy tôi chạy nhanh hơn. Hạ Thiên nói xong thì đẩy mạnh tốc độ nhưng trong lòng có chút tiếc nuối, một lúc nữa sẽ không thể được hưởng thụ món xoa bóp đặc biệt của vợ đại yêu tinh. Mãi đến khi gần trưa thì Hạ Thiên mới đưa Triệu Vũ Cơ về biệt thự bên bờ sông. Tôi đi tắm. Triệu Vũ Cơ nhanh chóng vào phòng tắm, ném Hạ Thiên ở phòng khách hạ thiên lấy điện thoại ra bấm số kiều tiểu kiều chồng anh về chưa điện thoại vừa nối thông thì kiều tiểu kiều đã vội vàng hỏi à anh vừa về hạ thiên trả lời tìm được người chưa kiều tiểu kiều tất nhiên biết rõ hạ thiên đã tìm được người được rồi hạ thiên thành thật trả lời vậy là tốt rồi kiều tiểu kiều cũng không hỏi thăm tình hình cụ thể nàng có chút trần trừ rồi hỏi một câu chồng chúng em đang chuẩn bị dùng cơm, anh có muốn đến ăn chung không? Anh sẽ đến. Hạ Thiên nhìn phòng tắm rồi đưa ra quyết định. Hạ Thiên cúp điện thoại và nói một câu. Vợ đại yêu tinh, tôi đi trước, chị tắm xong thì điện thoại cho tôi nhé. Biết rồi. Triệu vũ cơ lên tiếng, trong lòng thầm nghĩ, chỉ có quỷ mới điện thoại cho hắn. Vài phút sau Hạ Thiên đã có mặt ở nhà hàng của khách sạn Đông Thăng, mà Kiều Tiểu Kiều, Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi đã ở chỗ đó chờ hắn khi thấy hạ thiên thì kiều phượng nhi có chút tức giận lưu manh chết tiệt này hôm qua không về cũng không tiếp tục mát xa cho nàng cũng không biết có ảnh hưởng gì không kiều phượng nhi tức giận nhưng không nói gì nàng chỉ có thể chờ cơ hội mà thôi chồng anh đi đâu vậy sao không điện thoại được chẳng lẽ lên thanh phong sơn kiều tiểu kiều không nhịn được phải hỏi đúng vậy vợ đại yêu tinh chạy đi leo núi thanh phong sơn hạ thiên khẽ gật đầu vậy anh lên núi sao Kiều Tiểu Kiều có chút trần trừ, nàng khẽ hỏi. Kiều Phượng Nhi ở bên cạnh cảm thấy có chút mơ hồ, lưu manh này không phải nói đi lên núi tìm người sao. Vì sao Kiều Tiểu Thư còn hỏi lại? Thiếu chút nữa đã đi, nhưng anh vẫn không đi. Hạ Thiên lắc đầu, hắn hiểu ý của Kiều Tiểu Kiều, thực tế nàng hỏi hắn có đi gặp thần tiên tỷ tỷ hay không. Thật ra đêm đó hắn trần trừ rất lâu, cuối cùng cũng dáng nhịn không lên. Kiều Tiểu Kiều đang định nói thì chuông điện thoại vang lên, Hạ Thiên lấy điện thoại ra xem, sau đó hắn nhận điện thoại. "Chị Mộng, chị đang ở đâu?" Hạ Thiên hỏi, người điện thoại đến là Liễu Mộng. "Tiểu bại hoại, không tốt, mẹ chị bị bắt cóc." Liễu Mộng có chút lo lắng. Hạ Thiên ngây người, mẹ của Liễu Mộng là bà lão Ninh kia sao? Ai không có mắt vậy, bắt cả một bà già. Chương 988, đừng quyến rũ tôi. "Chị Mộng, mẹ chị bị bắt cóc khi nào?" Hạ Thiên mở miệng hỏi chị cũng không biết rõ liễu mộng có chút mơ hồ chị vừa nhận được điện thoại nghe nói có người đưa mẹ chị từ trong nhà đi đâu đó không có người điện thoại đến đòi tiền chuộc sao hạ thiên hỏi không dù sao chị cũng không biết liễu mộng có chút mất hứng mọi người nói mẹ mất tích nhưng có thể là bị bắt cóc nói chị nghĩ biện pháp nhưng chị chẳng biết làm sao tiểu bại hỏi, cậu nghĩ biện pháp đi chị nghĩ không ra được em sẽ điện thoại hỏi chị Vân Mạn xem có gì xảy ra. Hạ Thiên đáp ứng. Ừ, vẫn là tiểu bài hoại ngoan ngoán. À, vừa rồi chị và viện viện vừa chơi tuyết, bây giờ đang ăn lẩu, cậu có đến không? Liễu mộng có chút vui vẻ. Tôi đang ăn cơm với Tiểu Kiều. Hạ Thiên nói thật, tối nay sẽ đến ăn lẩu với chị. À, được rồi, không nói nữa, chị chưa ăn no, chị cúp điện thoại đây. Liễu mộng nói xong thì cúp điện thoại bên này hạ thiên cũng cúp điện thoại kiều tiểu kiều hỏi chồng có chuyện gì xảy ra mẹ chị mộng bị bắt cóc rồi sao không biết chị mộng chỉ tỏ ra nghi ngờ mà thôi tình huống cụ thể còn chưa rõ ràng chị mộng cũng không rõ ràng lắm hạ thiên cũng có chút mơ hồ vợ trước tiên mặc kệ chúng ta ăn cơm trước sau khi ăn xong anh sẽ điện thoại cho chị vân mạn nếu bà ấy bị bắt cóc chị vân mạn sẽ nhận được tin tức ừ nếu thật sự có chuyện xảy ra thì chị vân mạn đã tìm anh hỗ trợ rồi kiều tiểu kiều khẽ gật đầu nàng tạm thời bỏ qua chuyện này an tâm dùng cơm sau khi dùng cơm chưa xong hạ thiên và nhóm kiều tiểu kiều quay về phòng sau đó hắn lại điện thoại cho vân mạn hỏi chuyện của ninh lão thái sau đó hắn được liễu vân mạn cho biết cũng không rõ ninh lão thái bị bắt cóc hay có chuyện gì đó mà phải đi trước nay ninh lão thái luôn ở trong khu nhà cổ của liễu gia mà những thành viên khác của Liễu gia đại đa số đều ở trong thành phố Giang Hải, chỉ có một hai người ở cùng nhà với bà lão, mà bây giờ chỉ có Nhị thẩm của Liễu Vân Mạn ở cùng với bà mà thôi. Tối qua thành phố Giang Hải có một trận tuyết lớn nhưng cũng chưa bằng huyện Mộc Dương, buổi sáng Nhị thẩm của Liễu Vân Mạn ra ngoài có chút việc, khi về không thấy Ninh lão thái đâu cả. Nhị thẩm của Liễu Vân Mạn điện thoại cho Ninh lão thái, nhưng số điện thoại đã tắt máy, sau đó tìm người hỏi thăm mà không có kết quả. Nhưng có người nói cho nàng biết khi đó có một chiếc xe xa hoa dừng trước cổng nhà, trong xe có vài đại hán mặc áo đen đi ra, nhưng đám người kia áp tải ninh lão thái hay mời lên xe thì lại không thấy được, vì người chứng kiến đứng quá xa. Nhị thẩm của Liễu Vân Mạn trong Liễu ra xem như một người phụ nữ bình thường, nàng cũng không có ý kiến gì hay, vì vậy mà phải điện thoại cho những người khác. Nàng điện thoại cho tam thẩm của Liễu Vân Mạn là Mai Nhược Đình, lại điện thoại cho Liễu Mộng và Liễu Vân Mạn, cũng vì thế mà Liễu Mộng mới điện thoại cho Hạ Thiên. Hạ Thiên, Tình huống tạm thời còn chưa rõ ràng, tôi sẽ thử liên lạc xem thế nào. Nếu nói theo lý thì bắt cóc sẽ điện thoại đến đòi tiền chuộc, tôi cảm thấy chuyện của cô cô không nghiêm trọng, có lẽ có người nào đó mời bà nội đến xem bệnh cũng nên." Liễu Vân Mạn khẽ nói trong điện thoại. "Tóm lại cậu cũng không cần phải xen vào, nếu thật sự là bắt cóc thì tôi sẽ điện thoại cho cậu." "Được rồi, chị Vân Mạn, có việc cần phải nói rõ với tôi, chuyện của chị là chuyện của tôi." Hạ Thiên dặn dò một câu rồi cúp điện thoại, hắn cũng hiểu không có khả năng có người đến bắt cóc Ninh Lão Thái, một bà lão thì có gì mà bắt cóc, bắt một người đẹp không hơn sao. Hạ Thiên cúp điện thoại mà nhớ đến một vấn đề, sao vợ đại yêu tinh không điện thoại cho mình? Chẳng lẽ nàng còn đang tắm, sao tắm lâu vậy được? Hạ Thiên đang định điện thoại cho Triệu Vũ Cơ thì Kiều Phượng Nhi đã nhịn không được mà nháy mắt với hắn, bộ dạng vừa tức giận vừa gấp gáp, nàng không khỏi có chút buồn bực. Này, cô làm gì đấy vợ tôi đang ở bên cạnh cô đừng quyến rũ tôi kiều phượng nhi thiếu chút nữa thì tức đến mức ói máu sau đó nàng nổi điên lưu manh đáng chết ai quyến rũ anh cô không quyến rũ tôi vậy nháy mắt đưa tình với tôi làm gì hạ thiên tỏ ra vô tội anh 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 cái gì là nháy mắt đưa tình như vậy mà là nháy mắt đưa tình sao kiều phượng nhi nhanh chóng nổi điên nàng cũng không giấu giếm nữa Ai bảo lưu manh chết tiệt anh làm việc nửa vời, không chịu trách nhiệm. Anh rõ ràng đã nói sẽ mát xa để ngực tôi nhỏ đi, nhưng anh chỉ làm một lần, sau đó lại không làm nữa. Kiều Tiểu Kiều và Kiều Hoàng Nhi nghe nói như vậy thì không khỏi ngẩn ngơ, Kiều Phượng Nhi này thật sự cho Hạ Thiên xoa bóp ngực sao. Này, cô cứ nói thẳng ra có hơn không, muốn tôi xoa bóp thì cứ nói, đừng nháy mắt đưa tình với tôi, vợ tôi sẽ hiểu lầm. Hạ Thiên Thuận miệng nói, cô đừng lo lắng, tôi sẽ giúp cô làm ngực nhỏ đi đây là điều chắc chắn trước tiên tôi giúp cô ấn một cái hạ thiên vươn tay định mát xa cho kiều phượng nhi nhưng kiều phượng nhi lại hoảng sợ nàng trực tiếp lui ra phía sau anh anh có bệnh sao này cô mới có bệnh là ngực cô lớn muốn tôi chữa hạ thiên trừng mắt nhìn kiều phượng nhi anh cũng không nên chữa ở đây chứ kiều phượng nhi xấu hổ nói nàng thở phì phò đi ra ngoài cửa đến bên này vẻ mặt Kiều Tiểu Kiều mang theo nụ cười như có như không, mà Kiều Hoàng Nhi thì cực kỳ cổ quái, nàng cảm thấy không bao lâu nữa Kiều Phượng Nhi sẽ bị Hạ Thiên cho lên giường. Vợ, anh đi trước mắt xa ngực cho Kiều Phượng Nhi, sẽ quay lại ngay. Hạ Thiên nói một câu với Kiều Tiểu Kiều, sau đó hắn cũng đi ra ngoài. Khoảnh khắc này Kiều Phượng Nhi ở bên kia nghe nói như vậy thì sinh ra ý nghĩ muốn tìm lỗ chui vào, lúc này nàng mới phát hiện mình vì tức giận mà nói lộ ra, sau này nên đối mặt với Kiều Tiểu Kiều và Kiều Hoàng Nhi thế nào đây? Tuy rát xấu hổ nhưng Kiều Phượng Nhi vẫn nằm lên giường, lại vạch bộ vị nổi trội ra trong không khí, sau đó để cho Hạ Thiên vuốt ve 10 phút. Nhưng trong thời gian đó nàng đã thầm cho Hạ Thiên chết không biết bao nhiêu lần, mà mỗi cái chết đều cực kỳ thê thảm. Kiều Phượng Nhi có một quyết định, sau khi để lưu manh này mát xa xong, nàng phải đi tìm lấy viết tên Hạ Thiên lên đâm vài cái, còn phải dẫm vài phát. Hạ Thiên đi rất nhanh, Kiều Phượng Nhi bắt đầu ngồi lên mặc áo, nhưng còn chưa kịp mặc thì đã có người đi vào, là Kiều Hoàng Nhi. Khi thấy Kiều Phượng Nhi lấy áo ngực che bộ phận xa hoa của mình lại thì Kiều Hoàng Nhi trợn mắt há mồm, nàng tưởng rằng dù xoa bóp cũng phải cách lớp áo, nhưng bây giờ xem ra Hạ Thiên tiếp xúc thân mật với, hàng nóng, không có ngăn cản. Bạn đừng nhìn như vậy chứ. Kiều Phượng Nhi bị Kiều Hoàng Nhi làm cho mất tự nhiên. Mình chẳng phải là không còn biện pháp sao. Bạn nói xem chỗ này của mình quá lớn, chưa nói không dễ nhìn, hơn nữa còn thu hút nhiều sự chú ý, dù làm gì cũng không linh hoạt, nếu gặp phải sát thủ thì bỏ mạng là chuyện nhỏ, không bảo vệ được cho kiều tiểu thư mới là vấn đề lớn. Thật ra mình cảm thấy nó rất đẹp đấy. Kiều Hoàng Nhi không nhịn được nói. Không biết có bao nhiêu phụ nữ mong được lớn như vậy. Nhưng Lưu Manh đáng chết kia nói nhìn không đẹp. Kiều Phượng Nhi thở phì phò nói. Kiều Hoàng Nhi chợt ngây người, sau đó nàng chợt giống như bừng tỉnh. Thì ra bạn sợ Hạ Thiên thấy không đẹp, mình còn đang nghi ngờ, thì ra bạn thích Hạ Thiên nha. Bạn đừng nói nhảm, sao mình có thể thích lưu manh đáng chết kia. Kiều Phượng Nhi vội vàng phủ nhận. Bạn nói không thích hắn, sao bạn cho hắn giờ hơn 10 phút. Kiều Hoàng Nhi nói chúng tim đen, chĩa vào vị trí mấu chốt. Mình không còn biện pháp, mình bi hắn bắt ép. Kiều Phượng Nhi thở phì phò nói tóm lại mình không thích hắn nếu hoàng nhi bạn còn nói như vậy sau này sẽ tuyệt sao được không nói là được kiều hoàng nhi cũng không muốn tranh chấp với kiều phượng nhi trước nay kiều phượng nhi luôn nóng nảy mà kiều hoàng nhi thì dịu dàng ngoan ngoãn cũng vì vậy mà kiều phượng nhi thường hay bóp chát với hạ thiên mà kiều hoàng nhi lại chưa từng có xung đột gì với hạ thiên kiều hoàng nhi tuy không muốn tranh chấp với kiều phượng nhi nhưng trong lòng thầm nghĩ không thích mới là lạ không bao lâu sau trên người kiều phượng nhi không những chỉ có bộ ngực bị hạ thiên xoa bóp sợ rằng những chỗ khác cũng bị lên thớt lúc này ở gian phòng đối diện hạ thiên đang cầm điện thoại gọi cho triệu vũ cơ nhưng hạ thiên chưa kịp gọi đi vì có điện thoại gọi đến là liễu mộng tiểu bại hoại không tốt rồi không tốt rồi mẹ chị thật sự bị bắt cóc điện thoại vừa nối thông thì liễu mộng đã sốt ruột nói chị mộng có phải chị nghĩ sai rồi không Hạ Thiên có chút kỳ quái. Tôi vừa điện thoại cho chị Vân Mạn, chị ấy nói vẫn chưa thể xác định. Thật sự là như vậy, có người vừa uy hiếp chị. Liễu Mộng nhanh chóng nói: "Cậu ở đâu, mau đến đây tìm chị." "Được, tôi đến ngay." Hạ Thiên dù còn hoài nghi nhưng nghe nói có người uy hiếp Liễu Mộng thì quyết định chạy đến xem có chuyện gì xảy ra. Hạ Thiên dùng tốc độ cực nhanh đến biệt thự bên bờ sông, Liễu Mộng đang ở đây, có cả đái kim và địch viện. Có cả đạo diễn Ngô An Phong và Hót Nham. Hạ Thiên nhanh chóng phát hiện Liễu Mộng không nói đùa, mẹ nàng là Ninh lão thái thật sự bị bắt cóc. Chương 989, lão thái bị bắt cóc. Sở dĩ xác nhận là bắt cóc vì Liễu Mộng nhận được một đoạn phim và đoạn ghi âm, đoạn phim rất ngắn nhưng thể hiện rõ tình cảnh Ninh lão thái bị giam trong một gian phòng. Tuy bà lão không bị trói lại nhưng chỉ có thể đi qua đi lại trong phòng, đoạn ghi âm lại có âm thanh cực kỳ cổ quái, nghe không giống như người thật nói ra. Liễu Mộng, nếu muốn thấy mẹ cô quay về nhà thì phải để cho Tưởng Hiểu Di rời khỏi huyện Mộc Dương một cách an toàn. Nếu nàng có chút nào không tốt, ví dụ như cô ấy vẫn còn đau đầu, tôi có thể đảm bảo trên đầu mẹ cô cũng có vài cái lỗ. Tưởng Hiểu Di đang ở bệnh viện huyện Mộc Dương, tôi hy vọng cô ấy có thể xuất viện. Khi nào cô ấy xuất viện thì mẹ cô cũng được rời khỏi gian phòng này. Đây là những gì trong đoạn ghi âm, đúng như những gì Liễu Mộng đã nói, nàng thật sự bị uy hiếp. Tiểu Bại Hoại, làm sao bây giờ? mẹ bị người ta bắt cóc rồi. Liễu mộng có chút lo lắng, nàng có vẻ rong chơi khắp ngày, không quan tâm đến thứ gì, nhưng bây giờ mẹ xảy ra chuyện, nàng không thể không quan tâm. Tuy những ngày qua nàng không thường xuyên về nhà nhưng trong lòng cũng rất quan tâm đến mẹ mình, phải biết rằng mẹ chính là người làm bạn ở bên giường khi nàng hôn mê hơn 16 năm. Đừng nóng vội, trước tiên tôi phải tìm ra tên ngốc kia đã. Hạ Thiên nói lời này mà không chút bối rối, sau đó hắn đứng lên điện thoại cho tiểu yêu tinh Điện thoại một lúc lâu sau mới chuyển được Sau đó vang lên giọng nói mơ màng Chồng, sao ban ngày anh lại điện thoại cho em Em đang ngủ mà Đừng ngủ, nếu không bây giờ anh chạy đến đánh mông Hạ thiên dùng giọng mất hứng nói Á, à, chồng, em tỉnh rồi Tiểu yêu tinh rõ ràng đã sợ Sau đó nàng vội vàng nói Đúng rồi, đúng rồi Có phải anh muốn hỏi tên dịch chi ngôn kia phải không? Thật ra em đã sớm có tin tức muốn nói cho anh, nhưng tối qua không liên lạc được với anh, điện thoại của anh không gọi được, vì vậy không thể trách em. Em tìm được tên ngốc Dịch Chi Ngôn rồi sao? Hạ Thiên lập tức hỏi ngay. Sự kiện bắt cóc lần này rõ ràng có liên hệ với Tưởng Hiểu Di, mà Dịch Chi Ngôn kia là cha nuôi của Tưởng Hiểu Di, nói không chừng chính là hắn làm. Chồng, em tìm không ra. Tiểu yêu tinh có chút ngượng ngùng. Em tìm rất nhiều số liệu cũng tìm tất cả những người có quan hệ với tưởng hiểu di, tất cả đều không tìm được dịch chi ngôn, giống như người này căn bản không tồn tại. Thôi được rồi, anh cho em xem một đoạn ghi âm, để xem em có thể tìm ra người này hay không. Hạ Thiên cũng không trách tiểu yêu tinh. Hạ Thiên nhanh chóng cúp điện thoại, sau đó hắn gửi đoạn ghi âm cho tiểu yêu tinh, đồng thời lên tiếng an ủi liễu mộng. Chị mộng đừng vội, tôi sẽ nhanh chóng tìm được mẹ chị. Tiểu bại hoại, chúng ta có nên đến tìm tưởng hiểu gì kia không? Liễu mộng lại hỏi, cô ta thật sự quá xấu xa, trước đó muốn tìm người hại chị, bây giờ còn tìm người bắt cóc mẹ chị. Đừng nóng vội, đợi sau khi tìm được mẹ chị thì chúng ta sẽ tìm cô ta tính sổ một lượt. Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói. Hạ Thiên vừa nói dứt lời thì tiểu yêu tinh đã điện thoại đến. Biết được kẻ nào ghi âm nhanh như vậy sao? Hạ Thiên có chút buồn bực, tốc độ của tiểu yêu tinh hình như quá nhanh thì phải, trông, thứ này không thể tìm ra được đối phương là ai. Tiểu yêu tinh ở đầu dây bên kia có chút ngượng ngùng. Vì đoạn ghi âm này không phải do con người nói ra, đây là thứ được làm bằng máy tính. Máy tính cũng có thể nói chuyện được sao? Hạ Thiên dùng giọng kỳ quái hỏi. Có loại phần mềm đọc chữ, chỉ cần gõ vào thì sẽ đọc lên, có rất nhiều phần mềm này được cho phép tải về miễn phí trên mạng. Em có thể phân tích xem đây là phần mềm nào, sau đó em sẽ tìm ra được địa chỉ IP đã từng tải về. Nhưng chồng này, em cảm thấy rất khó tìm được đối phương là ai, anh còn tư liệu gì không? Tiểu yêu tinh nhanh chóng nói. Hạ thiên nghe mà cảm thấy chóng mặt, nhưng hắn lại hiểu câu nói sau cùng của nàng, hắn trả lời. Chỗ này của anh còn một đoạn video, cũng gửi cho em. Có đoạn video sao? Tốt, tốt, mau gửi cho em, nhìn vào video có thể phân tích được nhiều tư liệu. Tiểu Yêu Tinh vội vàng nói: "Đúng rồi, còn nữa, cũng nói cho em biết số điện thoại đã gửi đoạn phim đến, để xem có tra ra được thứ gì không." Hạ Thiên đọc số điện thoại cho Tiểu Yêu Tinh, sau đó cũng gửi đoạn phim qua, cuối cùng cúp điện thoại chờ tin tức. "Này, anh bạn, có chuyện xảy ra sao?" Khi thấy Hạ Thiên không tiếp tục điện thoại thì Đái Kim nãy luôn ở bên cạnh chợt mở miệng hỏi. "Đợi đến khi vợ tôi tìm được người, tôi sẽ đi xử lý bọn họ." Hạ Thiên Thuận miệng nói. Anh bạn, trước đây tôi cũng đã từng xem xét dịch chi ngôn, nghe nói tên này rất lợi hại nhưng chưa từng có kẻ nào gặp mặt hắn. Đái Kim mở miệng nói. Tôi thấy nếu chúng ta tạm thời không có cách nào thì cứ làm theo yêu cầu của đối phương, trước tiên cứu người trước rồi nói sau, những chuyện khác có thể từ từ giải quyết. Đúng vậy, tiểu bại hoại, nếu không cậu chữa tốt cho tưởng hiểu di kia, cứu mẹ chị ra, đợi đến khi mẹ được thả ra thì chúng ta sẽ biến tưởng hiểu di kia thành kẻ quái dị. Liễu mộng cũng mở miệng nói. Chờ một chút đã. Hạ thiên lại không muốn thỏa hiệp. Chị mộng, chị đừng vội. Nếu đến tối mà tiểu yêu tinh còn chưa tìm được tên ngốc kia là ai, tôi sẽ đi cứu tưởng hiểu gì kia, chị thấy sao? Được rồi. Liễu mộng suy nghĩ, sau đó nàng đồng ý. Tiểu bại hoại, tối nay cậu nhất định phải cứu mẹ chị ra, đợi đến khi cậu cứu được mẹ chị, đến tối chị sẽ cho cậu ăn thoải mái. Liễu mộng vừa nói vừa chỉ vào ngực mình, Nơi đó là bánh bao lớn mà Hạ Thiên thích ăn nhất. Hạ Thiên lập tức hưng phấn, đêm nay nhất định phải ăn bánh bao lớn. Lần này Tiểu Yêu Tinh cũng không nhanh chóng điện thoại đến, Hạ Thiên đợi 10 phút mà nhớ đến một sự kiện khác, đó chính là vợ đại yêu tinh còn chưa điện thoại cho hắn. Lúc này cuối cùng Hạ Thiên cũng bấm số máy của Triệu Vũ Cơ, nhưng ngay sau đó hắn phát hiện ra một âm thanh chán nản. Số điện thoại quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Có lầm không vậy? Hạ Thiên có chút buồn bực, vợ đại yêu tinh sao lại tắt máy? Hạ Thiên không cam lòng mà tiếp tục gọi đi vài lần nhưng máy vẫn tắt, điều này làm hắn sinh ra xúc động muốn chạy đến biệt thự kia xem thế nào. Nhưng đúng lúc này điện thoại của hắn vang lên, là một số máy lạ. Alo, ai vậy? Hạ Thiên nhận điện thoại. Chào cậu, Hạ Thiên Sinh, tôi là Triệu Minh Siêu. Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh cung kính, chính là bí thư huyện ủy huyện Mộc Dương Triệu Minh Siêu anh tìm tôi làm gì hạ thiên kỳ quái hỏi hạ tiên sinh đại tiểu thư để tôi thông báo cho cậu một tiếng cô ấy có việc cần phải trở về thủ đô giọng điệu của triệu minh siêu rất khách khí chị ấy về thủ đô rồi sao hạ thiên chợt ngẩn ngơ sao chị ấy không nói cho tôi biết sao lại để anh điện thoại cho tôi thật xin lỗi hạ tiên sinh tôi cũng không hiểu nguyên nhân đại tiểu thư đã đi trước đó rồi lúc đó tôi cũng không nhận được tin tức gì Vài phút trước đó cô ấy mới điện thoại cho tôi, yêu cầu tôi thay mặt chuyển cáo vài lời cho cậu. Triệu Minh Siêu nói bằng giọng có chút bất an, hắn không biết quan hệ giữa Hạ Thiên và Triệu Vũ Cơ là thế nào, nhưng trực giác nói cho hắn biết, quan hệ giữa cả hai là không bình thường. Vợ lén bỏ đi không phải vợ tốt, lần sau về thủ đô nhất định phải cho ăn đòn. Hạ Thiên thầm quyết định, hắn quyết định phải đánh vợ đại yêu tinh giống như đã từng làm với vợ Vi Nhi. Khoảnh khắc này trên đường cách huyện Mộc Dương vài chục km, một chiếc limousine đang chạy đi như bay, sau xe có một cô gái xinh đẹp đeo kiếng dâm, nàng rốn như đang suy tư về vấn đề gì đó. 4 giờ chiều, ở bệnh viện huyện Mộc Dương. À, không, đây không phải tôi, không phải tôi. Một cô gái trong phòng bệnh liên tục hét toáng lên, sau đó nàng đập vỡ gương cầm lấy kính muốn cắt cổ tay mình. Hai tên đàn ông áo đen vội vàng chạy đến chụp lấy tay cô gái đồng thời cũng gọi bác sĩ chạy đến tiêm thuốc an thần cuối cùng mới yên tĩnh trở lại chết tiệt tên khốn hạ thiên kia sao còn chưa tới sau khi bác sĩ bỏ đi thì một tên đàn ông áo đen nói ai biết được nhưng dịch tiên sinh đã nói hạ thiên sẽ đến cứu người như vậy hắn sẽ đến trước nay dịch tiên sinh chưa từng nói sai một tên đàn ông áo đen trả lời hai người đang nói thì cửa phòng bệnh bị đẩy ra sau đó một nam một nữ đi vào khi thấy hai người này thì tên đàn ông áo đen vô thức lui ra phía sau vài bước, vì bọn họ biết rõ một nam một nữ này chính là Hạ Thiên và Liễu Mộng. Dù sao thì trước đó bọn họ cũng từng bị đôi nam nữ này tra tấn, hơn nữa bây giờ nhìn tưởng hiểu gì chỉ biết nằm trên giường bệnh mà cả hai cũng cực kỳ sợ hãi. Ngày xưa nàng là ngôi sao xinh đẹp như hoa, nhưng bây giờ ngay cả bọn họ cũng thấy nàng không khác gì quái vật. Này, anh đến chữa bệnh cho người quái dị này, hai người các chú cút ra cho anh, Hạ Thiên trừng mắt nhìn hai tên đàn ông áo đen. Hai tên đàn ông áo đen vì rất sợ hãi nhưng lại không muốn bỏ đi. Chúng tôi phải tận mắt nhìn thấy tưởng tiểu thư được chữa tốt mới đi. Anh chữa bệnh không thích có người xem. Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn đối phương. Chú có tin anh cho chú giống như cô ta không? Bây giờ tâm tính của Hạ Thiên không được tốt vì hắn phát hiện mình rõ ràng phải đến chữa bệnh cho tưởng hiểu gì. Vừa rồi tiểu yêu tinh gọi điện thoại nói nàng không thể tìm ra bọn cướp cũng không thể nào tìm được địa điểm giam giữ Ninh Lão Thái. nàng đang nghĩ biện pháp nhưng lúc này sẽ chưa có kết quả ngay. vì vậy tuy bây giờ trời chưa tối nhưng hắn quyết định sẽ đến cứu tưởng hiểu di, cứu Ninh Lão Thái ra rồi nói sau. nếu không, lỡ may Ninh Lão Thái chết đi, chị Mộng và chị Vân mạng sẽ đều thương tâm. hắn cũng không muốn hai bà vợ của mình đau lòng. đàn ông làm vợ đau lòng thì không được tốt, hắn là đàn ông tốt, tất nhiên tạm thời phải cúi đầu một chút. Chương 990, lại dùng ngân châm thôi miên. Nếu là trước đó hai tên đàn ông áo đen bị người ta uy hiếp, bọn họ sẽ lập tức đánh cho đối phương như xương, nhưng bây giờ bọn họ không dám, vì bọn họ biết Hạ Thiên có bản lĩnh uy hiếp mình. Tuy tiểu tử Hạ Thiên kia đã bị dịch tiên sinh uy hiếp, không thể không đến chữa bệnh cho Tưởng Hiểu Di, nhưng bọn họ cũng không dám đắc tội với Hạ Thiên. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ chỉ là hai tên vệ sĩ mà thôi, thân phận hoàn toàn khác biệt với Tưởng Hiểu Di. Dịch Tiên Sinh rất xem trọng Tưởng Hiểu Di nhưng điều này cũng không có nghĩa là xem trọng hai người bọn họ. Vì Tưởng Hiểu Di mà Dịch Tiên Sinh có thể uy hiếp Hạ Thiên, nhưng nếu hai tên vệ sĩ không đáng giá gì như bọn họ mà xảy ra chuyện, sợ rằng sẽ bị vứt bỏ trực tiếp. Quan trọng là hai người bọn họ nếu dám đắc tội với Hạ Thiên, chỉ cần Hạ Thiên sẽ không chữa bệnh cho Tưởng Hiểu Di thì phiền toái của bọn họ cũng là rất lớn. Vì vậy hai tên vệ sĩ có chút do dự, sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh. Chị Mộng chị đi ra ngoài xem xét, không cho bất kỳ tên ngốc nào tiến vào. Hạ Thiên nói với Liễu Mộng. Ừ, được rồi. Liễu Mộng nũng nịu nói một câu. Dù có phải là người hay không, chị cũng sẽ không cho vào. Liễu Mộng nói xong thì đi ra ngoài chừng mắt nhìn hai tên đàn ông áo đen đứng ngoài cửa. Này, các chú đứng ra xa một chút, nếu không chị cho các chú ăn đòn. Hai tên vệ sĩ nhìn Liễu Mộng với gương mặt cực kỳ xinh đẹp mà buồn bực, người này quá đẹp, bộ dạng cứ như tiên nữ nhưng vì sao cứ mở miệng là đòi đánh người như vậy. Hai tên vệ sĩ đưa mắt nhìn nhau rồi bất đắc dĩ xoay người bỏ đi, bọn họ đi đến một hàng lang cách đó vài chục mét, sau đó đứng từ xa nhìn về phía bên này. Sau đó hai tên vệ sĩ đứng đó chờ, cuối cùng sau khi mất một khoảng thời gian còn lâu hơn chờ bạn gái, bọn họ cũng thấy được Hạ Thiên từ trong đi ra. Lúc này đã là 5 giờ, Hạ Thiên đã ở trong phòng bệnh cả giờ cũng may hai tên vệ sĩ cũng không nghi ngờ Hạ Thiên sẽ làm gì với Tưởng Hiểu Di bây giờ cô ta có bộ dạng cực kỳ quái dị sẽ không có thằng ngu nào sinh ra hứng thú được hơn nữ Hạ Thiên còn là một kẻ có người đẹp tuyệt thế đi bên cạnh chị Mộng chúng ta đi thôi Hạ Thiên kéo Liễu Mộng nhanh chóng bỏ đi hắn cũng không quan tâm đến hai tên vệ sĩ ngay sau đó đã đi khỏi tầm mắt của bọn họ lúc này hai tên vệ sĩ mới chợt nhớ đến vấn đề bọn họ vội vàng chạy vào xem tình hình của Tưởng Hiểu Di lúc này hai tên vệ sĩ còn chưa đến phòng bệnh thì đã thấy người từ bên trong đi ra khi thấy người này thì hai tên vệ sĩ chợt trợn mắt há mồm tưởng tiểu thư cô cô không có một lúc lâu sau một tên vệ sĩ mới mở miệng chỉ một giờ mà một tưởng hiểu di là kẻ quái dị đã khôi phục lại dung mạo xinh đẹp như ngày xưa dù bọn họ biết rõ hạ thiên đến chữa bệnh cho tưởng hiểu di nhưng không ngờ tưởng hiểu di sẽ tốt lên nhanh như vậy tôi phải rời khỏi địa phương quỷ quái này Tưởng Hiểu Di lập tức phục hồi giọng điệu ra lệnh thường ngày. "Được, Tưởng tiểu thư." Tên vệ sĩ còn lại chợt lên tiếng, đến lúc này bọn họ đã hiểu, y thuật của tiểu tử Hạ Thiên kia thật sự thần kỳ. Khách sạn Đông Thân. Hạ Thiên và Liễu Mộng không về biệt thự mà quay về khách sạn. Vừa mới về khách sạn thì Liễu Mộng nhận được điện thoại, người điện thoại đến là mẹ nàng, cũng chính là Ninh lão thái. "Tiểu bại hoại, mẹ bây giờ đang trên đường về nhà." Mẹ nói đám khốn kiếp kia đưa đến ven đường sau đó phóng đi đến bây giờ mẹ vẫn không biết đám người bắt cóc mình là ai một lát sau liễu mộng cúp điện thoại nói với hạ thiên chị mộng tôi nghe rõ rồi hạ thiên trả lời tất nhiên hắn nghe rõ những lời mà ninh lão thái vừa nói tiểu bại hoại mẹ không sao nữa rồi nhưng chị vẫn mất hứng người phụ nữ xấu xa kia muốn hại chị và bắt cóc mẹ chị sao cậu lại chữa hết bệnh cho cô ta chị không vui liễu mộng bĩu môi nói chị mộng đừng quan tâm vấn đề này người quái dị kia sẽ không có kết cục gì tốt hạ thiên an ủi liễu mộng một câu tôi đã động tay động chân lên người cô ta phải vậy không liễu mộng có chút vui vẻ có phải cô ta sẽ tiếp tục là người quái dị điều này thì tạm thời sẽ không nhưng nàng sẽ giúp chúng ta tìm được tên ngốc dịch chi ngôn xua khi tìm được tôi sẽ xử lý dịch chi ngôn sau đó lại biến tưởng hiểu di thành kẻ quái dị hạ thiên nhìn liễu mộng cuối cùng còn hỏi chị mộng chị cảm thấy như vậy có tốt không nhưng người quái dị kia sẽ giúp cậu thế nào liễu mộng dùng ánh mắt hoài nghi nhìn hạ thiên sau đó nàng duyên dáng kêu lên á tiểu bại hoại cậu không phải sẽ làm loạn với người phụ nữ xấu xa kia chứ liễu mộng vốn ngồi trên người hạ thiên nhưng lúc này nàng chợt nhảy ra nàng dùng ánh mắt muốn khóc nhìn hạ thiên tiểu bại hoại cậu rõ ràng đã động vào người phụ nữ xấu xa kia chị không chơi với cậu nữa chị mộng chị đang nghĩ gì vậy hạ thiên có chút mất hứng hắn vung tay kéo liễu mộng đến và đặt lên giường sau đó là ba tiếng đét vang lên hắn đánh mông nàng ba cái chị rõ ràng dám nghi ngờ tính thưởng thức của tôi đúng là đáng đánh mông này tiểu bại hoại nếu tiếp tục đánh thì chị không chơi với cậu nữa đâu liễu mộng vừa giãy dụa vừa kháng nghị có chơi hay không, tôi mới là người quyết định. Hạ Thiên ép Liễu Mộng xuống giường. Chị Mộng không phải đã nói rồi sao? Đợi đến khi mẹ được thả ra thì chị sẽ cho tôi ăn bánh bao, bây giờ mẹ chị không có việc gì, vậy chị phải cho tôi ăn. Hạ Thiên vừa nói vừa nhanh chóng cởi áo váy của Liễu Mộng ra. Không được, trừ khi cậu nói cho tôi biết, cậu làm gì với người quái gì kia. Liễu Mộng lúc này phản kháng dữ dội, còn có chút tức giận. Chị Mộng, chị quá ngốc, tôi chẳng qua chỉ thôi miên người quái gì kia mà thôi, tôi hỏi gì thì cô ta nói rõ tất cả, nhưng cô ta lại không biết dịch chi ngôn kia là ai. Hạ Thiên tiếp tục cởi nội y của Liễu Mộng, hắn vừa làm việc vừa giải thích. Hạ Thiên không tìm được dịch chi ngôn, cũng không thể nào tìm ra vị trí giam giữ ninh lão thái, vì vậy mới phải chữa bệnh cho tưởng hiểu gì. Nhưng hắn cũng không chịu nhận thiệt thòi về mình, có người dám uy hiếp vợ hắn, hắn sẽ không bỏ qua, Hắn sử dụng biện pháp trước kia đã từng dùng với âm thập cửu, dùng ngân châm thôi miên áp dụng lên người tưởng hiểu di, sau đó hỏi vài vấn đề. Hạ Thiên đã sớm nghe nói Dịch Chi Ngôn là cha nuôi của tưởng hiểu di, cũng nghĩ rằng tưởng hiểu di là gái bao của Dịch Chi Ngôn, hắn nghĩ rằng tưởng hiểu di nhất định sẽ biết Dịch Chi Ngôn là ai. Nhưng sau khi hỏi thì Hạ Thiên phát hiện sự việc không giống như những gì mình suy đoán, nàng chưa từng được gặp Dịch Chi Ngôn, nàng nói mình không phải là gái của Dịch Chi Ngôn. Thực tế chỉ là một công cụ của Dịch Chi Ngôn mà thôi. Năm xưa tưởng hiểu Di mới ra nghề và chẳng có danh tiếng gì, khi đó Dịch Chi Ngôn đã liên hệ với nàng, cuối cùng hắn làm nàng trở nên nổi tiếng, trở thành ngôi sao điện ảnh. Nhưng nàng cũng phải trả giá rất nhiều, cái giá của nàng không phải đi cùng đám đạo diễn, mà thi thoảng nàng nhận được yêu cầu của Dịch Chi Ngôn đi cùng vài vị quan viên hoặc thương nhân nổi tiếng. Nói tóm lại nàng là một công cụ cho Dịch Chi Ngôn, vì vậy sau khi nàng trở thành người quái dị thì Dịch Chi Ngôn cực kỳ tức giận hắn lập tức ra tay can thiệp. Tuy tưởng hiểu Di và Dịch Chi Ngôn thường liên lạc với nhau nhưng lại có phương pháp cực kỳ đặc biệt, chưa bao giờ bọn họ sử dụng điện thoại, phần lớn thông qua email, hơn nữa mỗi lần địa chỉ lại thay đổi, mãi đến bây giờ tưởng hiểu Di vẫn không biết Dịch Chi Ngôn thần bí kia là ai. Tưởng hiểu Di lại cho Hạ Thiên một địa chỉ email, Hạ Thiên nói ngay cho tiểu yêu tinh, vừa rồi tưởng hiểu Di đã dùng địa chỉ này để gửi thư, nói rằng nàng đã không còn việc gì, Dịch Chi Ngôn cũng nhận được tin tức này nhưng tiểu yêu tinh có thể thông qua địa chỉ email kia để truy tìm dịch chi ngôn hay không, điều này Hạ Thiên không biết, vì bây giờ tiểu yêu tinh còn chưa điện thoại đến. Nhưng Hạ Thiên lại tin, thông qua tưởng hiểu gì hắn có thể chậm rãi tìm ra dịch chi ngôn, vì thế hắn tạm thời không quan tâm đến vấn đề này. Khoảnh khắc này hắn muốn được hưởng thụ dáng người hoàn mỹ của Liễu Mộng, đang muốn ăn bánh bao lớn. Liễu Mộng cuối cùng cũng trắng như bông, sau đó Hạ Thiên cúi đầu ngậm một món gì đó, cặp đùi xinh đẹp của nàng cũng kẹp lên eo hắn giữa trưa ngày hôm sau hạ thiên mới thức dậy ở bên cạnh hắn còn có liễu mộng đáng lý ra mỗi lần ở gần bên liễu mộng thì tinh thần của hắn sẽ rất tốt căn bản không cần ngủ nhưng sau khi làm việc với nàng cả buổi tối nàng lại không cho hắn bỏ đi nàng nói nếu hắn đi và không chịu ngủ với nàng sau này nàng sẽ không chơi với hắn cuối cùng hạ thiên cũng chỉ có thể ngủ với nàng đến giữa trưa liễu mộng bị cơn đói đánh thức mỗi lần nàng ở bên cạnh hạ thiên thường tiêu hao rất nhiều năng lượng, vì vậy mà cơn đói đen rất nhanh. Sức ăn của nàng là rất lớn, bây giờ đói bụng đến phát sợ, vì vậy nàng vội vàng kéo hạ thiên xuống lầu, đi ăn một bữa hoành tráng. Tiểu bại hoại, chị đi tìm viện viện, cậu có muốn đi cùng không? Sau khi ăn xong thì Liễu Mộng hỏi Hạ Thiên. Chị Mộng, tôi không đi, tôi không thích theo bọn họ. Hạ Thiên không có hứng thú gì với trò kia, đi theo Liễu Mộng nghe chính nàng và viện viện học kịch bản, chẳng bằng hắn đi mát xa cho Kiều Phượng Nhi cho rồi. À, chị phải đi rồi, đến tối chị sẽ đến cùng cậu. Liễu Mộng nói xong thì nhanh chóng chạy mất, nàng vẫn không lớn như tiểu tiên nữ, mọi hành động đều rất trẻ con, giống như những khi ở trên giường với Hạ Thiên thì nàng mới biểu hiện ra phóng thái của một người phụ nữ chín mộng mà thôi. Khi thấy Liễu Mộng bỏ đi thì Hạ Thiên chuẩn bị lên lầu, nhưng đúng lúc này một người đẹp hai chân thon gầy đi vào khách sạn, khi thấy người phụ nữ này thì Hạ Thiên không khỏi ngây người, sao nàng còn ở lại đây? chương 991, Ninh Khiết tái phát bệnh. Này, quỷ keo kiệt, chị còn chưa đi sao? Hạ Thiên mở lời, người phụ nữ kia chính là Ninh Khiết, lần trước sau khi hắn chữa bệnh cho nàng, hắn cũng không quan tâm nàng đi đâu làm gì. Hắn tưởng rằng nàng sẽ rời khỏi huyện Mộc Dương, không ngờ bây giờ lại gặp mặt, điều này làm hắn buồn bực, quỷ keo kiệt này chẳng lẽ không muốn rời khỏi đây? Bây giờ cách ăn mặc của Ninh Khiết không khác lần trước nhiều lắm, mặc một chiếc quần jean, vì vậy mà hai chân dài được buộc chặt, trên người là một chiếc áo sơ mi, dưới khí trời thế này ăn mặc như vậy cũng không có gì bất thường. Nhưng lúc này trên tay nàng có một chiếc áo khoác, điều này làm cho người ta nghĩ rằng nàng vừa đi đã nóng lên, vì vậy mới cởi áo khoác ngoài xuống. Ninh Khiết có vẻ khá nặng nề, sau khi vào cửa thì cúi đầu đi về phía trước, căn bản không phát hiện ra Hạ Thiên. Mãi đến khi nghe được âm thanh của hắn thì nàng mới kinh hãi dừng lại, nàng ngẩng đầu nhìn Hạ Thiên. Ủa, cậu, cậu vẫn còn ở đây sao? Nói nhảm, tất nhiên tôi còn ở đây, sao chị lại đến đây? Hạ Thiên dùng ánh mắt buồn bực nhìn Ninh Khiết. Chị chưa đi hay vừa mới đến? Chưa đi, nhưng những ngày nay cũng không ở khách sạn cố định, thường đi dạo bên ngoài. Ninh Khiết cuối cùng cũng tỉnh táo trở lại, nàng dùng ánh mắt phức tạp nhìn Hạ Thiên, sau đó Hạ thấp giọng nói về phòng trước đã, về phòng rồi nói sau, thật ra tôi cũng đang muốn tìm cậu. Chị tìm tôi làm gì? Hạ Thiên có chút kỳ quái. Lát nữa nói sau, Ninh Khiết đi về phía thang máy, nàng nhấn nút, thang máy vừa lúc không có người, vì thế cả hai tiến vào ngay. Thang máy đi lên, Hạ Thiên nhìn chầm chầm vào Ninh Khiết một lúc, lông mày khẽ nhíu lại. Kỳ quá, chị lại có vẻ không bình thường. Hạ Thiên có chút mê hoặc, sau đó hắn vung tay bắt lấy cổ tay Ninh Khiết, cuối cùng dò xét tình huống. Ninh Khiết không vùng vẫy, nàng tùy ý để cho Hạ Thiên bắt lấy cổ tay mình, nhưng gương mặt trắng nõn lại có chút bất an, nàng muốn nói lại thôi, cuối cùng không nói gì. Thang máy nhanh chóng dừng lại ở lầu 9, Hạ Thiên đã buông tay Ninh Khiết, hai người rời khỏi thang máy về phòng 901. Ninh Khiết lấy khóa mở phòng, đây cũng là gian phòng trước đó của nàng, nhìn qua có vẻ nàng không rời khỏi đây, ít nhất nàng vẫn chưa trả phòng hai người vào phòng, Ninh Khiết đóng cửa, sau đó nàng không nhịn được phải hỏi. Thân thể tôi lại có vấn đề gì sao? Mấy ngày nay chị không rời khỏi huyện Mộc Dương sao? Hạ Thiên hỏi ngược lại. Không có, sao vậy? Ninh Khiết bất an hỏi lại một câu. Hạ Thiên có vẻ rất mê hoặc, hắn nhìn Ninh Khiết rồi lẩm bẩm. Không đúng, dựa theo lý mà nói thì lần trước tôi đã chữa cho chị, chị không nên tái phát mới đúng, vì sao bây giờ trong người chị lại có nhiều âm hỏa như vậy thậm chí còn nhiều hơn cả lần trước tôi tôi thật sự tái phát sao gương mặt ninh khiết chợt biến đổi hèn gì hôm nay tôi lại cảm thấy lạnh tuy không lạnh như lần trước nhưng vẫn có chút lo lắng vì vậy mới chuẩn bị đi tìm cậu nhưng không ngờ gặp cậu ở bên dưới chị nói có chuyện tìm tôi chẳng phải là chữa bệnh đấy chứ hạ thiên thuận miệng hỏi đúng vậy ninh khiết khẽ gật đầu sau đó nàng dùng giọng bất an hỏi. Cậu, cậu không muốn chữa bệnh cho tôi sao? Không, nhưng tôi nghĩ lần này làm sao chữa bệnh cho chị không tái phát nữa. Hạ Thiên ra vẻ chăm chú. Xem ra lần trước tôi không chỉ tận gốc cho chị, lần này tôi sẽ chỉ tận gốc. Điều này, thật ra lần trước cậu chỉ phần ngọn cũng tốt, dù sao cũng chỉ đâm vài châm, rất nhanh phải không? Ninh khiết vội vàng nói. Bây giờ tôi cảm thấy càng lúc càng lạnh, giống như sắp phát tác thật sự sắp phát tác sao? Hạ thiên nắm lấy cổ tay ninh khiết xem xét một chút, sau đó hắn lầm bầm. Giống như âm hỏa đang tụ tập lại, chuẩn bị phát tá. Vậy cậu mau chị cho tôi, dù là chị ngọn hay gốc cũng không sao, càng lúc càng lạnh, rất khó chịu. Ninh khiết lo lắng nói, kinh nghiệm lạnh từ trong xương tủy, nàng không muốn trải qua một lần nữa. Hạ thiên suy nghĩ rồi lắc đầu. Không được, bây giờ tôi không thể chữa cho chị. Vì sao, ninh khiết lập tức nôn nóng nàng không tự giác được phải sợ run người cảm giác lạnh từ sâu trong xương tủy đã vô tình đánh úp lại tôi phải muốn biết rõ nguyên nhân bệnh của chị vì vậy tôi quyết định để chị hoàn toàn phát tác để xem xét tình huống như vậy tôi mới chỉ dứt cho chị hạ thiên chân thành nói nhưng bây giờ tôi rất lạnh chỉ sau khoảnh khắc mà hàm răng của ninh khiết đã run lên cảm giác lạnh lẽo từ đầu đến chân giống hệt như lần trước bây giờ vẫn còn chưa phải lúc khủng bố nhất trước tiên chỉ cứ chịu nhịn, nếu không nhịn được thì cứ làm như lần trước, cởi hết quần áo ngâm mình trong nước lạnh. Hạ Thiên cũng không có tính toán cứu chữa cho Ninh Khiết, hắn lại áp dụng phương pháp dùng lạnh chống lạnh. Tôi, tôi, hàm giang Ninh Khiết phát run, nàng không chịu cởi quần áo, nguyên nhân rất đơn giản, vì Hạ Thiên còn ở đây, dù không phải lần đầu tiên nàng lõa thể trước mặt hắn, nhưng nàng thật sự không thể nào lạnh nhạt với vấn đề này, dù sao quan hệ giữa nàng và hắn cũng không thân mật quỷ keo kiệt chị đã sắp chết lạnh còn nhỏ mọn như vậy sao? Hạ Thiên nói mang theo chút hương vị khinh bỉ, sau đó còn nói thêm. Thôi được, thấy chị đáng thương, tôi giúp chị thêm một lần. Cảm, cảm. Lần này Ninh Khiết còn cảm thấy lạnh hơn cả lần trước, trước đó nàng còn miễn cưỡng điện thoại cho Hạ Thiên, nhưng lần này muốn nói ra hai chữ cảm ơn cũng không được, nhưng nàng cũng nhanh chóng cảm thấy may mắn vì chưa nói ra. Ninh Khiết nghe Hạ Thiên nói sẽ giúp mình, nàng còn tưởng rằng hắn sẽ chữa bệnh cho mình vì vậy muốn nói lời cảm ơn nhưng nàng nhanh chóng phát hiện hạ thiên gọi là giúp mình căn bản không phải là chữa bệnh hắn cởi sạch quần áo của nàng sau đó đưa nàng vào phòng tắm đặt xuống bồn sau đó xả nước lạnh lên ngâm nàng bên trong tôi vẫn còn lạnh việc đã đến nước này thì ninh khiết cũng không muốn mắng hạ thiên hơn nữa hắn cũng thật sự giúp nàng vì khi ngâm trong nước lạnh thì nàng cảm thấy khá hơn nhiều nhưng nàng vẫn cảm thấy rất lạnh lần này phát tác hình như còn nghiêm trọng hơn trước kia rất nhiều đừng nóng vội chờ chút hạ thiên lại có lòng tốt an ủi ninh khiết một câu sau đó hắn ngồi xuống bên cạnh nhìn thân thể trần như nhộng của nàng trong bồn tắm lúc này hắn không khỏi nghĩ đến triệu vũ cơ sau đó so sánh giữa hai bên rồi lầm bầm này dáng người của chị ngày càng tốt nhưng so ra vẫn kém vợ đại yêu tinh một chút khoảnh khắc này ninh khiết chợt có xúc động muốn ói máu đã đến lúc nào rồi vì sao Lưu Manh vẫn còn có tâm tư thưởng thức thân hình của mình? Tôi, bây giờ tôi cảm thấy càng lúc càng lạnh hơn. Một lát sau Ninh Khiết lại mở miệng nói, vừa rồi khi vừa ngâm nước lạnh thì nàng còn cảm thấy khá hơn, nhưng bây giờ nàng lại thấy rất lạnh. Hạ Thiên khẽ vươn tay vào bồn, ngay sau đó Ninh Khiết hoảng sợ. Này, cậu, cậu làm gì vậy? Sợ chút, không được sao? Hạ Thiên tức giận nói, quỷ keo kiệt này đúng là hắn vốn chỉ muốn kiểm tra chút tình huống của nàng mà thôi, nàng rõ ràng sợ hắn sảm sỡ, như vậy phải sảm sỡ một chút mới được. Hạ Thiên thật sự sờ soảng vài bộ phận có tính đàn hồi cao của Ninh Khiết, điều này làm Ninh Khiết đáng thương thiếu chút nữa đã hôn mê bất tỉnh, lưu manh này rõ ràng là nhân lúc nhà cháy mà hôi của, đúng là thừa dịp cướp bóc. Cũng may Hạ Thiên cũng không cố ý, hắn nhanh chóng làm chính sự, chụp lấy cổ tay Ninh Khiết kiểm tra tình huống. Bây giờ, bây giờ có thể chữa bệnh cho tôi được chưa ninh khiết cũng không ngốc nàng nhanh chóng phát hiện mình hiểu lầm hạ thiên nhưng nàng không muốn nhắc đến chuyện xấu hổ kia nàng chỉ hỏi vấn đề mình quan tâm nhất mà thôi còn phải chờ hạ thiên suy nghĩ rồi nói nhưng tôi thật sự rất lạnh ninh khiết bắt đầu khó thể chống đỡ hàm răng của nàng chợt run lên nhưng đúng lúc này nàng còn chưa nói dứt lời thì đã phát hiện một luồng khí tức ấm áp từ lòng bàn tay chuyển đến khí tức này nhanh chóng truyền khắp người nàng, bắt đầu trông đỡ hàn khí trong cơ thể nàng. Vì vậy mà nàng không khỏi dùng ánh mắt cảm kích nhìn Hạ Thiên, nàng đột nhiên phát hiện, tuy người này thường xuyên làm nàng tức giận, nói chuyện cũng làm người ta tức điên người, nhưng vào đúng thời điểm quan trọng, hắn luôn giúp nàng những đại ân. Không thể nghi ngờ ấn tượng đầu tiên của Hạ Thiên trong đầu Ninh Khiết là rất kém, cũng vì thế mà dù nàng biết hắn giúp nàng rất nhiều, thậm chí có thể nói là cải biến cuộc đời nàng, nhưng trong lòng nàng luôn bất mãn với hắn nhưng những ngày này nàng dần dần ý thức được những người có vẻ tốt với nàng lại không thật sự tốt mà một vài người nhìn có vẻ không tốt lại thật sự là người tốt cảm giác lạnh lẽo từ sâu trong xương tủy bị xua tan thân thể ấm áp thoải mái điều này làm cho ninh khiết sinh ra cảm giác buồn ngủ nhưng đúng lúc này nàng lại cảm thấy mình rời khỏi bồn tắm nàng tỉnh ngủ thì phát hiện hạ thiên ôm bình ra khỏi bồn rời khỏi phòng tắm đặt thân thể ẩm ướt mà ngượng ngùng của nàng lên giường cậu cậu muốn làm gì Ninh Khiết có chút bất an, tình cảnh này quá mập mờ, dù là trên TV hay phim ảnh, khi nam nhân vật chính ôm nữ nhân vật chính lên giường, tình cảnh kết tiếp sẽ là gì, không cần nói cũng hiểu. Nói nhảm, tất nhiên là chữa bệnh cho chị. Hạ Thiên nói xong thì lấy ra hai cây ngân châm. chương 992, chuyển rời âm hỏa. Thật ra câu trả lời của Hạ Thiên nằm trong dự đoán của Ninh Khiết, nhưng trong lòng nàng hình như cũng có chút mong mỏi những sự kiện phát sinh ngoài ý muốn, vì thế vừa rồi hắn mới hỏi như vậy nhưng bây giờ nghe được câu trả lời của hạ thiên nàng cảm thấy có chút thất lạc ninh khiết suy nghĩ những gì thì hạ thiên không biết bây giờ hắn chỉ muốn an tâm chỉ chữa bệnh cho nàng vì vậy hai cây châm nhanh chóng đâm xuống lúc này vẻ mặt hạ thiên rất chăm chú giống như đang làm một việc cực kỳ quan trọng ninh khiết cũng không nhắm mắt lại nàng nhìn hạ thiên ánh mắt kinh ngạc xuất thần lần đầu tiên hạ thiên chữa bệnh cho ninh khiết chỉ đâm vài chục châm nhưng lúc này thời gian rất dài Số lượng châm cũng nhiều hơn. Hơn nửa giờ sau, khi trên trán hắn đã có vài giọt mồ hôi thì ngân châm mới được thu về. Được rồi, lần này sẽ không còn tái phát. Hạ Thiên có chút mỏi mệt. Tôi mệt quá, về phòng ngủ trước đây. Hạ Thiên nói đi là đi, hắn rời khỏi phòng Ninh Khiết. Vài phút sau Ninh Khiết đã ăn mặc chỉnh tề rời khỏi phòng, sau đó trực tiếp xuống lầu rời khỏi khách sạn. Hạ Thiên đi vào gian phòng của Kiều Tiểu Kiều, sau đó hắn ngã xuống giường vợ anh ngủ trước hạ thiên nói ngủ là ngủ chưa đến một phút sau hắn đã ngủ say chồng sao anh lại như vậy kiều tiểu kiều ngây người nhưng hạ thiên không có phản ứng kiều tiểu thư hình như anh ấy quá mệt kiều hoàng nhi khẽ nói kiều phượng nhi thì bĩu môi nàng khẽ hừ một tiếng tôi thấy lưu manh này có tám phần là làm chuyện xấu nên mới mệt mỏi như vậy hư nghe nói tối qua anh cùng ở cùng phòng với chị mộng mộng mãi đến trưa mới thức dậy. Sao bạn biết rõ ràng như vậy? Kiều Hoàng Nhi dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Kiều Phượng Nhi, hình như Kiều Phượng Nhi quá quan tâm đến Hạ Thiên thì phải. Mình nghe chị Mộng Mộng nói. Kiều Phượng Nhi thuận miệng chế ra lý đàn ông. Kiều Hoàng Nhi tất nhiên sẽ không tin, nhưng nàng cũng không truy vấn, dù sao nàng cũng đã nghĩ rằng sớm muộn gì Kiều Phượng Nhi cũng đi theo Hạ Thiên, bây giờ Kiều Phượng Nhi có quan tâm đến Hạ Thiên cũng không có gì kỳ quái. Được rồi, các em đừng nói nữa, để chồng ngủ một lúc. Kiều Tiểu Kiều thầm hiểu, chồng nàng chắc chắn sẽ không vì những chuyện như Kiều Phượng Nhi mà mệt mỏi như vậy. Tuy nàng chưa từng cùng hắn phát sinh quan hệ thân mật như vậy nhưng nàng đã thấy qua tình cảnh kia nhiều lần, mỗi lần Hạ Thiên ở cùng với chị Mộng Mộng đều cực kỳ tinh thần, chưa từng thấy hắn mỏi mệt như hôm nay. Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi không nói gì nữa, trong phòng yên tĩnh trở lại. Thời gian trôi qua rất nhanh, mãi đến gần 2 giờ thì Kiều Tiểu Kiều nhận được điện thoại là bí thư Triệu Minh Siêu gọi đến, nói là muốn cùng nàng thương lượng vấn đề chi tiết về khai phá Thanh Phong Sơn. Tuy Hạ Thiên vẫn ngủ say nhưng Kiều Tiểu Kiều vẫn rất xem trọng sự kiện này, vì thế nàng đồng ý đến gặp mặt Triệu Minh Siêu, nhưng nàng cũng lo một mình Hạ Thiên ở lại trong phòng nên cho Kiều Phượng Nhi ở lại. Kiều Phượng Nhi nhận được chỉ thị này thì cầu còn chưa được, vì nàng đang chờ Hạ Thiên mát xa ngực cho mình. Nhưng Kiều Phượng Nhi không ngờ, nàng chờ tên kia mát xa ngực cho mình nhưng không ngờ lại chờ quá lâu như vậy mới nháy mắt đã vài tiếng trôi qua nhưng hạ thiên vẫn chưa tỉnh đến tối kiều tiểu kiều điện thoại về nàng sẽ cùng ăn cơm với triệu minh siêu mà lúc này hạ thiên vẫn còn chưa tỉnh kiều phượng nhi đợi thêm nửa giờ sau đó nàng điện thoại cho quầy phục vụ đưa bữa tối lên phòng sau đó nàng ăn xong mà hạ thiên thì vẫn còn đang ngủ anh đúng là heo heo lưu manh kiều phượng nhi thở phì phò mắng một câu lưu manh này rõ ràng ngủ như lợn cô mới là heo. Đúng lúc này có người nói, Kiều Phượng Nhi quay lại nhìn, thì ra Hạ Thiên đã mở mắt, đồng thời đã ngồi lên dùng ánh mắt bất mãn nhìn nàng. Thừa dịp người ta ngủ say mà mắng lén là không đạo đức, có biết không? Kiều Phượng Nhi chợt ngây người, sớm biết người này mắng là tỉnh, nàng đã mắng từ lâu rồi. Tiểu Kiều đâu? Hạ Thiên Thuận miệng hỏi. Kiều Tiểu Thư đi ăn cơm với người ta rồi. Kiều Phượng Nhi thở phì phò nói. À, vậy anh cũng nên đi ăn cơm hạ thiên đột nhiên cảm thấy đói bụng hắn xuống giường chuẩn bị bỏ đi này chờ chút anh còn chưa giúp tôi mát xa kiều phượng nhi vội vàng nói cô vội như vậy làm gì hạ thiên có chút mất hứng tôi chưa dùng cơm sức đâu mà mát xa mát xa chỗ đó mà phải dùng sức sao kiều phượng nhi tức giận chất vấn tất nhiên phải cần có sức nếu không sao có thể làm cho chỗ đó nhỏ đi hạ thiên khách sáo nói một câu với kiều phượng nhi không có văn hóa thật đáng sợ trước tiên tôi đi dùng cơm ăn xong sẽ mát xa cho cô kiều phượng nhi bị chọc tức ai không có văn hóa lưu manh này chưa từng đi học mà nói nàng không có văn hóa hắn mới không có văn hóa nhưng kiều phượng nhi đã không có cơ hội mắng hạ thiên vì hạ thiên nhanh chóng ra khỏi cửa nàng có chạy cũng không theo kịp mà nàng cũng không muốn chạy theo hạ thiên quả thật rất đói vì khi hắn chữa bệnh cho Ninh Khiết đã hao tổn rất nhiều chân khí. Nếu là chữa bệnh bình thường thì chẳng tiêu hao nhiều chân khí của hắn như vậy, nhưng lúc này bệnh không phải tầm thường, vì hắn xác định Ninh Khiết thật sự gạt mình, không phải nàng ta tái phát bệnh, chẳng qua trong người lại được rót âm hỏa vào. Hừ, muốn tôi gián tiếp chữa bệnh cho chị sao? Tôi không ngu như vậy." Hạ Thiên thầm nói một câu, sau đó hắn nhanh chóng đi vào một quán nướng ở ven đường gọi một đống thịt nướng, bắt đầu gặm lấy gặm để bây giờ hắn cần bổ sung thể lực, trong lòng hắn lại đang chờ kịch hay, đáng tiếc là hắn không được tận mắt thấy tình cảnh kia phát sinh. Sau khi lấp đầy bụng đói thì Hạ Thiên định quay về khách sạn, đi mát xa ngực cho Kiều Phượng Nhi, thật ra làm việc này cũng tốt, có thể tìm được chút xúc cảm. Nhưng Hạ Thiên vừa trở lại cửa khách sạn thì nhận được điện thoại của Vân Thanh. Chồng, cậu đang ở đâu? Vân Thanh khẽ hỏi. Tôi ở bên ngoài, chị Vân Thanh có nhớ tôi không? hạ thiên thuận miệng hỏi ừ tôi nhớ cậu vân thanh can đảm thừa nhận tôi đang ở trong nhà chú thạch chú thạch và mọi người đều đã đi rồi đêm nay sẽ không về cậu sang đây được không được tôi sang ngay hạ thiên đồng ý ngay còn kiều phượng nhi hắn đã quên ngay hạ thiên nhanh chóng đi đến thạch ra đúng như những gì vân thanh nói bây giờ chỉ có một mình nàng vân thanh giống như vừa tắm xong nàng đang mặc đồ ngủ vì trong nhà không có người nên bộ đồ ngủ này rất lớn gan, bộ dạng gợi cảm làm Hạ Thiên không khỏi nóng lên rồi kéo nàng vào lòng. Chồng, trước tiên xem tivi một chút. Vân Thanh khẽ nói, bây giờ còn sớm, nàng cũng không muốn lúc nào ở cùng hắn cũng chỉ là lên giường. Hạ Thiên cũng không quan tâm đến vấn đề này, hắn ôm Vân Thanh đến ngồi ở ghế sa lông phòng khách, hai tay liên tục xoa bóp người nàng. Vân Thanh đáng thương bị thủ pháp sờ mó tuyệt vời của hắn làm cho thở hồn hền, ngược lại đã sớm không chịu được. Vài phút sau Vân Thanh nũng nhịu nói: "Chồng, chúng ta vào phòng thôi, chị muốn." Vì vậy tối hôm đó Hạ Thiên và Vân Thanh tiếp tục hoạt động thể dục, nhưng bọn họ thì sung sướng mà Kiều Phượng Nhi ở khách sạn Đông Thăng lại cực kỳ tức giận. Lưu Minh Hạ Thiên chết tiệt, rõ ràng nói ăn xong sẽ giúp nàng mát xa ngực, hắn nói mà không chịu trách nhiệm, đi ăn cơm rồi đi luôn. Càng đáng giận chính là Kiều Phượng Nhi đã điện thoại cho Hạ Thiên 10 lần lúc bắt đầu lưu manh không nhận máy, sau đó khi nhận máy thì nói một câu làm cho nàng thiếu chút nữa tức chết. Tôi đang mát xa cho vợ, không rãnh mát xa cho cô. Kiều Phượng Nhi đáng thương vì câu nói đó mà đến 12 giờ khuya vẫn chưa thể ngủ được. 12 giờ khuya hôm nay, trong tống gia ở thủ đô cũng có người chưa ngủ, là một cô gái xinh đẹp, nàng đang đứng trong sân tống gia, người này chính là Ninh Khiết lúc chiều còn ở huyện Mộc Dương. Sư phụ, tôi đã về ninh khiết đi vào cửa và cung kính nói vào đi bên trong truyền ra một âm thanh vâng sư phụ ninh khiết đi vào bên trong ánh sáng bên trong khá mờ nhưng nàng vẫn có thể thấy một người đẹp váy trắng cổ trang ngồi bên cạnh giường nàng biết đây là đại tiểu thư tống gia tống ngọc nghị trên giường có một cô gái khác đây là sư phụ của nàng mà điều làm nàng ngạc nhiên chính là sư phụ của nàng cũng có tên là tống ngọc nghị hạ thiên đã chữa bệnh cho cô chưa giọng điệu lạnh lùng của tống ngọc nghị từ trong màn truyền ra dạ rồi sư phụ ninh khiết gật đầu trong lòng không khỏi có chút áy náy nàng không áy náy với sư phụ mà với hạ thiên vì nàng lại lừa hắn hắn có hoài nghi cô không tống ngọc nghị trong màn lụa tiếp tục hỏi có lẽ là không hắn chỉ nói bệnh cũ của tôi tái phát nhưng lần này đã nói chỉ tận gốc cho tôi vì vậy sẽ không tái phát nữa ninh khiết khẽ nói vì vậy tôi cũng không biết nếu lần sau còn tìm đến, hắn có nghi ngờ hay không? Yên tâm, dù hắn thật sự nghi ngờ cũng chỉ có thể tiếp tục chữa bệnh cho cô, chỉ cần vài lần như vậy thì âm hỏa trong cơ thể ta đã có thể chuyển rời ra ngoài. Giọng điệu của Tống Ngọc Mị vẫn rất lạnh lùng, nàng tán thưởng ninh khiết một câu. Cô làm rất khá, không hổ là đồ đệ của ta. Tạ ơn sư phụ khích lệ. Ninh khiết khẽ nói, trong lòng cảm thấy có hơi khó chịu, nàng đã ý thức mình là công cụ của vị sư phụ này nhưng nàng không phản kháng, vì sư phụ của nàng thật sự quá mạnh, nàng không có năng lực phản kháng, nàng chỉ có thể tiếp tục là đồ đệ nghe lời mà thôi. chương 993, lại ám toán Tống Ngọc Mỹ thất bại. Cô đến đây, tôi muốn truyền một ít âm hỏa sang người. Tống Ngọc Mỹ trong màn lụa lại mở miệng nói. Ninh khiết gật đầu, nàng đi tới, sau đó ngừng lại bên ngoài màn lụa, đồng thời duỗi tay ra. Vì nàng biết mỗi lần sư phụ đều dùng cách thức này để truyền âm hỏa vào người mình. Ninh Khiết thật ra không hiểu âm hỏa là thứ gì, nhưng sư phụ đã nói, đây là Hạ Thiên ám toán nàng, vì vậy nàng mới có chuyện đó xảy ra. Tất nhiên sư phụ không nói cho nàng biết có chuyện gì xảy ra, nhưng nàng có thể cảm giác được vị sư phụ này rất hận Hạ Thiên. Sư phụ cũng rất muốn tìm được một người phụ nữ tên là Nguyệt Thanh Nhã, hình như sư phụ rất hận người này, nhưng Ninh Khiết có thể cảm giác được, sư phụ chắc chắn không phải hận Nguyệt Thanh Nhã, mà là hận Hạ Thiên. Nguyên nhân sư phụ truyền âm hỏa vào người nàng Ninh Khiết cũng đã từng được nghe nói, sư phụ nói âm hỏa không thể tùy tiện truyền cho người khác, vì hai người cùng tu luyện công pháp giống nhau, vì vậy mới có thể chuyển rời được. Nhưng cũng vì nàng cùng tu luyện công pháp như sư phụ nên cơ thể mới có thể dung nạp nhiều âm hỏa, nếu là người thường, dù có chuyển âm hỏa sang cũng dung nạp được rất ít, hơn nữa lại tạo nên đòn chí mạng. Ninh Khiết không biết sư phụ thu nàng làm đồ đệ vì nguyên nhân nhân này, hay là sau này cao hứng mới nghĩ ra, nàng chỉ biết bây giờ mình không còn chọn lựa nào khác, chỉ có thể chạy về thủ đô cho sư phụ chuyển âm hỏa sang người, sau đó lại chạy đến bên cạnh Hạ Thiên. Cuối cùng để Hạ Thiên chữa bệnh cho nàng, sau đó lại lặp lại quá trình trên, mãi đến khi tất cả âm hỏa trong người sư phụ được loại trừ mới thôi. Ngày mà tất cả âm hỏa trong người Tống Ngọc Mị được loại trừ, nàng sẽ đi tìm Hạ Thiên. Ninh Khiết không biết sư phụ có giết Hạ Thiên hay không, nhưng nàng biết sư phụ đã từng nói, nàng sẽ cho Hạ Thiên sống dở chết dở. Điều này làm cho Ninh Khiết cảm thấy rất mâu thuẫn, dù nàng trước đó có rất nhiều bất mãn với Hạ Thiên, nhưng nàng thật sự không muốn Hạ Thiên đi tìm chết. Nhưng bây giờ nàng rõ ràng đang là đồng lõa, đang ép hắn dân đi trên con đường chết. Trong đầu Ninh Khiết có rất nhiều suy nghĩ, lúc này Tống Ngọc Mỹ trong màn lụa lại duỗi bàn tay trắng như tuyết ra, bắt lấy tay Ninh Khiết. Đúng lúc này một luồng khí thức băng hàn lập tức bùng lên, điều này làm cho Ninh Khiết chợt thanh tỉnh lại, nàng biết rõ sư phụ đang bắt đầu truyền âm hỏa vào người mình. Cũng giống như những lần trước, sư phụ Ninh Khiết rót âm hỏa vào rất thuận lợi, ít nhất thì vài phút trước Ninh Khiết còn nghĩ như vậy, nhưng vài phút sau sự việc đã xảy ra biến cố. Khi sư phụ sắp rót đầy âm hỏa vào người Ninh Khiết, trong người nàng chợt bùng lên một khí tức nóng bỏng, luồng khí tức này phóng ra với tốc độ cực nhanh, nhanh chóng tuôn vào trong cơ thể Tống Ngọc Mị. Tống Ngọc Mị phản ứng cực nhanh, khoảnh khắc khi luồng khí tức nóng bỏng kia truyền vào người thì nàng lập tức phản ứng, nàng buông tay, một trường được tung ra đánh vang ninh khiết, đồng thời còn nổi giận quát. Cô dám ám toán ta. Tống Ngọc Nghị phẫn nộ mà ra tay khá nặng, ninh khiết đáng thương không phòng bị trợt văng ra, sau đó đập mạnh lên tường, cuối cùng rơi xuống há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Tôi, tôi không. Ninh khiết dùng giọng suy yếu giải thích, đáng thương là đến bây giờ nàng vẫn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra. Tống Ngọc Mị cũng không nói lời nào, vì nàng đang cố gắng chống đỡ với những đòn công kích của luồng khí tức nóng bỏng kia. Dù nàng phản ứng rất nhanh nhưng khí tức kia lại hầu như phóng vào cơ thể nàng chỉ trong nháy mắt. Lúc đầu nàng còn tưởng rằng một chút chân khí này sẽ chẳng ảnh hưởng, nhưng ngay sau đó nàng phát hiện đó không phải chỉ là một chút. Đây là một luồng chân khí được tinh luyện cực kỳ tinh thuần, tuy nhìn qua giống như chỉ có một chút nhưng thực tế lại rất khổng lồ. Rõ ràng đối phương không ngờ nàng có thể kịp phản ứng vì vậy cố ý tinh luyện chân khí để nó trở nên cực nhỏ như vậy làm nàng căn bản không bài xích mà bây giờ chân khí tinh luyện vừa tiến vào trong người nàng đã đột nhiên nổ tung chân khí bùng nổ cực mạnh khí tức liên tục điên cuồng vận chuyển qua kinh mạch lực phá hoại cực mạnh làm tống ngọc mỹ căn bản không có thời gian quan tâm đến ninh khiết nàng phải cố gắng áp chế dòng chân khí kia nếu không nàng sẽ trọng thương tiểu tử hồ đồ chết tiệt rõ ràng ám toán ta tống ngọc mỹ tức giận thầm nghĩ Lúc này nàng đã hiểu, Ninh Khiết không ám toán mình, kẻ có thể sử dụng phương pháp này chỉ có một, đó là Hạ Thiên. Y thuật của tiểu tử kia thật sự khó tưởng, không biết hắn đã động tay động chân thế nào mà có thể mượn đao giết người, lợi dụng thân thể Ninh Khiết làm vũ khí để tạo ra đả kích trầm trọng cho nàng. Nhưng Tống Ngọc Mỹ bây giờ cũng không biết Ninh Khiết bán rẻ mình hay bị Hạ Thiên khám phá ra, nhưng thực tế thì xác suất bị hắn khám phá ra là rất lớn. Hạ Thiên là một tiểu tử hồ đồ, nhìn qua có vẻ không có đầu óc, nhưng nàng đã từng thể nghiệm hắn rất thông minh tiểu tử chết tiệt kia sao lại trở nên mạnh mẽ như vậy tống ngọc mị thầm mắng luồng chân khí kia hùng mạnh hầu như vượt qua dự đoán của nàng dù với công lực của nàng cũng khó thể áp chế xuống quan trọng là lúc này nàng còn phải phân ra một phần công lực để áp chế âm hỏa vì thế mà có chút không ổn sư phụ tôi tôi thật sự không ám toán cô âm thanh suy yếu của ninh khiết lại vang lên một sợi tơ màu đen đột nhiên bắn ra từ trong màn lụa, sợi tơ cuốn lấy ninh khiết rồi kéo vào bên trong. Khoảnh khắc này ninh khiết thấy được dung mạo sư phụ của nàng, là một gương mặt tuyệt diễm nhân gian, lạnh lùng như băng. Một giây sau ninh khiết đã cảm thấy hàng loạt khí thức lạnh băng truyền vào cơ thể mình, ninh khiết chỉ cảm thấy cơ thể đông cứng, ngay sau đó đã mất đi chi giác. Vài phút sau Tống Ngọc Mị trong màn lụa nói, dù cô có ám toán ta hay không, ta cũng chỉ có thể hy sinh cô, Tống Ngọc Mỹ Thu Ninh Khiết làm đồ đệ cũng chỉ vì lần đầu tiên phát hiện trên thế giới này xuất hiện người có linh khí, nhưng nàng thật sự không có chút cảm tình gì với vị đệ tử này, chẳng qua chỉ lợi dụng mà thôi. Tất nhiên trước đây nàng không muốn Ninh Khiết vì mình mà chết, cũng vì như thế mà mỗi lần chỉ chuyển một ít âm hỏa sang người Ninh Khiết mà thôi, vì vậy Ninh Khiết sẽ không phải chết. Nhưng bây giờ là tình thế nguy cấp, Tống Ngọc Mỹ bắt buộc phải có sự lựa chọn, nàng cần phải chuyển rời tất cả âm hỏa mới có thể kịp thời ngăn chặn luồng khí tức nóng bỏng kia. Trước đó vì ngăn chặn khí tức nóng bỏng mà nàng hao tốn rất nhiều công lực, vì vậy nàng quyết định hy sinh ninh khiết. Khoảnh khắc này Tống Ngọc Mỹ truyền tất cả âm hỏa sang người ninh khiết, mà ninh khiết cũng không có bất ngờ gì xảy ra, chỉ sau khoảnh khắc đã đóng băng. Sau khi không còn bị âm hỏa quấy rối thì Tống Ngọc Mỹ nhanh chóng áp chế được luồng khí tức nóng bỏng trong người. Di Mỹ, cô không sao chứ? Đại tiểu thư Tống Ngọc Mị của Tống ra lúc này dùng giọng lo lắng hỏi, lúc này cách xưng hô của nàng và Tống Ngọc Mị trong màn đã có chút thay đổi. Không có gì, chỉ bị hạ thiên ám toán mà thôi. Tống Ngọc Mị trong màn lụa có chút phẫn nộ, đối với nàng thì điều này quá nhục nhã, nàng không ngờ lại bị một kẻ phàm nhân ám toán. Bây giờ trong đầu nàng có một ý nghĩ mãnh liệt, đó chính là lập tức đi tìm hạ thiên, sau đó nghiền nát đối phương thành cho. Không, không thể giết hắn, ta phải làm cho tiểu tử kia sống không bằng chết, ta muốn tra tấn hắn. Tống Ngọc Mị oán giận thầm nghĩ, nàng dù thế nào cũng không quên được tiểu tử kia, tên khốn dám sờ mó khắp người nàng, dù chỉ cách một lớp quần áo, nhưng điều này làm nàng khó tiếp nhận, hơn nữa tên khốn kia còn hôn nàng. Tống Ngọc Mị trong màn lụa chợt vươn người đứng lên, nàng lặng lẽ đứng trên đất, đứng thẳng. Di Mị, đã khỏe rồi sao? Tống Ngọc Mị mặc váy trắng dùng giọng vui sướng nói khá rồi. Tống Ngọc Mị khẽ gật đầu, sau đó nàng hô lên: người đâu, tiểu thư, ngài có gì phân phó? Một âm thanh cung kính từ ngoài cửa truyền vào. Chuẩn bị một chút, ta muốn đi huyện Mộc Dương. Tống Ngọc Mị mặc hắc y lạnh lùng nói: vâng, tiểu thư. Người bên ngoài lên tiếng, sau đó lặng lẽ lui ra. Tống Ngọc Mị quần trắng chợt kinh ngạc, nàng vội vàng hỏi một câu: gì mị bây giờ muốn đi tìm Hạ Thiên sao? đúng vậy bây giờ ta muốn đi tìm hắn ta không tra tấn hắn thì khó thể phát tiết mối hận trong lòng tống ngọc mị mặc hắc y cắn răng nói nàng chưa từng hận một người bây giờ hạ thiên là kẻ mà nàng hận nhất trên đời này còn tôi tống ngọc mị váy trắng nói tôi có phải đi theo không không cần tống ngọc mị hắc y thản nhiên nói cô cứ ở đây tu luyện cho tốt chúng ta muốn đối phó cũng không phải chỉ có hạ thiên còn có nguyệt thanh nhã Cô ta thì sao? Tống Ngọc Mỹ váy trắng chỉ vào Ninh Khiết. Tìm nơi an táng, ủa? Tống Ngọc Mỹ hắc y chờ kêu lên kinh ngạc, sau đó nàng lóe người đến bên cạnh Ninh Khiết, cuối cùng cúi đầu kiểm tra. Cô ta còn chưa chết sao? Tống Ngọc Mỹ hắc y tương rằng Ninh Khiết đã phải chết, nhưng nàng vừa nghe thấy nhịp tim rất yếu của đối phương, cẩn thận suy xét lại thì nàng thấy Ninh Khiết quả nhiên chưa chết. Tuy lúc này nhịp tim cực kỳ chậm, lâu lâu mới đập một lần, nhưng nàng thật sự còn sống gì mị có cứu cô ta không tống ngọc mị quần trắng khẽ hỏi tống ngọc mị hắc y chờ trầm ngâm một lát sau đó nàng lắc đầu tình huống rất kỳ quái ta và cô đều không cứu được cứ để như vậy sao tống ngọc mị váy trắng có chút bất an nàng đã từng ghen ghét ninh khiết nhưng bây giờ thấy đối phương như vậy thì sinh ra lòng trắc ẩn ta sẽ đưa cô ta đi tống ngọc mị hắc y thản nhiên nói khoảnh khắc này nàng đã có một kế hoạch tốt kế hoạch tuyệt hảo để tra tấn Hạ Thiên. chương 994, bị sờ sạch. Sáng sớm, ông xã, điện thoại kia, ông xã, điện thoại kia. Âm thanh dễ thương động lòng người vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh, một bàn tay tuyết trắng thỏ từ trong chăn ra lục lọi trên tủ đầu giường một lúc, cuối cùng tìm được chiếc điện thoại phát ra âm thanh. Nàng đưa điện thoại cho người đàn ông ở bên cạnh, đồng thời dùng giọng lười biếng nói. Chồng, điện thoại của cậu. Chị Vân Thanh, ai mà sáng sớm đã điện thoại rồi. Hạ Thiên ngáp một cái, hắn vẫn còn muốn ngủ. Tôi nào biết, tôi không xem. Vân Thanh khẽ nũng nịu. Cậu mau nhận máy, nếu không chút nữa người ta lại gọi đến. Hạ Thiên cuối cùng cũng lưu luyến chuyển bàn tay ra khỏi đỉnh núi của Vân Thanh để nhận điện thoại. Hắn nhìn màn hình và phát hiện tiểu yêu tinh gọi đến, vì vậy nhận máy ngay. Chồng, sao anh nhận máy lâu vậy, em rất buồn ngủ. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói phàn nàn của tiểu yêu tinh, đối với một người dùng đa số thời gian ban đêm để điên đảo trên máy tính thì hừng đông chính là thời gian nàng đi ngủ. Em muốn thì cứ đi ngủ, tỉnh ngủ điện thoại cho anh cũng được. Hạ thiên có chút mất hứng, tiểu yêu tinh này cả ngày chỉ biết ngủ, nếu ngủ thành tiểu chư thì không hay. Không phải người ta vì có chuyện muốn nói với anh sao? Tiểu yêu tinh lầm bầm. Em luôn cố gắng tìm dịch chi ngôn kia cho anh, người này đã từng nhiều lần liên lạc qua email với tưởng hiểu di nhưng mỗi lần đều chỉ xài hộp thư tạm thời nếu muốn tìm ra thân phận chân thật của đối phương là rất khó nhưng em vẫn điều tra được vài thứ em đã kiểm tra được tên ngốc kia là ai chứ hạ thiên vội vàng nói chồng còn chưa nhưng em căn cứ vào phân tích của mình và đám địa chỉ ip đăng ký mail tuy mỗi lần dùng ip đăng ký và đăng nhập đều khác nhau hơn nữa căn bản đều sử dụng dịch vụ công cộng không thể nào xác định địa chỉ chính xác, nhưng nếu gom lại thì thấy đều cùng một thành phố." Tiểu Yêu tinh nhanh chóng nói. "Còn nữa, em cũng truy tìm được vài địa điểm hoạt động của Tưởng Hiểu Di, em phát hiện cô gái này rất thường đến thành phố này, vì vậy em dự đoán dịch chi ngôn ở chỗ đó." Một thành phố quá lớn, sao tìm ra được? Hạ Thiên có hơi thất vọng, bây giờ mỗi thành phố đều vài triệu dân, muốn tìm được một người còn khó hơn mò kim đáy bể. "Trông không phải người ta đã cố gắng lắm rồi sao? Tiểu Yêu Tinh có chút uất ức. Hơn nữa sau này có thể thu hẹp phạm vi tìm kiếm, tên dịch chi ngôn này ẩn dấu quá tốt, em cũng đang nghi ngờ có kẻ như vậy hay không. Được rồi, em nói cho anh biết tên khốn kia ở thành phố nào. Hạ Thiên Thuận miệng hỏi một câu. Đợi đến khi anh rảnh thì có thể sang xem, thuận tiện xem có thể chụp được tên ngốc kia hay không. Đó là thành phố Cảng Thành, cách chỗ anh rất xa là một thành phố duyên hải, khá gần Hong Kong. Tiểu yêu tinh ngáp một cái. Chồng, trước tiên em đi ngủ cái đã, đợi đến khi tỉnh ngủ sẽ tiếp tục tìm cho anh. Tiểu yêu tinh xem ra đang rất buồn ngủ, nàng nói xong thì cúp điện thoại. Hạ thiên tiện tay ném điện thoại sang một bên, sau đó bàn tay của hắn lại quay về bao phủ lên bộ vị cao ngất của Vân Thanh. Chị Vân Thanh, chúng ta tiếp tục ngủ. Vân Thanh không nói gì, nàng lại cuộn mình trong chăn, vì nàng có thói quen hay dùng tư thế như vậy để ngủ trong lòng Hạ Thiên, dù bộ vị mẫn cảm nào đó đang bị nắm giữ nhưng nàng vẫn tiến vào mộng đẹp. Lúc này hai người ngủ đến trưa mới thức dậy, lúc này Thạch Trường Canh và Thạch Thuần còn chưa về nhà, vì vậy Vân Thanh và Hạ Thiên quyết định ra ngoài dùng cơm. Chúng ta đến Quý Tân Tử ra dùng cơm. Vân Thanh đề nghị. Được. Hạ Thiên không có ý kiến gì với vấn đề này, hơn nữa chỗ kia hương vị cũng không tệ, hắn cũng rất thích không cần chạy xe, đi bộ qua, vì cách không xa. Vân Thanh gần đây rất ít khi lái xe ra khỏi cửa, vì huyện Mộc Dương quả thật không lớn, hơn nữa bây giờ thể chất của nàng đã được cải tạo, thể lực cũng rất tốt, nàng thấy lái xe không bằng đi bộ cho khỏe người. Hạ Thiên tất nhiên không có ý kiến gì về vấn đề này, hắn càng thích đi bộ hơn. Hai người nắm tay nhau đi về phía nhà hàng Quý Tân Tử ra, đột nhiên Vân Thanh ổ lên. Này, chồng, bên kia hình như có người đánh nhau hạ thiên nhìn thoáng qua rồi nói không phải đánh nhau là một tên đáng thương bị người ta đánh quả thật không phải là đánh nhau bốn năm tên đang vây đánh một người tên đáng thương cũng đã ngã xuống đất chỉ biết ôm đầu để mặc cho đối phương đấm đá tuy người này đáng thương nhưng thật sự lại quá rắn bị đánh thê thảm nhưng không mở miệng cầu xin tha thứ cũng không hô cứu mạng này các người mau dừng tay vân thanh cuối cùng cũng không nhịn được mà hô lớn đừng xen vào chuyện người khác không liên quan đến mình thì phắn đi. Đừng làm phiền các anh chứ cưng. Vài tên này có vẻ rất hung ác, bọn họ nổi giận quát mắng Vân Thanh. Vân Thanh chợt nổi giận, sau đó nàng xông lên tung vài đấm vài đá đánh gục tất cả đám người kia. Sau khi đánh xong thì nàng tự trách mình, xem ra gần mực thì đen, nàng ngủ với một kẻ như Hạ Thiên, càng ngày càng bạo lực hơn. Đám kia thấy tình huống không đúng thì vội vàng đứng lên và chạy mất biệt, Vân Thanh cũng không chạy theo, dù sao đây cũng không phải chuyện của nàng, chẳng qua nàng cảm thấy ngứa mắt mà thôi. Cám, cám ơn. Tên xui xẻo cuối cùng cũng gian nan bỏ lên, mặt mũi hắn bầm dập, khóe miệng có vệt máu. Là cậu. Vân Thanh có chút kinh ngạc, nàng biết đối phương, vì tên này vài ngày trước thiếu chút nữa đã hút vào xe nàng, sau đó lại ồn ào với một người phụ nữ trên quảng trường, người phụ nữ kia gọi người này là Vô Tiêu. Vô Tiêu lúc này cũng nhận ra Vân Thanh, dù sao nàng cũng quá đẹp hơn nữa còn có tình cảnh thiếu chút nữa đã tông xe, ấn tượng của hắn với nàng là rất sâu. Chị Vân Thanh, chúng ta đi thôi, đừng để ý đến tên đáng thương này, vợ bị cướp, bây giờ còn bị đánh. Hạ Thiên kéo Vân Thanh bước đi, hắn không có tâm tình quan tâm đến một kẻ đáng thương như vậy. Cậu báo cảnh sát đi. Vân Thanh hảo cảm nói một câu với vô tiêu, sau đó nàng đưa danh thiếp cho hắn. Cậu đưa danh thiếp của tôi cho cảnh sát xem, bọn họ sẽ giúp cậu cảm ơn vũ tiêu nhận danh thiếp rồi dùng ánh mắt cảm kích nhìn vân thanh vân thanh thật sự không làm gì nữa nàng đi theo hạ thiên nàng không quen biết vũ tiêu chẳng qua chỉ thấy hắn đáng thương mà thôi vì vậy mới có chút đồng tình lại thuận tiện trợ giúp xem như tiện tay mà thôi hạ thiên và vân thanh còn chưa ăn cơm xong thì thạch thuần đã điện thoại đến tiểu nha đầu này đã về nhà sau đó tìm chị giống như về nhà tìm mẹ nếu dựa theo tuổi thọ thì rõ ràng hai người có thể là mẹ con, vì dựa theo lẽ thường, phụ nữ hơn 30 có một con 9 tuổi cũng không có gì kỳ quái. Thực tế Vân Thanh và Thạch Thuần ra cửa sẽ có nhiều người ngộ nhận đó là mẹ con. Ăn một bữa cơm mà Thạch Thuần điện thoại đến 3 lần, Vân Thanh không có biện pháp đành phải ăn nhanh rồi quay về Thạch ra, mà Hạ Thiên không muốn đi với nhà đầu Thạch Thuần, vì vậy hắn quay về khách sạn Đông Thăng. Khi vừa về tới gian phòng của Kiều Tiểu Kiều thì Hạ Thiên thấy Kiều Phượng Nhi đang thở phì phò nhìn mình, Hạ Thiên cũng không để Kiều Phượng Nhi mở miệng, hắn nói: "Này, đừng trừng mắt nhìn tôi, tôi biết rõ cô muốn tôi xoa ngực, đi thôi, tôi giúp cô là được." Kiều Phượng Nhi rất muốn tát chết Hạ Thiên, nhưng cuối cùng nàng cũng không làm gì mà lặng lẽ đi đến gian phòng đối diện, cởi áo trên, nằm lên giường. Sau đó nàng tiếp tục thầm mắng Hạ Thiên, nàng cảm thấy mình giống như phi tử trong hoàng cung chờ sủng hạnh. Đúng là quá mất mặt. Khi Hạ Thiên xoa bóp bộ ngực của Kiều Phượng Nhi 10 phút, nàng thật sự giống như bị sủng hạnh, mặt đỏ tía tai, tim đập rộn lên, cơ thể còn sinh ra cảm giác lâng lâng. Điều này làm nàng cảm thấy cực kỳ dọa người, vì bây giờ nàng phát hiện dù mình có thầm mắng cũng khó thoát khỏi ảnh hưởng, điều làm nàng xấu hổ đã xảy ra, nàng rất hưởng thụ cảm giác này. Bây giờ trong cơ thể nàng vẫn còn lại tư vị rất tốt, thân thể không còn chút khí lực, nửa ngày sau vẫn chưa có sức ngồi lên mặt áo. Hạ Thiên, tôi ghét anh, Đại Lưu Manh. Vài phút sau Kiều Phượng Nhi mới khôi phục lại được chút sức lực, nàng bắt đầu mắng Hạ Thiên. Bây giờ nàng cũng chẳng biết ngày mai có nên tìm Hạ Thiên xoa bóp ngực nữa không, nếu tiếp tục thì nàng sợ rằng mình sẽ hoàn toàn rơi vào tay giặc, nếu không, để hắn sờ thêm vài lần sẽ bị sờ sạch sao? Kiều Phượng Nhi rất muốn khóc nhưng Hạ Thiên ở phòng đối diện lại rất vui vẻ, tất nhiên không phải vui vẻ vì mát xa cho Kiều Phượng Nhi. Hắn biết được bọn họ muốn có được quyền khai phá Thanh Phong Sơn là không có vấn đề. "Chồng, lần trước em đã nói với anh, còn hai nhà khác, có một nhà đã rút lui, chỉ còn lại một công ty khai phá du lịch mà thôi. Lúc này em đang bàn với bọn họ, vì bọn họ không có đủ tài chính, cũng động tâm với việc chúng ta thu mua, hơn nữa bí thư huyện ủy Triệu Minh Siêu đã nói sẽ giúp chúng ta, vì vậy nếu xét từ phương diện nào thì quyền khai phá sẽ lọt vào tay chúng ta." bây giờ vấn đề chủ yếu chính là cần thương lượng nội dung cụ thể của hiệp nghị nhưng em tin trước tế nguyên đán có thể làm xong kiều tiểu kiều khẽ giới thiệu với hạ thiên nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì chúng ta chỉ ở lại vài nữa mà thôi kiều tiểu kiều hơi dừng lại rồi nói chồng anh xác định không đến tìm chị nguyệt sao vẫn nên đợi xem thế nào anh cảm thấy mình đã sắp luyện thành nghịch thiên đệ ngũ trâm hạ thiên trả lời đúng lúc bên ngoài có người gõ cửa Chương 995, Tống Ngọc mị lặng lẽ tiến đến. Em ra mở cửa. Kiều Hoàng nhi còn ở trong phòng, nàng nói một tiếng rồi đi ra mở cửa. Kiều Hoàng nhi kéo cửa phòng và chợt sững sờ, ngoài cửa không có người, sự mẫn cảm nghề nghiệp lập tức làm nàng đề cao cảnh giác, nàng vô thức lui về phía sau rồi nói một câu. Kiều tiểu thư chú ý. Kiều Hoàng nhi vừa dứt lời đã hô lên kinh hoàng. Sao vậy? Hạ Thiên lóe người đi đến, hắn dùng giọng kỳ quái hỏi. Kiều Hoàng Nhi chỉ vào mặt đất, thực tế lúc này Hạ Thiên cũng thấy một người phụ nữ đang nằm trên mặt đất, là một người không thể lên tiếng, nhưng nếu nhìn làn da thì có vẻ vẫn còn sống, dù có chút tái nhợt nhưng vẫn có thể thấy chút huyết sắc. Không xong, phiền phức lớn. Vẻ mặt Hạ Thiên cuối cùng cũng biến đổi, vì hắn liếc mắt đã nhìn ra người phụ nữ hôn mê trên mặt đất chính là Ninh Khiết. Hạ Thiên ngồi xổm xuống nhanh chóng kiểm tra tình huống của Ninh Khiết, sau đó hướng bế nàng lên lóe người tiến vào phòng nhưng hắn không đặt ninh khiết lên giường mà quay sang dùng giọng lo lắng nói với kiều tiểu kiều vợ tống ngọc mỹ kia rất lợi hại sợ rằng chị ta đã đến đây rồi anh phải rời khỏi chỗ này ngay nếu phát hiện anh chưa về thì cũng nên rời khỏi đây đừng tìm người hỗ trợ nếu bây giờ anh đánh không lại chị ta dù là ai trong các em cũng không phải là đối thủ cái gì sao chị ta có thể đến đây được kiều tiểu kiều cũng chấn động tin tức này thật sự quá bất ngờ Chị ta cho Ninh Khiết đến lừa anh, muốn anh gián tiếp chữa hết bệnh cho chị ta, vì vậy anh động tay chân lên người Ninh Khiết, định gián tiếp làm cho chị ta khốn khổ, nhưng bây giờ xem ra chị ta quyết định dùng Ninh Khiết làm vật hy sinh, chị ta đưa Ninh Khiết đến đây, tám phần đã phát hiện ra vấn đề. Hạ Thiên nhanh chóng nói, lúc này hắn cực kỳ căng thẳng, trên đời này kẻ mà hắn cảm thấy mình chưa thể chiến thắng chính là Tống Ngọc Nghị, sự xuất hiện của nàng không phải chuyện gì tốt với hắn. Hạ Thiên không đợi Kiều Tiểu Kiều trả lời mà nói ngay. Tóm lại vợ đừng nên quan tâm đến chuyện này, chị mau chóng điện thoại cho chị Mộng, sau đó nhanh chóng bỏ đi, anh sẽ dẫn dắt chị ta đi, nếu không sẽ liên lụy đến các em. "Chồng, còn anh thì sao?" Kiều Tiểu Kiều cực kỳ lo lắng. "Em, em có nên tìm sự trợ giúp từ chị Nguyệt không?" "Vợ, đừng nên đi tìm thần tiên tỷ tỷ, em đừng lo cho anh, bây giờ anh không đánh lại chị ta." nhưng dù không đánh lại thì anh vẫn không sao vì nếu anh chết chính chị ta cũng không sống được tóm lại anh sẽ không việc gì hạ thiên nhanh chóng giải thích một câu sau đó hắn ôm ninh khiết lóe người đi ra chỉ để lại cho kiều tiểu kiều ba chữ anh đi đây hạ thiên không dám ở lại lâu hắn ôm ninh khiết nhanh chóng xuống lầu sau đó chạy ra cổng khách sạn đông thăng cuối cùng dừng lại một phút rồi tiếp tục ôm ninh khiết chạy vội Lần đầu tiên Ninh Khiết đến chữa bệnh thì Hạ Thiên đã đoán ra âm hỏa đó chính là của Tống Ngọc Mị kia chuyển rời sang, dù hắn biết Ninh Khiết cùng tu luyện tâm pháp quái dị giống như Tống Ngọc Mị, nhưng thời gian tu luyện của Ninh Khiết quá ngắn, chưa đủ để có nhiều âm hỏa như vậy, có một chút đã được hắn chữa cho nàng từ lâu. Ngày hôm qua khi Ninh Khiết xuất hiện trước mặt, hơn nữa lại gặp tình cảnh âm hỏa bùng lên, Hạ Thiên đã hoàn toàn xác định Tống Ngọc Mị dùng phương pháp chuyển rời âm hỏa để bắt mình gián tiếp chữa bệnh cho mình. Vì vậy hắn suy tư một phen, cuối cùng quyết định động tay động chân lên người Ninh Khiết, dùng băng hỏa linh khí tinh thuần tạo nên một cạm bẫy. Đáng lý ra dựa theo kế hoạch thì khi Tống Ngọc Mị lại chuyển rời âm hỏa lên người Ninh Khiết sẽ làm cho băng hỏa linh khí chuyển sang, sẽ phóng vào người Tống Ngọc Mị, sau đó tất cả nổ tung, phát động thế công trong kinh mạch của nàng. Như vậy ít nhất cũng có thể làm nàng trọng thương, làm thương thế của nàng trở nên nặng nề hơn. Hạ Thiên cảm thấy kế hoạch như vậy là tương đối tốt. Sau lần trước Tống Ngọc Mỹ bị hắn ám toán thì một thời gian khá lâu không mang đến phiền toái cho hắn, rõ ràng tám phần là thân thể có vấn đề. Lần này nếu hắn ám toán thành công, như vậy nhất định sẽ có vài tháng an nhàn, vì thế mà hắn sẽ có thời gian học được nghịch thiên đệ ngũ châm, sau đó sẽ quay về Thanh Phong Sơn chữa được bệnh cho thần tiên tỷ tỷ. Đợi đến khi hắn chữa hết bệnh cho thần tiên tỷ tỷ, dù thương thế của Tống Ngọc Mỹ có tốt lên thì hắn cũng không cần lo lắng hắn và thần tiên tỷ tỷ liên thủ thì nhất định sẽ có thể đơn giản chiến thắng Tống Ngọc Mị, khi đó hắn sẽ tha hồ đưa thần tiên tỷ tỷ đến thủ đô chơi đùa. Nhưng khi Hạ Thiên thấy Ninh Khiết hô mê bất tỉnh, hơn nữa thân thể còn lạnh hơn băng, điều này làm hắn phát hiện mình tính sai một chuyện, hắn không ngờ Tống Ngọc Mị kia hy sinh cả đệ tử của mình. Hắn đã xem xét tình huống của Ninh Khiết, hắn biết Tống Ngọc Mị đã chuyển rời tất cả âm hỏa sang cho Ninh Khiết, mà Ninh Khiết còn sống cũng phải cảm tạ hắn. Dựa theo tình huống bình thường thì Ninh Khiết đã trực tiếp bị âm hỏa đông cứng lại mà chết, nhưng băng hỏa linh khí được thiết lập trong người lại cứu nàng một mạc, vì bên trong vẫn còn sót lại chút băng hỏa linh khí, mà chút linh khí đó lại bảo vệ trái tim của nàng. Tuy bây giờ nàng bất tỉnh nhưng vẫn không lập tức chết đi, nếu nói theo lý luận thì nàng có thể sẽ hôn mê cả đời. Hạ thiên ôm Ninh Khiết chạy vội trên đường, dù đối với người thường thì tốc độ của hắn là quá nhanh, nhưng đối với hắn thì tốc độ đó là rất chậm mãi đến khi hắn chạy cách thị trấn vài km và tìm được một bãi đất hoang phế hắn mới dừng lại đây là một vùng hoang vắng trên cơ bản không có ai đi qua vì vậy dù làm gì ở đây thì căn bản không có ai chú ý tất nhiên hạ thiên sẽ không vì vậy mà lựa chọn chỗ này hắn cảm thấy nơi này cách huyện mộc dương đã khá xa hắn và tống ngọc mỹ kia có thể đánh một trận ở đây hạ thiên nhìn bốn phía hắn chưa thấy tống ngọc mỹ cũng không thấy ai đuổi theo vì vậy mà trong lòng có chút buồn bực chẳng lẽ người phụ nữ kia không đến, chỉ phái thủ hạ đưa Ninh Khiết đến. Nhưng nếu nói theo lý thì người phụ nữ kia sẽ không hảo tâm như vậy. Hạ Thiên đặt Ninh Khiết xuống đất rồi hét lớn. "Này, Tống Ngọc Nghị ngược lớn, rốt cuộc cô có ra không? Mau lăn ra đây, chúng ta phải đánh một trận, tôi muốn xử lý cô." Hạ Thiên vừa dứt lời thì cảm thấy một luồng khí tức nguy hiểm ép đến, một giây sau hắn thấy hai sợi tơ hắc sắc phóng về phía mình với tốc độ siêu tốc người phụ nữ này rõ ràng thích khen, mới nói ngực lớn đã xuất hiện rồi. Hạ Thiên lầm bầm nói một câu, ngực của Tống Ngọc Mị này quả thật là rất lớn, thậm chí còn lớn hơn cả cảnh sát tỷ tỷ và kiều phượng nhi. Nhưng ngực của nàng dù lớn lại không quá khoa trương, nhìn qua cảm thấy rất đẹp, điều này mạnh hơn nhiều so với kiều phượng nhi. Khi Hạ Thiên mở miệng lầm bầm thì sợi tơ hắc sắc đã lập tức đến ngay trước mặt, hắn nhanh chóng lui về phía sau vài bước rồi vung tay chụp lấy. Tuy tốc độ của sợi tơ hắc sắc này là rất nhanh nhưng tốc độ của Hạ Thiên cũng không chậm, ra tay lại tương đối chuẩn xác, hắn thuận lợi chụp lấy sợi tơ. Đúng lúc này sợi tơ đã run lên, một luồng lực lượng khổng lồ phóng đến. Á! À, Hạ Thiên kêu lên một tiếng đau đớn, bàn tay đau nhức, kết quả giống như lần đầu tiên hắn giao thủ với Tống Ngọc Mị, bàn tay lại bị sợi tơ đánh văng. Có vẻ không ổn, công lực của người phụ nữ này đã mạnh thêm. Hạ Thiên thầm nghĩ một câu, lúc này hắn đã hiểu ra, Tống Ngọc Mị quả nhiên có công lực cực mạnh. Dù khoảng thời gian này hắn có nghịch thiên đệ tứ châm và tẩy tủy cho rất nhiều người, công lực tăng tiến rất mạnh, nhưng hắn vẫn không thể so với Tống Ngọc nghị Sợi tơ hắc sắc không tiếp tục công kích về phía Hạ Thiên Ma đột nhiên biến mất, ngay sau đó hắn thấy một bóng đen lóe lên, một người phụ nữ hắc y làm cho hắn ấn tượng rất sâu chợt xuất hiện, nàng hiện ra cách hắn chưa đến 10 mét. Người phụ nữ này có dáng người cao gầy, hai chân cực kỳ thon dài, vòng eo nhỏ xíu, bộ ngực hùng vĩ, đường cong gần như yêu dị. Nàng mặc một bộ quần áo màu đen, có vẻ rất mê người, chỉ cần nhìn thân hình của nàng cũng đủ làm cho bất kỳ đàn ông nào phải phát hỏa, nhưng những sợi tơ uốn éo trên người lại làm nàng cực phai quỷ dị, cặp mắt xinh đẹp lóe lên cái nhìn lạnh băng cũng làm cho lửa dục của đàn ông bị dập tắt ngay tức khắc. Người phụ nữ này chính là người duy nhất đánh bại Hạ Thiên sau khi xuống núi, cũng là đối thủ mà Hạ Thiên cực kỳ kiêng kỵ càng là người phụ nữ hắn không đám đơn giản động vào, nàng chính là Tống Ngọc Mị, là Tống Ngọc Mị có năng lực cực mạnh mà bị Hạ Thiên nhận định là kẻ địch của thần tiên tỷ tỷ. Hạ Thiên, ta đã nói rồi, ta sẽ giày vò cho ngươi sống dở chết dở. Giọng điệu của Tống Ngọc Mị lạnh như băng, trong mắt mang theo hận ý khủng bố. Này, không phải tôi chỉ sờ cô vài cái thôi sao? Sao cô và đệ tử giống nhau như vậy? Ai cũng nhỏ mọn, làm kẻ hẹp hòi làm gì có tương lai, Đệ tử của cô nhỏ mọn như vậy mới bị thế này, cô cũng đừng quá nhỏ mọn, sau này sẽ có kết cục như đệ tử bây giờ." Hạ Thiên lười biếng nói, hắn biết rõ Tống Ngọc Mị hận vì mình đã sờ khắp người, nhưng hắn lại kích thích nàng. Thật ra lần trước mới đánh mông cô 99 lần, còn chưa đủ trăm, tôi sẽ đánh thêm một cái nữa cho đủ." Câm mồm. Tống Ngọc Mị quả nhiên tức giận đến mức phát run, nàng quát lên một tiếng rồi đánh về phía Hạ Thiên. Chương 996, lại bại vì sao lần này cô không tức giận ói máu? Hạ Thiên có hơi thất vọng, hắn nhớ lần trước Tống Ngọc Mỹ bị hắn sờ vài cái thì tức giận ói máu, lần này hắn cũng định chọc cho nàng tức giận ói máu, nào ngờ nàng tức giận nhưng không ói máu. Một bàn tay trong suốt chợt xuất hiện, Tống Ngọc Mỹ nhanh chóng vỗ vào ngực Hạ Thiên. Lúc này Hạ Thiên cũng vỗ một trường lên tiếp đón, nhìn có vẻ bất đắc dĩ nhưng thực tế lại được hắn vận sắc chờ phát động, tất cả công lực đều tập trung trên bàn tay. Ầm uhm hai bàn tay va vào nhau phát ra tiếng nổ dữ dội dòng khí lan tràn bốn phía giống như có một vụ nổ lớn á à, hạ thiên lui về phía sau vài bước gương mặt đỏ sẫm sau đó há miệng phun ra một ngụm máu tươi tống ngọc mị thì vẫn đứng ngay tại chỗ không nhúc nhích nhìn qua không có bất kỳ điều gì bất thường không thể nghi ngờ hạ thiên và tống ngọc mị vẫn có tranh lệch quá lớn nhưng điều kỳ quái chính là tống ngọc mị cũng đứng yên nàng không tiếp tục phát động công kích cũng không nhúc nhích nay tôi còn nghĩ sao cô lợi hại nhưng đừng giả vờ nhé tôi biết rõ cô cũng bị thương hạ thiên dùng ánh mắt không vui nhìn tống ngọc mỹ cô có máu thì cứ nhổ ra đây cũng không còn ai khác tôi cũng không phải loại lắm lời thích đi bôi xấu khắp nơi tống ngọc mỹ vẫn không nói lời nào ánh mắt nàng nhìn về phía hạ thiên càng lạnh lẽo hơn cô không nói lời nào thì coi như ói máu đấy nhé tôi biết trong người cô bị thương chẳng qua cô chặn lại vì vậy tôi mới cố ý đến liều mạng với cô bây giờ cô không áp chế nổi và phát tác rồi sao hạ thiên ra vẻ đắc ý cô cứ thừa nhận đi đừng nghĩ rằng lợi hại hơn tôi được một chút thì ngon nhé nhưng dù thế nào cô cũng không phải là đối thủ của tôi bây giờ chẳng có ai có thể chứa tốt cho cô ngoài tôi vì vậy nếu tôi chết đi cô chắc chắn cũng toi đời tống ngọc mị vẫn không nói lời nào lúc này hạ thiên lấy ra hai cây ngân chậm hắn chậm rãi đi về phía tống ngọc mị và nói này tôi là người tốt có muốn tôi chữa bệnh giúp không? Tôi đảm bảo lần này sẽ chữa tốt cho cô, sẽ không giống như lần trước, cũng không sờ khắp người cô, cũng không đánh mông, dù đánh cũng không phải 99 cái, chỉ đánh một. Tâm miệng, phụt. Tống Ngọc Mỹ đột nhiên quát lên chói tai, sau đó nàng há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Đúng lúc này vẻ vui cười của Hạ Thiên lập tức biến mất, hai cây châm trên tay hắn đột nhiên chĩa về phía Tống Ngọc Mỹ, hai tay liên tục đánh ra, bóng trưởng bao quanh người Tống Ngọc Mỹ. Hắn lợi dụng cơ hội hiếm có này để phát động thế tấn công về phía Tống Ngọc Mị. Hạ Thiên đã biết với võ công của mình bây giờ hoàn toàn không phải là đối thủ của Tống Ngọc Mị, nhưng hắn biết rõ nàng có nhược điểm, vì băng hỏa linh khí hắn giấu trên người Ninh Khiết vẫn còn đang phá hoại trong người Tống Ngọc Mị, nàng không thể không phân ra chút công lực để áp chế băng hỏa linh khí. Vì vậy vừa rồi hắn dùng hết toàn lực liều mạng với Tống Ngọc Mị, dù hắn bị thương nhưng Tống Ngọc Mị lại bị băng hỏa linh khí tấn công, cũng bị thương không nhẹ. Ban đầu Hạ Thiên ở thủ đô dùng ngân châm chế trụ Tống Ngọc Mị, điều này chẳng qua hắn bất mãn vì sự uy hiếp của nàng, vì vậy quyết định sàm sỡ cho biết tay, không những hôn, hắn còn sờ khắp toàn thân nàng, sau đó còn đánh mạnh vào mông. Hắn biết nàng rất cao ngạo giống như dù là ai cũng không được động vào người, vì thế sẽ luôn canh cánh trong lòng, cho nên vừa rồi hắn kích thích nàng. Kết quả là nàng thật sự bị hắn kích thích mà ói máu, bây giờ hắn dùng ngân châm kích phát tiềm lực của chính mình, để thăng công lực trong khoảng thời gian ngắn và phát động đòn tấn công cuối cùng về phía Tống Ngọc Mị. Thành bại đều nằm ở đây, nếu hắn vẫn không thắng, như vậy lúc này hắn chẳng thể làm gì được, chỉ còn một lựa chọn duy nhất là bỏ chạy như lần trước. Khoảnh khắc này Hạ Thiên đánh ra vài chục trường, Tống Ngọc Mị lại giống như không kịp phản ứng, nàng cứ đứng đó không nhúc nhích, vì vậy vài chục trường của Hạ Thiên đều không chật mục tiêu. Trong lòng Hạ Thiên bùng lên cảm giác vui sướng, xem ra người phụ nữ này bị hắn đả kích quá thảm, hèn gì tam sư phụ từng nói đôi khi tấn công tâm lý cũng là một đòn hùng mạnh nhưng hạ thiên nhanh chóng phát hiện ra mình vui mừng quá sớm vì hắn đột nhiên ý thức được bàn tay mình không vỗ lên người tống ngọc mị lại vỗ vào một thứ gì đó mềm nhũn hắn nhìn lại và không khỏi ngẩn ngơ người phụ nữ này quả nhiên quá hùng mạnh tống ngọc mị vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích nhưng lúc này những sợi tơ quanh người nàng lại xoay tròn với tốc độ cực nhanh rồi quấn thành một vòng tròn quanh người Nhìn qua giống như một cái kén màu đen, nhưng cái kén này lại xoay với tốc độ cực nhanh. Vài chục trưởng của Hạ Thiên đều vỗ lên chiếc kén xoay tròn này, chân khí khủng bố của hắn làm cho chiếc kén bị nứt toác ra. Không xong, xem ra lại phải chạy. Hạ Thiên có chút buồn bực, hắn thật sự không muốn chạy trốn, nhưng bây giờ hắn không đánh lại người phụ nữ này, hơn nữa vừa rồi đã dùng phương pháp kích thích tiềm lực bản thân, một lúc sau sẽ có di chứng. Nếu bây giờ hắn không chạy thì chút nữa có muốn cũng không thể chạy. Hạ Thiên muốn bỏ chạy, thân thể nhanh chóng lui về phía sau. Đúng lúc này chiếc kén chợt bùng nổ, hơn 10 sợi tơ màu đen tạo thành một cái lưới bắn về phía Hạ Thiên. Đúng lúc này một âm thanh lạnh băng truyền vào trong tai Hạ Thiên. Ngươi dám trốn, ta sẽ giết sạch đám phụ nữ của ngươi. Hạ Thiên nghe được câu nói này thì chợt khựng lại, hơn 10 sợi tơ cũng quấn lấy người hắn chỉ sau nháy mắt hắn đã bị quấn chặt như bánh trưng. Sau đó Hạ Thiên ngã xuống dưới chân Tống Ngọc Nghị. Này, dù sao cô cũng là một người lợi hại, dùng thủ đoạn thấp hèn như vậy mà không biết xấu hổ sao. Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn Tống Ngọc Nghị, trong lòng thầm mắng đối phương vô số lần. Người phụ nữ này rõ ràng dám uy hiếp bằng cách giết vợ hắn, thật sự đáng cười, một ngày nào đó hắn phải cho nàng biết tay, phải cởi sạch, còn phải trừng phạt, cho nàng biết thế nào là hậu quả khi uy hiếp giết vợ hắn. Ngươi là phạm nhân của ta, lại dám khinh nhường ta, còn nhiều lần mở miệng làm nhục ta. Hừ, ta đã nói rồi, sẽ cho ngươi sống dở chết dở, vì vậy cứ yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, ta sẽ để ngươi còn sống, sống để chịu tra tấn. Tống Ngọc Mị dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn từ cao xuống người Hạ Thiên. Vốn ta xem thường những thủ đoạn phàm tục này, nhưng ngươi thích chạy trốn, bản lĩnh lại không tệ ta cũng chỉ phải dùng thủ đoạn này một lần với ngươi, dù sao đối với một phàm nhân hèn hạ như ngươi, có dùng thủ đoạn hèn hạ cũng không sao. Này, cô đừng mở miệng ra là phàm nhân này nọ, chú ý lần sau tôi cởi sạch quần áo ném lên cây. Hạ thiên rất bất mãn, người phụ nữ này xem mình là tiên nữ, ngay cả thần tiên tỷ tỷ còn chưa như vậy nữa là. Câm mồm, Tống Ngọc Mỹ quát lên chói tai cực kỳ tức giận. Hồn đàn ngươi nếu tiếp tục nói ra những lời ô uế, ta sẽ lập tức đi giết con vợ tiểu kiều của ngươi. Tống Ngọc Mị không đợi Hạ Thiên mở miệng mà hừ lạnh một tiếng. Ta biết rõ ngươi rất có bản lĩnh, ngươi có thể biến một người bình thường thành cao thủ, nhưng ta nói cho ngươi biết, dù đám phụ nữ kia có lợi hại, ta muốn giết bọn họ cũng dễ như trở bàn tay. Nếu ngươi muốn bọn họ bình yên vô sự thì tốt nhất nên thành thật trước mặt ta một chút. Này, vậy cô muốn thế nào? Hạ Thiên dùng giọng mất vui nói. Tôi nói cho cô biết, tôi sẽ không nói cho cô biết thần tiên tỷ tỷ đang ở đâu, nếu cô thật sự giết sạch vợ tôi, tôi cũng sẽ giết sạch đám người tống ra. Người có giết sạch tống ra cũng không liên quan gì đến taxi. Tống Ngọc Mị lạnh lùng nói. Nhưng người yên tâm, bây giờ ta không cần biết Nguyệt Thanh Nhã ở đâu, vì ta tin, không bao lâu nữa người sẽ phải cầu xin nói cho ta biết Nguyệt Thanh Nhã ở đâu. Tống Ngọc Mị đột nhiên đá lên người làm hạ thiên bay lên cao hơn 10 thước, sau đó nặng nều xuống đất, điều này làm hắn nhíu mày nhưng không nói một lời, vì hắn không muốn yếu thế trước mặt người phụ nữ này. Con đàn bà chết tiệt, ta nhất định sẽ cởi sạch cô treo lên cây dùng roi ra quất một trận, mỗi ngày sẽ cho 100 cái tét đít. Không đúng, sau đó phải dùng loại khóa tốt nhất giam cô trong vách núi Thanh Phong Sơn. Trong đầu Hạ Thiên có hàng loạt biện pháp trả thù Tống Ngọc Mị, bây giờ hắn cũng không muốn giết Tống Ngọc Mị, vì như vậy sẽ quá tốt rồi. Hạ Thiên, ta nói cho người biết, chuyện giữa hai ta hôm nay không liên quan gì đến nguyệt thanh nhã tên khốn nạn ngươi đám khinh nhường ta đây là ân oán cá nhân ta sẽ không giết ngươi vì vậy sẽ là quá tốt cho ngươi ta sẽ chậm rãi tra tấn ngươi tống ngọc mị dùng giọng lạnh lẽo nói này muốn làm gì thì làm nhanh lên đừng lề mề tôi không sợ tra tấn hạ thiên bất mãn nói còn nữa bây giờ cô tra tấn tôi sau này nhất định phải lại quả vì vậy nếu cô không muốn sau này mình bị tra tấn quá thảm thì bây giờ nên nhẹ tay thôi. Thuận tiện cũng nói cho cô biết, tôi là thần y, tôi không sợ tra tấn, tôi có thể tự chữa cho mình, nếu không có phương pháp tra tấn nào hay thì nên thả tôi ra. Hạ Thiên, đừng quá tưởng bở, một người từng là cường giả và tùy ý ức hiếp kẻ khác bây giờ lại trở nên cực kỳ nhỏ yếu, nếu rơi vào tình cảnh này, người sẽ có cảm nhận gì? Tống Ngọc Mỹ nói ra từng chữ chương 997, ngươi sẽ mất tất cả. Cô nói cô từng có kinh nghiệm như vậy sao? Hạ Thiên lười biếng hỏi. Vậy cô thật sự đáng thương, tôi cũng có chút đồng tình với cô, nhưng tôi chưa từng có kinh nghiệm như vậy, vì thế tôi không biết cảm giác của nó là thế nào. Ta chưa từng có kinh nghiệm này, đời này sẽ không có, nhưng ngươi sẽ lập tức có, cũng sẽ lập tức cảm nhận được. Tống Ngọc Mị dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Hạ Thiên. Ngươi cho rằng mình rất giỏi sao? bây giờ ta cho người biến thành một người bình thường tống ngọc Nghị nói xong thì hành động chỉ thấy bóng người lóe lên và nàng xuất hiện trước mặt hạ thiên nàng đá hắn văng lên đồng thời thu hồi những sợi tơ đang quấn trên người hắn hai ngón tay lại nhanh chóng điểm vài chục cái lên người hạ thiên thật ra nếu cô muốn sờ tôi tôi sẽ không quan tâm cũng sẽ không nhỏ mọn như cô cô không cần dùng phương pháp lén lút để sờ như vậy á à. hạ thiên còn chưa nói dứt lời thì cảm thấy thân thể đau đớn dữ dội không phải Tống Ngọc Mỹ đánh hắn, mà chính hắn ngã trên mặt đất. Đáng lý ra ngã xuống đất cũng không có vấn đề gì, đây cũng không phải lần đầu tiên Hạ Thiên gặp phải, nhưng lần này hắn ngã xuống và cảm thấy cực kỳ đau đớn, rõ ràng rất không bình thường. Hạ Thiên vội vàng dò xét tình huống thân thể của mình, sau đó vẻ mặt hắn trở nên khó coi, Tống Ngọc Mỹ chết tiệt kia đã phong bế công lực của hắn, bây giờ hắn chẳng khác gì một người bình thường. Từ một võ giả hùng mạnh biến thành một người bình thường yếu đuối, có cảm giác gì? Tống Ngọc Mị lạnh lùng hỏi. cảm giác rất tốt, không có gì không bình thường. Hạ Thiên dù trong lòng rất bức bối nhưng biểu hiện lại không có vấn đề. hắn không muốn yếu thế trước mặt người phụ nữ này. phải không? Tống Ngọc Mị hừ lệnh một tiếng. khi người hai bàn tay trắng, khi người tha hương cầu thực, khi người không thể bảo vệ cho người phụ nữ của mình, người sẽ cảm thấy rất tốt sao? người không cần mạnh miệng với ta, người cũng đừng nên nghĩ rằng mình gặp may. Ta nói cho ngươi biết, rất nhanh sẽ có chuyện phát sinh trên người ngươi, đến lúc đó điều ngươi muốn làm nhất là đi tìm chết." Tống Ngọc Mị lại lóe thân đến trước mặt Hạ Thiên, nàng vung tay lấy tất cả đồng hồ, điện thoại, bóp, chứng minh hay các giấy tờ tùy thân khác ra ngoài. Lúc này Hạ Thiên ngoài mặc một bộ quần áo và đeo đôi giày thì không còn bất kỳ thứ gì khác. "Từ bây giờ ngươi sẽ mất đi tất cả, ngươi không tiền, không chứng minh, không điện thoại, thậm chí còn không thể dùng cái tên lúc này." ta mặc kệ sau này ngươi dùng tên gì nhưng từ bây giờ ngươi sẽ không còn là Hạ Thiên Tống Ngọc Mị dùng ánh mắt lạnh lùng như băng nhìn Hạ Thiên ta sẽ đưa ngươi đến một nơi chưa từng đặt chân đến không phải huyện Mộc Dương cũng chẳng phải thành phố Giang Hải lại càng không phải là thủ đô ngươi đến đó bằng hai bàn tay trắng chắc chắn sẽ chịu đủ ức hiếp đến khi đó ngươi sẽ hy vọng mình đâm đầu vào tường mà chết quách đi nhưng ta nói cho ngươi biết đừng hòng làm được như vậy nay Tôi nói cho cô biết, tôi sẽ không tự sát, đó là hành vi nhu nhược. Hạ Thiên bất mãn nói một câu, trong lòng vẫn có chút mê hoặc, người phụ nữ này rốt cuộc muốn làm gì. Vì sao đến bây giờ hắn vẫn chưa hiểu. Ta không cần biết người có phải hạng nhu nhược hay không, ta chỉ nói cho người biết, nếu người dám tự sát, ta sẽ giết sạch tất cả đàn bà của ngươi. nếu người dám liên lạc với người nào, ta sẽ giết người đó, nếu có một người nào đó tìm được ngươi, ta cũng sẽ giết chết cô ta. Tống Ngọc Mị nói ra vài lời lạnh như băng. Nếu không muốn kiều tiểu kiều chết, không muốn nữ cảnh sát lãnh băng băng mà người yêu mến phải chết, không muốn diệp mộng oánh của tập đoàn Thiên Nam chết, còn có Ngọc hàm ở thủ đô và những người khác, ta nói cho người biết, tất cả mọi thứ của người ta đều biết rất rõ. Nếu người muốn các nàng được sống thì phải cắt đứt tất cả liên lạc, không cho phép điện thoại với bất kỳ người nào, cũng không được xin trợ giúp, người chỉ có thể sống trong thành phố mới, trải qua cuộc sống khuất nhục, chậm rãi hưởng thụ sự dày vò, Muốn sống không được, muốn chết không xong. Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp của Tống Ngọc Nghị, khoảnh khắc này hắn hận không thể cho đối phương hai tát. Đáng tiếc bây giờ hắn không còn năng lực như vậy nữa, trong lòng hắn đã sớm mắng chửi Tống Ngọc Nghị vô số lần, nhưng lúc này hắn không dám mắng ra khỏi miệng. Vì hắn thấy người phụ nữ chết tiệt này không phải hạng người chỉ nói suông, nàng thật sự có thể giết chết vợ hắn, mà bây giờ hắn căn bản không có năng lực ngăn cản. Thần Tiên tỷ tỷ nói, đại trưởng phu có được giãn được, tôi là đại trưởng phu, vì vợ mà phải nhịn một chút. Hạ Thiên dù trong lòng cảm thấy tương đối bực bội nhưng lúc này cũng chỉ còn cách tự an ủi mình. Đợi đến khi công lực của hắn khôi phục trở lại, luyện được đệ ngũ châm, hắn có thể tìm người phụ nữ này để báo thù, đến lúc đó hắn nhất định sẽ tra tấn nàng đến chết. Bây giờ ta có thể cho ngươi một lựa chọn cuối cùng, ngươi muốn đến thành phố nào? Tống Ngọc Mị lạnh lùng nói. Đưa đến thủ đô, ở thủ đô có nhiều người muốn tra tấn tôi. Hạ Thiên nhanh chóng nói, nếu không thì đưa tôi về Giang Hải, chỗ đó cũng có rất nhiều người muốn nhìn tôi chết, như vậy cô tha hồ mà cảm thấy thoải mái. Đừng nằm mơ, ta sẽ không đưa ngươi đến đó. Tống Ngọc Mị hừ lạnh một tiếng, tiểu tử chết tiệt này không cầu xin tha thứ, điều này làm nàng thất vọng. Tùy cô đưa tôi đến đâu cũng được, chỉ cần đừng đưa tôi đến Cảng Thành, nơi đó tôi đã đi qua một lần, quá kém hạ thiên thuận miệng nói một câu rất tốt ta sẽ đưa ngươi đến cảng thành tống ngọc mỹ lạnh lùng nói này cô có biết nói lý lẽ không cô vừa bảo sẽ cho tôi tự chọn hạ thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn tống ngọc mỹ ta nói cho ngươi chọn cũng chưa nói sự lựa chọn của ngươi là hữu dụng trong giọng điệu lạnh lùng của tống ngọc mỹ có chút đắc ý sau đó nàng vỗ về phía hạ thiên đây là lần cuối cùng ngươi được ngủ yên ổn đến khi ngươi tỉnh lại thế giới đã hoàn toàn biến đổi. Tống Ngọc Mị vừa dứt lời thì Hạ Thiên đã hôn mê. Một sợi tơ bắn ra cuốn ninh khiết và Hạ Thiên từ trên mặt đất lên, sau đó Tống Ngọc Mị biến mất. Khách sạn Đông Thăng 6 giờ tối Gương mặt xinh đẹp của Kiều Tiểu Kiều tràn đầy sầu lo, nàng còn chưa đi, nhưng nàng cũng không phải đang chờ Hạ Thiên về, nàng điện thoại cho hắn cũng không thông, trực giác nói cho nàng biết chồng đã xảy ra chuyện. Kiều Tiểu Thư, Hạ Thiên anh ấy có phải là... Kiều Hoàng nhi dùng giọng có chút bất an hỏi, Kiều Phượng nhi cũng dùng ánh mắt lo lắng nhìn Kiều Tiểu Kiều. Trước đó tuy nàng không có mặt ở đây, nhưng bây giờ nàng biết Hạ Thiên khả năng đã xảy ra vấn đề. "Phượng nhi, Hoàng nhi, hai em nhớ kỹ, nếu có ai hỏi đến chồng thì cứ nói đã đến một nơi bí ẩn, tạm thời không thể liên lạc với bên ngoài, hiểu chưa?" Kiều Tiểu Kiều chậm rãi nói: "Vâng, Kiều tiểu thư." Kiều Phượng nhi và Kiều Hoàng nhi đồng thời gật đầu. Kiều Tiểu Kiều đang định nói vài lời thì điện thoại vang lên, nàng cầm lấy điện thoại xem xét, người gọi đến không phải là Hạ Thiên, là Mộc Hàm. Chị Hàm, có chuyện gì thế? Kiều Tiểu Kiều nhận điện thoại, nàng cố gắng bình tĩnh nói. Chồng đã xảy ra chuyện. Giọng điệu của Mộc Hàm tuy vẫn rất bình tĩnh nhưng lai khó nén thương tâm. Trên tay cậu ấy có đeo một chiếc đồng hồ đại biểu cho thân phận ám hoàng, nhưng chiếc đồng hồ đã bị tháo đi vài giờ trước. Vừa rồi nhân viên ám tổ đã tìm được đồng hồ, giấy chứng minh, bóp, điện thoại đã bị hư của chồng nhưng không thấy người, nếu chồng không có chuyện gì xảy ra thì sẽ chẳng có ai lấy được những thứ đó xuống. "Chị Hàm, chị đừng nôn nóng, chồng sẽ không có vấn đề gì." Kiều Tiểu Kiều hít vào một hơi thật sâu, tuy nàng sớm biết Hạ Thiên đã xảy ra chuyện nhưng bây giờ biết được từ trong miệng Mộc Hàm vẫn làm nàng khó chịu. Nhưng lúc này nàng cần tỉnh táo, vì nếu nàng không bình tĩnh thì không phải chỉ có Mộc Hàm mà tất cả đều loạn vì thế mãi đến bây giờ nàng vẫn chưa nói cho liễu mộng biết vì nàng sợ liễu mộng sẽ náo loạn tiểu kiều em có phải em biết thứ gì đó không mộc hàm dùng giọng run run hỏi nàng thật sự không hiểu chồng mình lợi lại như vậy vì sao có thể xảy ra vấn đề chị hàm chồng có một kẻ địch rất lợi hại cụ thể là ai thì em không rõ nhưng hôm nay anh ấy đã nói với em nếu địch đến và đánh không lại kẻ địch cũng không giết chết anh ấy vì vậy chị hàm cũng đừng quá lo lắng Bây giờ có lẽ chồng đã bị người ta bắt đi nhưng không có việc gì, sau này anh ấy sẽ quay về. Kiều Tiểu Kiều không nói sự việc cho rõ ràng, vì nàng cũng lo lắng Mộc Hàm sẽ trực tiếp đi tìm Tống Ngọc Nghị, ngay cả Hạ Thiên cũng không phải đối thủ của Tống Ngọc Nghị, như vậy Mộc Hàm cũng sẽ chẳng làm được gì. Tiểu Kiều, chẳng lẽ chúng ta cứ đứng không chờ chồng quay về? Tâm tình của Mộc Hàm bây giờ là rất không bình tĩnh, nàng còn có chút kích động, vì người đàn ông này rất quan trọng với nàng nếu không có hắn thì nàng thật sự không biết phải làm sao, cuộc sống cũng mất đi ý nghĩa. Chị Hàm, chị đừng vội, tôi sẽ nghĩ biện pháp. Kiều Tiểu Kiều an ủi Mộc Hàm trong điện thoại, tuy Mộc Hàm lớn tuổi hơn, cũng có võ công hùng mạnh, nhưng Kiều Tiểu Kiều càng chấn tĩnh hơn. Mà khi nàng nói như vậy cũng nghĩ đến một sự kiện, tuy chồng không muốn nàng đi tìm chị Nguyệt, nhưng bây giờ nàng có nên vi phạm ý đồ của chồng mà đi lên thanh phong sơn hay không? Được rồi, Tiểu Kiều, nếu có tin tức gì nhất định phải nói cho chị biết. Có lẽ vì lời an ủi của Kiều Tiểu Kiều mà bây giờ Mộc Hàm cũng chấn tĩnh hơn một chút. Chị Hàm, chị yên tâm, có tin em sẽ báo ngay. Kiều Tiểu Kiều đáp ứng. chương 998, kế hoạch cứu chồng. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Mộc Hàm thì Kiều Tiểu Kiều chậm rãi đi đến bên cửa sổ, nàng nhìn bầu trời đen tối bên ngoài, vẻ mặt rất nghiêm túc. Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi an ý đứng bên cạnh, Cả hai không nói gì, các nàng đã đi theo Kiều Tiểu Kiều từ khá lâu, biết rõ lúc này Kiều Tiểu Kiều đang suy xét vấn đề quan trọng. Kiều Tiểu Kiều đứng lặng lặng khoảng 10 phút, sau đó nàng xoay người nhìn Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi. "Hoàng Nhi, em đi tìm chị Mộng, Phượng Nhi thu dọn đồ đạc, chúng ta chuẩn bị đi." "Vâng, Kiều tiểu thư." Hai người đều không hỏi nguyên nhân mà lập tức hành động. Hai người nhanh chóng ra khỏi cửa, một lát sau Kiều Hoàng Nhi đưa Liễu Mộng đến liễu mộng vẫn còn đang ở trong khách sạn bộ dạng có vẻ giàu dĩ không vui tiểu kiều em tìm chị có chuyện gì liễu mộng không vui hỏi tiểu bại hoại giống như không thấy tối qua đến giờ vẫn chưa đến tìm chị chị mộng chồng có chút chuyện phải rời khỏi đây trước em sẽ đưa chị đi cùng kiều tiểu kiều khẽ nói đi đến đó chúng ta có thể tìm thấy chồng phải không liễu mộng có chút mất hứng tiểu bại hoại lén chị chạy ra ngoài chơi có phải không lại không đưa chị đi cùng lần sau gặp mặt nhất định phải đánh cho một trận chị mộng chúng ta chuẩn bị đi thôi kiều tiểu kiều nói được rồi liễu mộng khẽ gật đầu thật ra nàng tương đối nghe lời kiều tiểu kiều nguyên nhân tương đối đơn giản những lúc nàng muốn chơi thứ gì thì kiều tiểu kiều thường hay giúp đỡ ví dụ như xe tăng chính là thứ mà kiều tiểu kiều lấy được kiều tiểu thư đã chuẩn bị xong Kiều Phượng Nhi lúc này cũng đi vào phòng. Được, chúng ta đi. Kiều Tiểu Kiều rời khỏi phòng, sau đó nàng nói một câu. Hoàng Nhi, các em chú ý, xem có ai theo dõi không. Vâng, Kiều tiểu thư. Kiều Hoàng Nhi và Kiều Phượng Nhi lên tiếng. Liễu Mộng lúc này lại hiếu kỳ hỏi một câu. Tiểu Kiều, sao lại có người theo dõi chúng ta? Chị Mộng, vì chị xinh đẹp quá. Kiều Tiểu Kiều khẽ nói, Liễu Mộng là người không có tâm cơ tuy võ công cao nhưng vẫn làm cho Kiều Tiểu Kiều rất lo lắng, tạm thời cũng không nói rõ vấn đề cho Liễu Mộng. Đúng vậy, đúng là thế. Liễu Mộng lập tức bỏ ra đã hiểu. Bốn người phụ nữ nhanh chóng rời khỏi khách sạn Đông Thăng, Kiều Hoàng Nhi lái xe, Kiều Phượng Nhi ngồi ghế bên cạnh tài xế, bắt đầu quan sát tình huống ở phía sau, còn Kiều Tiểu Kiều và Liễu Mộng thì ngồi ở hàng ghế sau. Hoàng Nhi, trước tiên lái xe một vòng thị trấn, mua chút đặc sản Mộc Dương. Kiều Tiểu Kiều lại phân phó một câu. Kiều Hoàng Nhi làm theo lời Kiều Tiểu Kiều, nàng biết Kiều Tiểu Kiều chẳng phải muốn mua đặc sản gì cả, thực tế huyện Mộc Dương này cũng chẳng có đặc sản gì, sở dĩ làm như vậy chỉ muốn xác nhận xem có ai theo dõi không mà thôi. Xe chạy rất chậm, thỉnh thoảng còn dừng lại mở u vài món ở những cửa hàng ven đường, cứ như vậy mà đi một vòng thị trấn trong thời gian hơn 10 phút, mà Kiều Phượng Nhi cũng phát hiện tình huống không đúng. Kiều tiểu thư, có hai chiếc xe luôn đi theo chúng ta. Kiều Phượng Nhi khẽ nói: "Còn có hai người đi theo chúng ta." Liễu Mộng có chút mất hứng. Hai người kia không đi xe nhưng tốc độ rất nhanh, nhưng còn chưa nhanh bằng chị. "Chị Mộng, chị thật sự thấy hai người đi theo chúng ta sao?" Kiều Tiểu Kiều vội vàng hỏi. "Tất nhiên là thấy." Liễu Mộng nhanh chóng nói: "Tiểu Kiều, có chút kỳ quái, hai người kia nhất định có võ công khá cao, rất lợi hại, nhưng khẳng định không đánh lại chị, hay chị đánh bọn họ một trận nhé?" đừng, chị Mộng, không cần quan tâm đến những thứ này. Kiều Tiểu Kiều lắc đầu, sau đó lập tức phân phó. Hoàng Nhi, không cần mua thêm đặc sản, chúng ta trực tiếp quay về thành phố Giang Hải. Vâng, Kiều Tiểu Thư. Kiều Hoàng Nhi lên tiếng, sau đó nàng nhanh chóng lái xe rời khỏi huyện Mộc Dương. Tiểu Kiều, không phải em muốn đưa chị đến một chỗ nào đó sao? Liễu Mộng có chút kỳ quái. Sao bây giờ phải trực tiếp quay về thành phố Giang Hải? chị mộng chỗ kia không đi xe được chúng ta nên về giang hải sau đó bắt máy bay đi chị còn chưa đi máy bay có phải không kiều tiểu kiều khẽ nói đúng vậy chị còn chưa được ngồi máy bay liễu mộng la lên có chút hưng phấn được rồi chúng ta bắt máy bay đi chị mộng trước tiên chị cứ ngủ đi tỉnh ngủ chúng ta sẽ về đến thành phố giang hải em sẽ điện thoại sắp xếp chuyến bay kiều tiểu kiều nói với liễu mộng à vậy thì được chị ngủ đây. Liễu mộng ngáp một cái. Tối qua tiểu bại hoại không đến tìm chị, làm hại chị không ngủ, mãi đến bây giờ mới có chút buồn ngủ. Liễu mộng nói ngủ là ngủ, dù trong xe thì nàng cũng nhanh chóng tiến vào mộng đẹp. Lúc này Kiều Tiểu Kiều cũng cầm điện thoại bấm một dãy số. Đại ca, là em, Tiểu Kiều. Kiều Tiểu Kiều điện thoại cho Kiều Đông Hải. Em biết gió anh và Ngô An Phong có một hiệp nghị, lại chuẩn bị để chị Mộng làm nhân vật chính, em muốn anh nhanh chóng tuyên truyền, nói rằng tổ làm phim đã bắt đầu công tác chuẩn bị, sắp tiến vào Thanh Phong Sơn. Nhớ rõ cần phải ghi chú rõ ràng, nữ nhân vật chính sẽ được đãi ngộ cực kỳ xa hoa, sẽ được dùng trực thăng đưa đón đến tổ làm phim. Tiểu Kiều, chúng ta còn chưa chuẩn bị những thứ này. Kiều Đông Hải có chút buồn bực. Đại ca, thứ này anh không cần phải xen vào, anh chỉ cần tuyên truyền như vậy là được. Kiều Tiểu Kiều dùng giọng không cho thương lượng nói. Được rồi, anh sẽ làm ngay, ngày mai sẽ bắt đầu chuẩn bị. Kiều Đông Hải có chút bất đắc dĩ. Không, đại ca, em muốn sáng mai sẽ được chứng kiến tin tức này. Kiều Tiểu Kiều tiếp tục nói. Kiều Đông Hải trầm mặc, sau đó hắn đồng ý. Được, bây giờ anh sẽ chuẩn bị. Cảm ơn đại ca. Kiều Tiểu Kiều nói xong thì lập tức cúp điện thoại. Kiều Đông Hải ở đầu dây bên kia còn có chút buồn bực, em gái mình đang làm gì vậy? kiều tiểu kiều lại bấm một số máy khác chị thanh em là tiểu kiều kiều tiểu kiều điện thoại cho vân thanh tiểu kiều sao vân thanh nhận được điện thoại của kiều tiểu kiều mà cảm thấy có chút ngoài ý muốn thật ra vân thanh vẫn luôn cảm thấy mình là vợ bé mà kiều tiểu kiều là vợ lớn vì vậy mỗi lúc nói chuyện với kiều tiểu kiều đều rất mất tự nhiên chị thanh chỉ có một công ty xây dựng có mười mấy công nhân có phải không kiều tiểu kiều trực tiếp hỏi đúng vậy nhưng thật ra công ty đó là của chồng vân thanh giải thích trong lòng có chút bất an chẳng lẽ kiều tiểu kiều truy vấn đến chuyện tiền nong rồi sao nhưng vân thanh còn chưa nói dứt lời thì kiều tiểu kiều đã cắt ngang chị thanh dù là của chị hay của chồng đều được em không phải nói về chuyện tiền em muốn chị hỗ trợ một chuyện chuyện gì vân thanh ngẩn người sau đó hỏi em cần đám công nhân của chị sáng mai phải tiến vào thanh phong thôn chọn một địa điểm xây một bãi đáp cho máy bay trực thăng, không cần chuyên nghiệp, chỉ cần tạo nên sân bãi cho trực thăng lên xuống là được. Kiều Tiểu Kiều nhanh chóng nói, cụ thể thế nào em sẽ đưa tư liệu cho chị, mà muốn xây dựng sân bay phải đưa cho thanh phong thôn một ít tiền, chị không cần sợ dùng tiền, không cần quan tâm bọn họ muốn bao nhiêu. Mà đám công nhân kia cũng vậy, dù bọn họ muốn tiền lương gấp 10 lần cũng được, tóm lại dùng tốc độ nhanh nhất xây nên một bãi đáp trực thăng bãi đáp trực thăng. Vân Thanh có chút mơ hồ. Tiểu Kiều, điều này, thứ này dùng làm gì? Chị Thanh, bây giờ em không thể giải thích nhiều lời, chị chỉ cần biết rõ, tất cả đều là vì chồng. Kiều Tiểu Kiều khẽ nói. Chuyện này rất quan trọng, giao cho người khác em cũng lo lắng, vì vậy chỉ có thể kính nhờ chị. Chồng, chồng làm sao? Vân Thanh có chút kinh hoàng. Chị Thanh, chị đừng lo, chồng không có việc gì, kiều tiểu kiều an ủi vân thanh một câu chị chỉ cần nhanh chóng xây dựng bãi đáp là được tôi biết rồi tôi sẽ sắp xếp vân thanh vội vàng nói một câu sau đó cúp điện thoại kiều tiểu kiều khẽ thở ra một hơi cố gắng làm cho mình bình tĩnh trở lại sau đó nàng gọi một cuộc điện thoại thứ ba cuộc điện thoại này gọi đến cho tiền đa đa tiền tiên sinh tôi là kiều tiểu kiều giọng điệu của kiều tiểu kiều có chút khách khí xấu hổ vì quấy dày anh vào lúc này nhưng tôi có việc gấp cần hỏi kiều tiểu thư cứ khách khí có gì phân phó xin cứ nói tiền đa đa càng khách khí hơn tất nhiên không phải hắn khách khí với kiều tiểu kiều chẳng qua chỉ vì nàng là phụ nữ của hạ thiên tiền tiên sinh tôi nhớ chồng đã đặt anh một chiếc trực thăng tôi muốn hỏi trực thăng đã đến chưa kiều tiểu kiều mở miệng hỏi kiều tiểu thư trực thăng đã đến bây giờ đang ở trên đảo nếu cô muốn thì có thể dùng bất cứ lúc nào nhưng tạm thời không có người điều khiển tiền đa đa nhanh chóng trả lời tiền tiên sinh gần đây tôi muốn dùng trực thăng đến khi đó tôi sẽ liên lạc với anh anh chỉ cần đặt trực thăng trên đảo là được mặt khác tôi còn một sự kiện cần làm phiền anh anh có thể giúp tôi tìm được một người điều khiển trực thăng hay không cần một người có kinh nghiệm đầy đủ tốt nhất là có kinh nghiệm lái trực thăng vùng núi kiều tiểu kiều khẽ trầm ngâm nói không có vấn đề tiền đa đa đáp ứng không chút do dự tôi sẽ nhanh chóng tìm ra một người phù hợp nếu tìm được sẽ báo ngay cho kiều tiểu thư vậy làm phiền tiền tiên sinh kiều tiểu kiều nói khách sáo vài câu với tiền đa đa sau đó cuối cùng nàng cũng cúp điện thoại rồi thở dài một hơi kiều tiểu kiều không tiếp tục gọi điện thoại nàng chỉ thầm nói thật xin lỗi chồng lúc này em không thể nghe lời anh em biết anh lo cho chị nguyệt nhưng em không thể nhìn anh gặp chuyện không may hơn nữa nếu chị nguyệt biết anh gặp chuyện không may mà em không báo, chị ấy sẽ trách em. Kiều Tiểu Kiều biết rất rõ, bây giờ người duy nhất có thể giúp được Hạ Thiên Chính là Nguyệt Thanh Nhã trên Thanh Phong Sơn, vì vậy cuối cùng nàng đưa ra quyết định này, nàng phải đi lên Thanh Phong Sơn, phải xin sự trợ giúp từ Nguyệt Thanh Nhã. chương 999, tên ăn mày quái dị. Cảng Thành là một thành phố phát triển trong khoảng thời gian vài chục năm gần đây, Cảng Thành và Hong Kong là hai thành phố nhìn nhau cách biển, vì vậy có thể nói nhìn qua Cảng Thành là thấy Hong Kong dù không có lịch sử lâu đời nhưng Cảng Thành có thể dùng vài chục năm ngắn ngủi để phát triển thành một trong những thành phố phát triển nhất nước, điều này đã nói rõ tác dụng phụ rất rõ ràng. Lúc này Cảng Thành trị an rối loạn, phân cực giàu nghèo rất khủng khiếp, người ngoài đến đây nhiều hơn người địa phương, thực tế có người nói thành phố này đã bị dân bên ngoài đến chiếm sạch. Cảng Thành phân ra vùng trong vùng ngoài, vùng trong có thể nói là khu trung tâm, trên cơ bản người công tác ở đây đều là thành phần tri thức, mà vùng ngoài thì phần lớn chỉ là nhà máy xí nghiệp, phần đông là công nhân bình thường nhưng thực tế có nhiều thành phần chi thức tuy đi làm ở vùng trong nhưng lại ở vùng ngoài vì bọn họ không đủ sức mua hay thuê nhà ở bên trong trung tâm vùng ngoài của thành phố cảng thành nổi tiếng là khu cho thuê phòng với số lượng lớn nơi đây mỗi một khu chế xuất khu công nghiệp có vài chục đến vài trăm ngàn công nhân mỗi sáng sớm đều vội vàng ra khỏi cửa bắt các phương tiện giao thông công cộng để đi làm đây là một thành phố có thiết tấu tương đối nhanh trên cơ bản ai cũng chỉ lo cho mình không cần quan tâm đến kẻ khác làm gì cho mệt. Hôm nay cũng giống như ngày thường, có rất nhiều người đi lại, bọn họ vội vàng đi làm. Vì vậy dù bọn họ nhìn thấy một nam một nữ dựa vào nhau ngồi trên lan can cầu nhưng không ai nhìn qua hơn một lần, ngẫu nhiên cũng có người nhìn vài lượt, nhưng trong lòng ai cũng có một ý nghĩ, hai người kia ăn mặc sạch sẽ, sao lại phải làm ăn mày. Thật ra trên cầu cũng có không ít ăn mày, chỉ cần nhìn là thấy bốn năm tên, trong đó có vài tên mà mọi người đã rất quen mặt. Vì hầu như ngày nào bọn họ cũng ngồi đây. Rất nhiều người nghe nói đám người này là ăn mày chuyên nghiệp, vì vậy phần lớn mọi người đều cho tiền rất ít, nhưng ngẫu nhiên cũng có người tâm tình tốt, ví dụ như tìm được công việc, tìm được bạn gái, hay đơn giản chỉ là vừa mới cùng đi nhà nghỉ với người yêu, bọn họ sẽ cho thêm đám ăn mày vài đồng. Vì vậy thực tế số người bố thí là rất ít, nhưng lưu lượng người qua đây là rất lớn, vì vậy đám ăn mày mỗi ngày cũng kiếm được kha khá, coi như vẫn có nguồn thu ổn định ít nhất lấp đầy bụng cũng không phải là vấn đề. Nhưng đám ăn mày này phần đông là rất bẩn thỉu, có vài tên tàn tật, tóc rối, những tên ăn mày ăn mặc chỉnh tề như cặp nam nữ này là rất ít, nhưng dù sao bọn họ cũng là ăn mày, vì trước mặt có hai chiếc chén sắt chuyên dụng mà bên trong chẳng có xu nào. Keng, một âm thanh trong trẻo vang lên, một đồng xu rơi vào trong chén, điều này chứng tỏ tên ăn mày đã có nguồn thu. Đây là một đồng tiền xu, nửa ơi bố thí là một cô gái, bộ mặt dạng rỡ rõ ràng tâm tình rất tốt âm thanh này rốt cuộc làm tên ăn mày giật mình bừng tỉnh hắn ngẩng đầu lộ ra gương mặt không anh tuấn nhưng có vài phần thanh tú hắn nhìn bốn phía ánh mắt có chút mê man giống như không biết rõ tình huống vào lúc này nơi chết tiệt này không phải là cảng thành đấy chứ một lúc lâu sau tên ăn mày mới thì thào nói cuối cùng hắn thấy cai chén sắt trước mặt vì vậy mà căm giận mắng lớn tống ngọc mị con bàn bà chết tiệt dám để mình làm ăn mày, cô chờ đó, tôi nhất định sẽ cởi sạch quần áo và tét đít mỗi ngày 999 lần. Tên thanh niên ăn mày này chính là Hạ Thiên, hắn hôn mê từ chiều qua đến bây giờ mới tỉnh lại, lúc này hắn lập tức dùng tốc độ nhanh nhất để dò xét tình huống của mình, hắn phát hiện băng hỏa linh khí vẫn bị áp chế, căn bản không thể nào thi triển được, nếu nói về công lực thì bây giờ hắn chẳng khác gì người thường. Hạ Thiên quay đầu nhìn người phụ nữ bên cạnh, hắn không khỏi lầm bầm quỷ keo kiệt ơi là quỷ keo kiệt, tôi đã nói quá keo kiệt là không tốt, bây giờ chị đã bị sư phụ vứt bỏ, tôi có nên vứt bỏ chị luôn không? Nhưng chị đã sắp chết, bán cũng không được tiền. Người phụ nữ này tất nhiên là Ninh Khiết, đáng tiếc là nàng căn bản không nghe được lời nói của Hạ Thiên, vì nàng đang thật sự hôn mê, da thịt lạnh buốt. Nếu bây giờ đưa nàng đến bệnh viện thì sợ rằng đám bác sĩ sẽ phán nàng tử vong, nhưng Hạ Thiên biết nàng chưa chết, thật ra nàng vẫn còn có chút nhịp tim trước tiên hạ thiên lục lọi trên người mình hắn phát hiện mình không có gì vì vậy mới lục người ninh khiết và phát hiện ra một cái bóp hy vọng còn chút tiền hạ thiên có chút cao hứng hắn cũng biết không có tiền sẽ chẳng sống được nhưng hắn nhanh chóng thất vọng trong bóp không có xu nào chỉ có một tờ giấy chứng minh là chứng minh của ninh khiết chẳng còn gì khác xem ra lại phải đi kiếm tiền hạ thiên có chút buồn bực kiếm tiền không phải là vấn đề nhưng hắn bây giờ còn phải mang theo ninh khiết dù sao cũng phải sắp xếp cho nàng trước đã nếu hắn ném nàng ra đây sợ rằng người ta sẽ tưởng nàng đã chết sẽ trực tiếp đưa nàng đi trôn mất hạ thiên mang theo một người vướng víu như vậy như thế sao có thể kiếm được tiền hạ thiên nhìn một đồng xu trong chén mà cảm thấy khó chịu hắn không phải ăn mày hắn không biết dùng phương pháp này để kiếm tiền vì vậy hắn ném đồng xu ra ngoài một tiếng keng vang lên đồng xu rơi vào trong chén của tên ăn mày đối diện Tên này tuổi không lớn, 15-16 tuổi, một chân bị đứt. Cảm ơn đại ca, cảm ơn đại ca. Tên thiếu niên tàn tật nói năng rất ngọt ngào, dù rất nghi hoặc với hành động của Hạ Thiên nhưng vẫn lên tiếng cảm tạ. Này, hỏi cậu một vấn đề, đây là cảng thành sao? Hạ Thiên mở miệng hỏi, hắn còn chưa xác định chỗ này có phải là cảng thành hay không? Đại ca, đây chính là cảng thành. Tên thiếu niên tàn tật có chút kỳ quái, người này quá quái dị, rõ ràng chỉ là một tên ăn mày nhưng lại ném tiền cho hắn bây giờ lại không biết đây là đâu hay là bị điên đây là cảng thành thì tốt hạ thiên thì thào nói trước đó hắn cố ý nói mình ghét cảng thành cho tống ngọc mỹ biết vì vậy mà tống ngọc mỹ đưa hắn đến đây hắn không cho rằng mình thật sự sẽ sống dở chết dở nhưng tống ngọc mỹ quá nguy hiểm lại làm hắn lo lắng vì hắn cảm thấy đầu óc của tống ngọc mỹ không được bình thường có chút điên khùng, mà lời nói của kẻ điên thường không nên cho là thật nhưng cũng đừng nên coi thường. Vì vậy hắn không liên lạc với các bà vợ, hắn cũng quyết định khoảng thời gian này không nên làm gì, nhưng có một vấn đề nhỏ cần giải quyết, đó chính là tên mốc dịch chi ngôn cần phải xử lý, vì tiểu yêu tinh nói dịch chi ngôn có thể ở trong cảng thành. Đại ca, đây là bạn gái của anh sao? Tên thiếu niên tàn tật hỏi, vẻ mặt rất hâm mộ. Cuối cùng hắn cũng thấy được gương mặt Ninh Khiết mà cảm thấy kinh hoàng. Dù sao hắn cũng là người kiến thức rộng rãi, ngày nào cũng thấy gái đi qua, không thiếu người đẹp, nhưng xinh đẹp như Ninh Khiết là lần đầu tiên được thấy. Điều này làm hắn cảm thấy Hạ Thiên rất quái dị, thật sự là đầu óc có vấn đề, mang theo một cô bạn gái xinh đẹp như vậy đi làm ăn mày sao? "Này, cậu biết cách nào kiếm tiền nhanh không?" Hạ Thiên không trả lời câu hỏi của tên ăn mày, hắn hỏi ngược lại một câu. Lúc này đã quá 9 giờ, cũng không còn mấy người đi qua cầu. Vì vậy hai người bọn họ mới thuận lợi nói chuyện với nhau. Nhưng nghe được câu hỏi của Hạ Thiên mà Tên Thiếu Niên chợt ngây người. "Đại ca, chúng ta không phải đang kiếm tiền sao?" "Đó là chú, không phải là anh, anh không phải là ăn mày." Hạ Thiên có chút mất vui. "Anh hỏi chú, ngoài làm ăn mày thì làm gì có tiền?" "Điều này, đại ca, em thật sự không biết, ngoài làm ăn mày thì em không còn biện pháp nào khác." Tên Thiếu Niên ăn mày có chút ngượng ngùng. Hèn gì chú cứ mãi là ăn mày. Hạ Thiên có chút mất vui, hắn thuận tay cầm cái chén sắt trước mặt ném cho tên thiếu niên tàn tật. Cho chú thêm một cái chén, có hai cái có khí làm ăn thêm tốt. Cảm ơn đại ca. Tên thiếu niên tàn tật thật sự lấy cái chén đặt trước mặt mình, trong lòng thầm nghĩ, người này thật sự là đầu óc có vấn đề. Hạ Thiên không tiếp tục nói chuyện với tên ăn mày, hắn bắt đầu suy xét nên kiếm tiền thế nào, công lực bị phong bế nhưng y thuật vẫn còn chỉ là không có băng hỏa linh khí hỗ trợ nên không có được hiệu quả nhanh như trước kia, nhưng nếu muốn đối phó với những căn bệnh bình thường lại không có vấn đề. Nhưng hắn nhanh chóng phát hiện ra một điều, hai cây châm đã bị tống ngọc mị kia tịch thu mất. Không đúng, vẫn còn hai cây. Hạ Thiên đột nhiên nhớ đến một vấn đề, sau đó hắn nhổ hai cây châm từ trên đầu xuống. Lúc đó vì muốn tăng cường công lực mà hắn cắm hai cây châm lên đầu, bây giờ thứ này là vật phẩm duy nhất của hắn. Nhưng Hạ Thiên đã có nhiều lần kinh nghiệm, hắn biết rõ nếu bây giờ mình chủ động đi chữa bệnh cho người ta, hơn phân nửa sẽ bị coi là lừa đảo, xem ra muốn dùng y thuật kiếm được tiền phải chờ cơ hội tốt mới được, không thể tùy tiện kiếm người chữa bệnh được. "Tiểu tử, mới đến sao?" Hạ Thiên đang suy nghĩ đến vấn đề kiếm tiền thì một giọng nói như hét vang lên. Hạ Thiên ngẩng đầu nhìn, hắn thấy trước mặt có một tên đàn ông ba bốn mươi tuổi gì đó, gầy khô, cặp mắt nhỏ, trong mắt như hạt đậu nành nhìn có hơi đục ngầu. Người này ăn mặc khá rách dưới, một chân có tật, còn chống một cây gậy. Ông là ai? Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn người đàn ông. Tiểu tử, gan mày cũng không nhỏ, đến đây kiếm cơm ăn mà không đưa tiền bảo hộ, mày không biết đây là địa bàn của thiết quải thất ta sao? Tên đàn ông sự xưng là thiết quải thất nhìn Hạ Thiên, sau đó lại thấy ninh khiết ở bên cạnh. Giờ tao cho mày hai lựa chọn, thứ nhất, mỗi ngày nộp 100 đồng, hai người là 200, thứ hai là đưa con này cho tao chơi đùa, như vậy tao sẽ cho mày khỏi đóng tiền phí mỗi ngày. Trương một nghìn, hổ xuống đồng bằng cũng không để bị chó ức hiếp. Thằng què chết tiệt, mau cút ra xa một chút cho anh. Hạ thiên trừng mắt nhìn tên thiết quài thất, tên què này rõ ràng muốn chết, nếu không phải bây giờ hắn đánh nhau không được tốt như trước, hắn đã sớm cho tên khốn trước mặt một đá, nào còn có thể ở đây nói nhảm với hắn. Tiểu tử, mày muốn chết. Thiết quài thất lập tức nổi giận, hắn hận nhất người ta gọi hắn là thằng què. Khi chữ chế vang lên thì thiết quải thất đã đập gậy xuống đầu hạ thiên, thiết quải thất người cũng như tên, cây gậy trên tay thật sự làm bằng sắt, nếu người thường bị thứ này đập vào thì khó tránh khỏi tình cảnh bị thương. Động tác của thiết quải thất cũng không tính là nhanh, dù bây giờ hạ thiên bị phong bế tất cả công lực nhưng hắn vẫn thấy rõ động tác của đối phương. Hắn nhanh chóng đứng lên, trên tay là một cây ngân châm, hắn dịch chuyển bước chân đến bên cạnh thiết quải thất. Sau đó đâm châm lên tay đối phương. Dù Hạ Thiên bây giờ không còn công lực nhưng hắn cũng không đến mức như Tống Ngọc Mị suy nghĩ, hắn sẽ không lập tức biến thành một người bình thường yếu nhược. Thực tế hắn không phải là người thường, hắn vẫn còn võ công đã từng rèn luyện, tuy công lực không còn nên võ công cũng yếu đi rất nhiều nhưng dù sao cũng là cao thủ đối với người thường. Ví dụ như phiêu miểu bộ, dù là người bình thường vẫn có thể sử dụng được, chẳng qua người thường sử dụng thường không linh hoạt mà thôi nếu chỉ biết chiêu thức mà không có sức mạnh thì uy lực tấn công sẽ tương đối có hạn bây giờ lực lượng của hạ thiên rất kém nhưng uy lực vẫn không nhỏ vì hắn là thần y hắn có thể sử dụng ngân châm đâm lên những huyệt vị và bộ vị yếu hại của người khác ví dụ như bây giờ hắn dùng ngân châm đâm trúng cánh tay thiết quải thất tuy không có chút sức lực nào nhưng đối phương vẫn run giấy sắp ngã xuống đất động tác của hạ thiên cũng không dừng lại hắn nhanh chóng dùng châm đâm lên đùi thiết quải thất sau đó đá lên đầu gối của đối phương thiết quải thất đang đứng không vững chợt hét lên thảm thiết, sau đó quỳ dạp xuống đất. Tiểu tử, mày, mày dám, á. Thiết quài thất dùng ánh mắt phẫn nộ và khó tin nhìn Hạ Thiên, trong miệng còn muốn nói vài lời uy hiếp, nhưng còn chưa kịp nói đã bị Hạ Thiên đá vào ngực, vì vậy mà hét lên thảm thiết rồi ngã ngửa xuống đất. Ngu ngốc, Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn thiết quải thất. Anh là hổ xuống đồng bằng cũng không thể để chó ăn hiếp, chú là loại chó què mà dám ước hiếp anh, đúng là không bia sống chết mày, mày gan lắm. Thiết quải thất khó khăn bỏ lên, hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn Hạ Thiên. Thằng ngu, tất nhiên là anh có gan, chú đã què rồi, bây giờ muốn làm thái giám luôn sao? Hạ Thiên tức giận nói. Cút xa anh ra một chút, đừng làm phiền anh, anh rất bực bội. Đã có gan cướp địa bàn của tao, chắc cũng phải để lại tên họ chứ. Thiết quải thất dùng ánh mắt âm trầm nhìn Hạ Thiên, hắn chưa từng nghĩ rằng ăn mày ở đây dám ra tay với mình, vì vậy mà không mang theo người, không ngờ vì vậy mà hôm nay bị ăn đòn. Anh họ Tống, là Tống trong chiều nhà Tống, tên chỉ có một chữ tử, chính là không biết sống chết. Hạ Thiên trừng mắt nhìn thiết quải thất. Thằng nào dám tìm gây phiền cho anh, thằng đó coi như tìm chết. Con đàn bà Tống Ngọc Mỹ chết tiệt không cho phép Hạ Thiên tiếp tục dùng tên của mình, vì vậy Hạ Thiên quyết định sửa tên, còn cái tên Tống Tử là hắn vừa nghĩ ra. Nói một cách đơn giản thì cái tên Tống Tử có nghĩa là Tống Ngọc Mị phải chết, mà phức tạp một chút chính là hắn phải cởi sạch Tống Ngọc Mị ra, mỗi ngày tét đít một ngàn lần. Thiết quài thất dùng ánh mắt hung hăng nhìn Hạ Thiên, sau đó hắn nhặt cây gậy lên và định bỏ đi. Này, thằng que, đứng lại. Hạ Thiên đột nhiên nhớ ra một chuyện, sau đó hắn nói. Mày còn muốn thế nào? Thiết quài thất dùng ánh mắt căm tức nhìn Hạ Thiên. Chú có vẻ không giống như ăn mày, có lẽ phải có tiền, chú để lại bóp cho anh rồi đi. Hạ Thiên lười biếng nói, không có tiền cũng không tốt, tên ăn mày què này dám gây phiền cho hắn, vừa rồi dám đòi hắn đóng tiền, bây giờ hắn đòi lại. Lúc này thiết quải thất lại rất dứt khoát, hắn trực tiếp móc bóp ra ném cho Hạ Thiên. Hạ Thiên chụp lấy rồi phất tay. Thằng què chết tiệt, chú có thể phắn, không nên lăn tăn trước mặt anh, nếu không anh cho chú đi xe lăn bây giờ. Thiết quải thất dùng ánh mắt oán hận nhìn Hạ Thiên, nhưng sau đó hắn lại khập khiếng bỏ đi. Nghèo kiết xác, Hạ Thiên lúc này kiểm tra chiến lợi phẩm, hắn phát hiện trong bóp dù có tiền nhưng không nhiều, có 5 tờ 100 đồng, còn lại là tiền lẻ vài chục đồng. Hạ Thiên rút ra 500 đồng, sau đó hắn thuận tay ném tiền lẻ cho tên ăn mày thiếu niên đối diện, lại thuận miệng hỏi một câu. Này, chú biết khách sạn nào gần đây không? Đại ca, nếu đi từ đây xuống thì bên kia có khách sạn, nhưng rất mắc, mỗi tối là 200 tên thiếu niên tàn tật dùng tay chỉ về phía cách đó không xa. À, chỉ 200 thôi à, đủ rồi. Hạ Thiên thuận miệng nói, bây giờ hắn có 500, hắn thầm nghĩ trước tiên phải sắp xếp cho Ninh Khiết, sau đó mới ra ngoài nghĩ biện pháp kiếm tiền. Tên thiếu niên tàn tật nhìn về phía thiết quải thất biến mất cách đó không xa, hắn khẽ hạ giọng nói. Đại ca, em thấy anh nên chạy đi, thiết quải thất kia rất lợi hại, hắn nhất định sẽ tìm người báo thù, hắn có rất nhiều đàn em anh không đánh lại nhiều người như vậy đâu điều này chú không cần quan tâm hạ thiên thuận miệng nói một câu sau đó hắn bước đến trước mặt ninh khiết bế nàng lên rồi thầm nói quỷ keo kiệt chị hình như nên giảm béo được rồi thật ra ninh khiết cũng không tính là nặng nàng cũng không được coi là đầy đặn thân hình chỉ có thể nói là gầy mà thôi tất nhiên sẽ không phải giảm béo nhưng hạ thiên từ một kẻ sức mạnh siêu nhiên biến thành người thường nên không thích ứng với sức lực biến đổi vì vậy mà thấy Ninh Khiết rất nặng. Cũng may tuy không thích ứng nhưng Hạ Thiên vẫn miễn cưỡng bế Ninh Khiết đi, vài phút sau hắn đi qua câu và tìm được khách sạn theo lời nói của tên ăn mày. Khách sạn này không tệ, so sánh được với khách sạn Đông Thăng ở huyện Mộc Dương, nhưng không quá cao, chỉ có 6 tầng. Vài tháng trước Hạ Thiên ngủ mê được Ninh Khiết đưa về nhà, vài tháng sau Ninh Khiết hôn mê được Hạ Thiên đưa vào khách sạn, coi như có qua có lại. Những năm nay kiếm phòng khách sạn rất dễ, Tuy Hạ Thiên ôm một ninh khiết đã hôn mê nhưng đóng 300 đồng và sử dụng chứng minh của nàng đăng ký, hắn thuê được một gian phòng 168 đồng một ngày. Còn chuyện ninh khiết hôn mê, nhân viên chỉ hỏi một câu, Hạ Thiên thuận miệng nói một câu, lý do là say rượu, vì thế mà nhân viên chẳng hỏi gì thêm, đưa khóa cho hắn lên phòng. Này, chị thật sự phải giảm béo đấy. Hạ Thiên cuối cũng cùng ôm ninh khiết vào phòng, hắn ném nàng lên giường, sau đó oán trách một câu, trong lòng có chút buồn bực sức lực mất đi cũng thật sự khó chịu. Sau này hắn muốn ôm vợ phải cố hết sức, nếu ôm hai vợ thì chẳng phải không làm được sao. Không được, phải nghĩ biện pháp phục hồi công lực mới được. Hạ Thiên lầm bầm nói, Tống Ngọc Mỹ kia rất đáng ăn đòn, bây giờ hắn rất muốn ngược đãi nàng. Nhưng hắn cũng phát hiện Tống Ngọc Mỹ nói không sai, một người hùng mạnh mà trở nên yếu đuối, thật sự rất khó chịu. Tất nhiên Hạ Thiên không thừa nhận mình đã yếu đi, hắn vẫn cho rằng mình còn mạnh nhưng không như trước kia mà thôi. Bây giờ hắn phải phục hồi lại trạng thái hùng mạnh của mình, sau đó cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn Tống Ngọc Mị, sau đó di dậy bảo ngược lại nàng ta. Hạ Thiên cảm thấy mình rất có thể khôi phục lại công lực, vì tất cả công lực của hắn không mất đi, chỉ bị Tống Ngọc Mị dùng một phương pháp đặc biệt để chặn lại, chỉ cần mở ra là lại bình thường. Nhưng phải mở ra thế nào? Bây giờ Hạ Thiên căn bản không thể vận công, nếu dùng ngoại lực thì chỉ có thần tiên tỷ tỷ mới giúp được, nhưng vấn đề là bây giờ hắn không thể và không dám đi tìm nàng, vì hắn thấy nàng bây giờ sợ rằng vẫn chưa là đối thủ của Tống Ngọc Nghị, nếu để Tống Ngọc Nghị tìm được thần tiên tỷ tỷ thì quá phiền. Không thể đi tìm thần tiên tỷ tỷ, mà Tống Ngọc Nghị kia cũng sẽ không giúp mình giải khai, chẳng lẽ mình không thể nào khôi phục lại. Hạ thiên buồn bực, hắn nhìn ninh khiết mà sinh ra xúc động muốn đánh người. Đều là quỷ keo kiệt gây ra cả, nếu không phải chị làm đệ tử của Tống Ngọc Mị, sao cô ta có thể chuyển hết âm hỏa sang người chị được? Đúng rồi, âm hỏa. Hạ Thiên đột nhiên có chút hưng phấn, khoảnh khắc này hắn có một ý nghĩ rất lớn gan, nhưng ý nghĩ này chưa hẳn sẽ giúp hắn cởi bỏ áp chế, nhưng hắn xem ra đây là biện pháp duy nhất, hắn phải mạo hiểm thử một lần. Biện pháp của Hạ Thiên chính là lợi dụng âm hỏa trên người ninh khiết, vì âm hỏa kia không có tác dụng mà chỉ tạo nên tổn thương cho Tống Ngọc Mị, thực tế đây cũng là chân khí hơn nữa là một luồng chân khí cực mạnh đủ để đánh tan chân khí áp chế trên người hắn. Nhưng ngay sau đó Hạ Thiên lại phát hiện ra một vấn đề, đó chính là làm sao chuyển rời âm hỏa từ Ninh Khiết sang mình và sử dụng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 1000.